Đang lúc toàn thể cục vụ muối đều đang đắm chìm trong vui sướng vì được thủ tướng thị sát, lúc cục trưởng cục vụ muối Thang Thế Thành đang mở cuộc họp đại hội toàn thể cán bộ, kêu gọi học tập tinh thần nói chuyện của thủ tướng, thì phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Mục Chính Nhất tự mình dẫn người ra giữa phòng họp, yêu cầu phó cục trưởng cục vụ muối Giải Thiếu Hải đến ủy ban kỷ luật tỉnh tiếp nhận câu hỏi. Nói chung, hẹn gặp cán bộ là một loại cảnh cáo và mỉa mai biến tướng, chính là muốn báo cho đối phương về sau cẩn thận một chút, phải dừng cương trước bờ vực, không nên càng ngày càng sai lầm. Nhưng hẹn gặp thường khá khiêm tốn, bình thường sẽ gọi điện thoại thông báo cho người đó, và sẽ không công khai. Như phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh lại tự mình dẫn người đến mời, là cực kỳ hiếm thấy. Giải Thiếu Hải lại không cảm thấy vậy, mà là sự sủng ái đến kinh sợ, bởi vì người tới không phải phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mà là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, cảm thấy phẫn nộ và bất an. Người càng phẫn nộ hơn so với gã ta chính là Thang Thế Thành. Vừa mới hưởng thụ phong cảnh người trước người sau, còn chìm đắm trong vui sướng vì việc thủ tướng đích thân tới thăm cục vụ muối, vẫn chưa bừng tỉnh thì đã bị một khúc côn đánh vào đầu, bị phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh tới cửa mời người, quả thực khiến gã ta nhục nhã vô cùng. Không chỉ có mình gã ta nhục nhã, còn có vinh quang của thủ tướng cũng bị gạt bỏ không còn. Chu Hồng Cơ quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, quá đáng, không nể mặt mũi thủ tướng, chân trước thủ tướng mới vừa bước đi, y sau lưng bắt người, nhưng chẳng những tự mình xuất binh một phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, còn lựa chọn thời cơ vô cùng mẫn cảm, rõ ràng là cố ý làm mất mặt thủ tướng. Thang Thế Thành rất phẫn nộ, từ chối phối hợp công tác, ỷ vào dự uy thủ tướng thị sát cùng với chủ tịch tỉnh Tôn ra sức ủng hộ, gã ta vô cùng khí thế trả lời Mục Chính Nhất. Đồng chí Giải Thiếu Hải là đảng viên tốt cán bộ tốt hiếm thấy ở cục vụ muối, hành động luôn chính trực ngay thẳng, không có bất kỳ vấn đề gì, ủy ban kỷ luật nhất định có sai sót gì đó rồi. Mời phó chủ nhiệm Mục sau khi trở về, điều tra xác minh một chút. Được thôi, trực tiếp đưa tiễn. Mục Chính Nhất cũng là cán bộ kỳ cựu của ủy ban kỷ luật, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bộ mặt không sợ hãi khi đối mặt với nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật như Thang Thế Thành, y không chút hoang mang nói. Ủy ban kỷ luật làm việc rất chính xác, rất vững chắc, sẽ không có gì sai sót. Có đi hay không, đồng chí Giải Thiếu Hải tự mình quyết định. Hiện tại chỉ có gặp nói chuyện, nếu chờ tôi trở về rồi trở lại, ha ha, sự tình liền khó mà nói. Bên trong lời nói, rõ ràng còn có ý uy hiếp. Thang Thế Thành biết không thể để Mục Chính Nhất mang người đi, bởi vì sự tình liên quan đến dấu hiệu trọng yếu trong việc thủ tướng thị sát thành công hay không, phải kiên định lập trường, giữ gìn quyền uy thủ tướng. Nhưng đang lúc gã ta còn muốn nói vài câu thì Giải Thiếu Hải đã tự gục. Tôi cùng phó chủ nhiệm Mục đi một chuyến, có lẽ đã xảy ra một ít hiểu lầm, cần gặp mặt làm sáng tỏ một chút. Mặc kệ có hiểu lầm hay không, mặc kệ Giải Thiếu Hải có phải có chuyện hay không, y một khi đi ra khỏi cửa chính của cục vụ muối, chính là sự kiện trọng đại có sức ảnh hưởng chính trị cực lớn. Dưới cái nhìn chăm chú của Thang Thế Thành, trong ánh mắt phức tạp mà bất đắc dĩ của vô số cán bộ cục vụ muối, Giải Thiếu Hải cúi đầu ngồi vào ô tô ủy ban kỷ luật tỉnh, chậm rãi rời cửa chính cục vụ muối. Mà lúc này, khoảng cách thủ tướng thị sát cục vụ muối không đến 24 giờ. Thật sự là một thế cục vở tuồng của tỉnh Tề được chủ tính tỉ mỉ, trong nháy mắt khi Giải Thiếu Hải lên xe, đã đóng dấu mốc quan trọng trong một đoạn thời gian rất dài sau này. Một giờ sau, Ủy ban kỷ luật tỉnh chính thức thông báo cục vụ muối, bởi vì kẻ khả nghi tham ô nhận hối lộ, Giải Thiếu Hải bị Ủy ban kỷ luật giữ lại chứ không phải là trực tiếp bắt giam, cũng coi như ít nhiều để lại một chút thể diện, nhưng trên thực tế ảnh hưởng chính diện của việc thủ tướng thị sát cục vụ muối, đã bị Ủy ban kỷ luật tỉnh bỗng nhiên ra tay. Mà hoàn toàn mất sạch. Chẳng những hoàn toàn mất sạch, hơn nữa uy vọng thủ tướng cũng không được ủy ban kỷ luật tỉnh đặt ở trong mắt, giống như là rất bạo lực rất lỗ mãng, nhưng rất có hiệu quả trực tiếp cậy mở bố cục dày công chuẩn bị của thủ tướng. Tin tức truyền ra, lập tức tạo nên sóng to gió lớn ở tỉnh ủy. Bởi vì lúc này nhân vật số 1, số 2 cũng không ở tỉnh ủy, Hạ Tưởng có việc đi thị sát công tác các đơn vị phía dưới, mà sự tình phát sinh quá mức đột ngột. Nhất thời khiến cho rất nhiều người không thể tin được, sao lại thế? Sao có khả năng đó được? Chu Hồng Cơ quá độc, quá tuyệt, sao ngay cả mặt mũi thủ tướng cũng dám không nể tình? Không phải là hậu trường Chu Hồng Cơ và thủ tướng quan hệ vẫn tốt sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Chu Hồng Cơ không trả lời bất cứ nghi vấn nào, ngay sau đó liền thông báo tới Ủy ban kỷ luật thành phố Ngũ Nhạc,
yêu cầu điều tra vấn đề tham ô của Cục vụ muối thành phố Ngũ Nhạc, Ủy ban kỷ luật tỉnh nhận được tố cáo, hiện tượng tham ô hủ bại của Cục vụ muối thành phố Ngũ Nhạc là vô cùng nghiêm trọng, phải nghiêm trị. Trên thực tế, sự kiện trên cũng không tính là chuyện lớn, Chu Hồng Cơ là lực lượng hậu bị được một phe phái bồi dưỡng, quan mới nhận chức, tất nhiên phải liên đốt ba đống lửa, mặc kệ là từ nơi nào cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Mấu chốt là, lại lựa chọn nơi Thủ tướng vừa mới thị sát qua Cục vụ muối mà phóng hỏa, trong đó chắc có mưu tính. Nếu là Hạ Tưởng thì còn đỡ, đằng này lại là Chu Hồng Cơ, không phải nói Chu Hồng Cơ và Thủ tướng quan hệ không tồi sao. Không ít người đều mở to hai mắt, nghĩ thầm rằng thế sự hay thay đổi, đồng minh thành đối thủ, nhìn xem cuối cùng sẽ thu dọn hiện trường như thế nào đây. Về phía Ngũ Nhạc phản ứng thế nào không quan trọng, bởi vì chỉ cần là một phó cục trưởng Cục vụ muối bị Ủy ban kỷ luật tỉnh giữ lại, cũng đã là chuyện rất lớn, mà lúc này, Thủ tướng vẫn chưa đến thành phố Phẩm Đô. Đừng nói sau khi Thủ tướng nghe được tin tức rất tức giận, cũng không cần phải nói Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân sau khi nghe được tin tức cũng là vô cùng giận dữ, ngay cả Hạ Tưởng ở dưới nghe đến cũng là quá sợ hãi, bởi vì hắn cũng thật không ngờ, Chu Hồng Cơ lại làm một chuyện lớn như vậy. Bởi vì ở thời điểm gặp mặt, trước đó Chu Hồng Cơ cũng không nói muốn chọn vào lúc này động thủ với Cục vụ muối, mặc kệ Chu Hồng Cơ đích thực đang có ý gì, y khẩn cấp ra tay nguyên nhân chính là muốn rung cây dọa khỉ. Cũng không quản Chu Hồng Cơ có trưng cầu ý kiến hậu trường hay không, nhưng lựa chọn thời cơ mẫn cảm như thế, Hạ Tưởng phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy đau đầu. Bởi vì hành động này sẽ làm Thủ tướng hiểu lầm là hắn và Chu Hồng Cơ liên kết ra tay, bởi vì nhân viên đóng giữ bên trong tỉnh ủy lớn nhất chính là hắn. Đương nhiên, nếu để Hạ Tưởng biết rằng cuộc gặp giữa hắn và Chu Hồng Cơ đã rơi vào trong tay Thủ tướng, hắn phỏng chừng cũng sẽ bình tâm, không còn lo lắng vấn đề hiểu lầm. Dù sao hiểu lầm đã tạo thành, nhiều lời vô ích, nhưng hiện tại hắn không muốn Thủ tướng có ý tưởng không tốt đối với hắn, hắn cũng không phải người hai mặt. Chỉ là chuyện như vậy, giải thích lại giải thích không được, Hạ Tưởng đang muốn nghĩ biện pháp cứu vãn một ít ảnh hưởng cũng là lúc Chu Hồng Cơ gọi điện đến. Phó Bí Thư Hạ, xin lỗi, tôi đã kéo anh xuống nước. Câu nói đầu tiên khiến Hạ Tưởng lâm vào cả kinh. Xảy ra vấn đề gì? Theo tin tức đáng tin cậy. Sự việc lần trước chúng ta gặp mặt, bị Hà Giang Hải phát hiện, phỏng chừng hiện tại Thủ tướng cũng đã biết, hơn nữa còn sẽ cho rằng là anh cùng tôi ở sau lưng hạ thủ. Chu Hồng Cơ giọng điệu rất điềm tĩnh, giống như sớm đã nghĩ được đường lui. Hạ Tưởng trong lòng tuy có bất đắc dĩ, cũng chỉ biết chấp nhận sự thật, hắn không phải là người gặp chuyện oán trời trách đất, nếu đã thành sự thật, cũng sẽ không thể giải thích gì, đành phải nói. Hồng Cơ, anh quá vội vàng, làm sao lại? Chu Hồng Cơ ngược lại ha hả mỉm cười. Phó Bí Thư Hạ kỳ thật là muốn phê bình tôi liều lĩnh, vội vàng, lòng ta đều biết, mời Hạ Bí Thư yên tâm, sự tình sẽ ở trong phạm vi khống chế. Tuy nhiên làm phiền Phó Bí Thư Hạ, thật sự là ngại quá. Việc đã đến nước này, nói liên lụy hay không liên lụy, đã không làm nên chuyện gì, Hạ Tưởng liền nói. Còn có chuẩn bị ở sau không? Tạm thời không có, tuy nhiên muốn xem phản ứng của Thủ tướng. Hạ Tưởng bỗng nhiên trong lòng chợt nghĩ, thử hỏi một câu. Chủ tịch tỉnh Tôn có cùng đi với Thủ tướng về Bắc Kinh hay không? Ngụ ý chính là Tôn Tập Dân có hung hăng tố cáo việc Chu Hồng Cơ hay không? Chu Hồng Cơ không trả lời Hạ Tưởng. Tôi sắp tới cũng sẽ về Bắc Kinh một chuyến. Hạ Tưởng hiểu, Chu Hồng Cơ không phải cả gan làm loạn, cũng không phải tùy ý khiêu khích, mà là chủ tính tỉ mỉ, chắp tay hành động có được cấp trên ủng hộ sau lưng, đến tột cùng phải đạt tới mục đích gì? Hắn không thể hiểu hết, chỉ có điều, đã đọ sức với cao tầng, hắn vẫn là hỏi ít một chút cho thỏa đáng, theo sau lại suy nghĩ, Thủ tướng tới thực không đúng lúc, hành trình tỉnh tề, nhất định kết thúc thất bại, bởi vì ở Phẩm Đô còn có trò hay chờ ông ta đến. Nếu hai nơi thị sát, cả hai đều bị cản trở, khẳng định Thủ tướng sẽ rất mất hứng. Thủ tướng hiện tại đã rất mất hứng, sở dĩ để Hà Giang Hải lên xe, bởi vì tin tức vừa rồi chính là do y tiết lộ ra. So với Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều nhanh một bước. Hà Giang Hải ngồi ở bên cạnh Thủ tướng, cảm nhận được hàm ý bên trong gương mặt suy tư của Thủ tướng, lần đầu tiên nhìn thấy một mặt phẫn nộ của Thủ tướng, y trong lòng nhảy loạn, một câu cũng không dám nói. Không ngờ đợi nửa ngày, Thủ tướng vẫn không nói một lời, sắc mặt lại chậm rãi dịu đi, khôi phục hòa ái như thường. Tốt lắm, Giang Hải, anh trở về xe của anh đi. Hà Giang Hải tuy rằng khó hiểu, cũng không dám hỏi nhiều,
đành phải buồn rầu quay trở về. Khi gã về nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Khâu Nhân Lễ và vẻ mặt khủng hoảng của Tôn Tập Dân, bỗng nhiên lại có cảm giác ưu việt không hiểu được. Chỉ có điều Hà Giang Hải không biết chính là, so với sự việc vừa phát sinh ở thành phố Lỗ, thì ở Phẩm Đô còn có một cảnh tượng đặc sắc sắp trình diễn. Bán đảo phía đông nam, đông, nam sát bên Hoàng Hải tỉnh Tề ngoài thành phố Phẩm Đô, từ lâu vào năm 1994 đã bị liệt vào một trong những thành phố cấp phó tỉnh phi tỉnh lỵ ở trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại là thành phố trung tâm kinh tế tỉnh Tề, thành phố nổi tiếng văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Tháng 1 năm 2011, Quốc vụ viện phê chuẩn quy hoạch khu kinh tế màu lam bán đảo tỉnh Tề, thành phố Phẩm Đô là thành phố đầu rồng và khu vực trung tâm của nó, lần nữa lộ ra mê lực và giá trị của nó. Là bí thư thành ủy của thành phố cấp phó tỉnh phi tỉnh lỵ cực có phân lượng, xếp hạng của Lý Vinh Thăng ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy tuy rằng không ở trước lắm, nhưng tiền đồ chính trị của y rất được người ta coi trọng, bởi vì y là nhân mã đoàn hệ chính tông. Vị trí chiến lược của thành phố Phẩm Đô vô cùng quan trọng, cơ địa của hạm đội Bắc Hải thiết lập tại thành phố Phẩm Đô. Hạm đội Bắc Hải là một trong ba hạm đội lớn, chức trách chủ yếu là phụ trách canh phòng Hoàng Hải, Bột Hải, và canh giữ cửa nẻo trên biển của Bắc Kinh. Giống như thành phố Yến là một cánh cửa chính phía nam sau cùng trên đất Bắc Kinh, hạm đội Bắc Hải cũng là một cánh cửa chính phía đông sau cùng trên biển của Bắc Kinh. Bởi vậy, bí thư thành ủy thành phố Phẩm Đô, người bình thường không thể đảm nhiệm. Xe hơi ổn định chạy trên đường cao tốc, cách thành phố Phẩm Đô càng ngày càng gần, thủ tướng lại nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt bình tĩnh, nếu không chú ý quan sát khóe mắt hơi rung động của ông, còn tưởng rằng ông đã ngủ rồi. Thủ tướng đương nhiên ngủ không được. Ông buồn bực không chỉ là hành động không hợp thời của Chu Hồng Cơ không hợp thời chỉ là tương đối mà nói, đối với một phái hệ khác mà nói, có lẽ thích hợp nhất ông cũng có thể đoán được, sau lưng Chu Hồng Cơ, cho dù không có cao tầng đến từ Bắc Kinh bày mưu đặt kế, cũng là ngầm đồng ý, cho dù giữa đồng minh cũng có truyền thống ưu tú ra tay sau lưng, nhưng vẫn làm cho trái tim ông vô cùng nguội lạnh. Bởi vì ông vừa cùng thế lực sau lưng của Chu Hồng Cơ bởi vì sự kiện của Diệp Thiên Nam mà hoàn toàn đạt thành nhận thức chung, mắt thấy Diệp Thiên Nam trong thời gian ngắn không thể có khả năng đông sơn tái khởi, ông cũng có lòng cùng đối phương chung sức hợp tác, nâng đỡ Chu Hồng Cơ một phen, Chu Hồng Cơ lại cắn ngược lại một cái, thật là hạng người ánh mắt thiển cận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng khiến thủ tướng trong lòng nguội lạnh nhất không phải Chu Hồng Cơ ra tay, mà là Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ liên kết. Lần trước nói chuyện, ở trong lòng thủ tướng quả thật cũng khơi dậy gợn sóng. Lời nói của Hạ Tưởng, tình chân ý thiết, trực tiếp đánh trúng giấc mộng và nhiệt huyết từng có trong lòng của ông, khiến ông vô cùng cảm than. Bình dân ôm ấp tình cảm, là một từ thân thiết biết bao lại xa vời biết bao, thân thiết là bởi vì giấc mộng bất diệt trong lòng, xa vời là bởi vì sau khi trải qua vô số bất đắc dĩ trên quan trường, sau khi ở vị trí càng ngày càng cao. Bình dân ôm ấp tình cảm chỉ có thể là một cọc tiêu dựng đứng trong lòng, thỉnh thoảng dùng để cổ vũ và an ủi những gì chính mình đã làm. Thủ tướng hơi hơi mở mắt, nhìn cảnh sắc xanh tươi tốt chợt lóe mà qua ngoài cửa sổ xe, lặng yên than thở một tiếng, Hạ Tưởng, một người trẻ tuổi mà ông từng thưởng thức biết bao, chính trực, dũng cảm, nhiệt huyết, lại không thiếu thủ đoạn chính trị, mấu chốt còn có, tình cảm bình dân mãi mãi không xóa nhòa trong người hắn giống như ông thời trẻ. Cho tới nay, những gì Hạ Tưởng đã làm xưa nay chưa từng khiến ông thất vọng qua, cho dù là nghiêng về thế lực gia tộc, cho dù là dán lên cái nhãn đoàn hệ, nhưng Hạ Tưởng dường như trái tim mãi mãi không héo tàn vì nước vì dân, thậm chí ngay lúc Hạ Tưởng và Diệp Thiên Nam muốn phân thắng bại, lúc truy đánh Diệp Thiên Nam, cho dù ông rất không vui, cũng không chỉ trích Hạ Tưởng gì cả, cho rằng Hạ Tưởng quả thật là xuất phát từ lập trường công chính. Nhưng hôm nay, Hạ Tưởng khiến ông thất vọng rồi. Bởi vì Hạ Tưởng mới cùng ông giáp mặt nói chuyện, mới thổ lộ tiếng lòng với ông, quay lưng lại cùng Chu Hồng Cơ liên kết, gian lận sau lưng. Cùng Chu Hồng Cơ liên kết không có gì, ở sau lưng làm một số động tác nhỏ cũng không có gì, nhưng sau khi bày ra một thái độ thành tâm thành ý đi sâu vào nói chuyện, cách làm hai mặt như vậy mới là chỗ khiến ông đau lòng nhất. Hạ Tưởng làm cho người ta quá thất vọng rồi, thủ tướng trong nháy mắt hạ một quyết tâm xưa nay khó mà quyết định. Lý Vinh Thăng chờ ở đường cao tốc rất lâu, trong nháy mắt nhìn thấy đoàn xe của thủ tướng, cuối cùng thở dài một hơi cuối cùng đã đến rồi. Quả thật là cuối cùng đến rồi. Tiếp đãi lãnh đạo quốc gia tới thăm, cũng không phải một lần hai lần rồi, lẽ ra gã không nên khẩn trương mới đúng, dựa theo trình tự bình thường tiến hành,
thì có thể bảo đảm tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Thành phố phẩm đô thường có lãnh đạo quốc gia đến, thủ tướng thị sát công tác, cũng không coi là đại sự chấn động bao nhiêu. Nhưng nói đi nói lại, thành phố cấp địa thành phố cấp 3 có phân lượng của tỉnh tề không ít, thủ tướng cũng không chọn, cố tình muốn tới thành phố phẩm đô, cũng là rất có thâm ý, bởi vì nếu như nói thành phố lỗ là địa bàn của thế lực ngay tại tỉnh tề, nếu như tỉnh tề coi như là khống chế thế lực gia tộc, vậy thì thành phố phẩm đô tức là phạm vi thế lực của đoàn hệ. Nếu không có hàng loạt sự kiện vừa mới sinh ở thành phố lỗ, Lý Vinh Thăng đối với thủ tướng hôm nay đến thăm, ngoại trừ hơi có suy đoán đối với dụng ý của thủ tướng lựa chọn hai thành phố lỗ và thành phố phẩm đô, cũng không có cách nghĩ càng sâu càng nhiều, bởi vì ông cũng rõ, thủ tướng từ lâu là muốn tới Ngũ Nhạc thị sát, đáng tiếc Ngũ Nhạc đã xảy ra chuyện, mới tạm thời thay đổi chủ ý đến phẩm đô. Nhưng khi nhận được điện thoại của bên tỉnh ủy, sau khi được biết hành động của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Lý Vinh Thăng lúc đó liền kinh sợ. Kỳ thật một quy định bất thành văn ở trên quan trường chính là, lãnh đạo quốc gia không dễ dàng đến tỉnh cấp dưới để thị sát, bởi vì các tỉnh thuộc các phe cánh khác nhau, đến một tỉnh không thuộc phe mình thị sát công tác, sẽ dẫn đến bên khác nghi ngờ và cảnh giác, thường thường ngoại trừ phát sinh sự tình trọng đại nguy hiểm hoặc là sự cố ngoài ý muốn trọng đại, thông thường sẽ không làm ra quyết định thị sát tỉnh không phải trong phạm vi thế lực bản thân. Tuy rằng không muốn đánh giá quá nhiều đối với thủ tướng đến thị sát thành phố phẩm đô, Lý Vinh Thăng vẫn rất có vi từ. Nhưng y cũng chỉ là bản thân suy nghĩ mà thôi, cũng sẽ không than khổ hay oán giận gì với cấp trên. Đương nhiên, y sẽ càng không làm ra hành động gì khác thường để tạo chướng ngại cho việc thị sát của thủ tướng, cho nên khi y nghe được Chu Hồng Cơ làm ra hành động dị thường, rất là khiếp sợ. Ngoài khiếp sợ, lại liên tưởng tới Hạ Tưởng gần đây cùng Chu Hồng Cơ khá tiếp cận, đúng lúc Hạ Tưởng là lãnh đạo tỉnh ủy giữ cấp bậc cao nhất của tỉnh ủy, đừng khiến thủ tướng hoài nghi đến trên người Hạ Tưởng mới tốt. Đồng thời, Lý Vinh Thăng cũng lo lắng thủ tướng sẽ tạm thời nảy sinh ý tưởng, hủy bỏ thị sát đối với thành phố phẩm đô, bùi công tác giai đoạn trước của thành phố phẩm đô đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, thủ tướng không đến, thì lãng phí không công rồi. Tuy nói thủ tướng lần này đến có dụng ý khác, nhưng đã nói sẽ đến, vẫn là đến thì tốt. Đoàn xe của thủ tướng xuất hiện trong tầm mắt, Lý Vinh Thăng mới coi như yên lòng, nghĩ thầm rằng nhất định phải làm tốt công tác tiếp đãi của thành phố phẩm đô. Không thể khiến thủ tướng bắt được nhược điểm, không thể gây thêm phiền phức nữa, bằng không có thể thật sự phiền toái rồi. Lý Vinh Thăng làm sao biết được, cũng thật có phiền toái đang chờ y. Nhưng mà phiền toái vừa không phải y tạo ra, cũng không phải y có thể khống chế được, chỉ có thể nói, y rất bất đắc dĩ mà gặp phải. Cho dù sau đó y cũng đoán được gì đó, nhưng chỉ là vô bổ. Đoàn người lễ nghi chu toàn đón được thủ tướng. Bốn bộ máy của thành phố phẩm đô với Lý Vinh Thăng đứng đầu toàn thể đến đủ, đối với công tác thị sát của thủ tướng tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Cảnh lướt qua cần thiết xong rồi, xe cảnh sát mở đường, đoàn xe chậm rãi chạy thẳng đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố phẩm đô. Dựa theo hành trình sắp xếp từ trước, đoàn người thủ tướng đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mở ra hội nghị trước, sau đó mới đi trình tự phía dưới. Hẳn là mọi thứ đều thuận lợi, Lý Vinh Thăng xử lý toàn bộ sự tình. Không có bất kỳ khâu nào có sơ suất, hẳn là sẽ tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Dù sao thành phố phẩm đô sẽ không xuất hiện sự kiện không khống chế giống như thành phố lỗ, khâu nhân lễ khống chế không được Chu Hồng Cơ, y còn có thể hoàn toàn khống chế thành phố phẩm đô ở trong tay mình. Lý Vinh Thăng lại bỏ sót một sự tình bình thường y sẽ không nghĩ tới. Dựa theo thường quy, phía sau xe cảnh sát mở đường, chính là xe chuyên dụng của thủ tướng, sau đó theo sau mới là đám lãnh đạo tỉnh ủy. Căn cứ xếp hạng, Lý Vinh Thăng xếp ở sau cùng nhất của lãnh đạo tỉnh ủy, phía sau y, là thị trưởng thành phố phẩm đô Giang Hưng Vệ, cả một đoàn xe vững vàng trật tự tiến lên phía trước, tuyến đường chủ yếu dọc đường sớm đã bố trí số lượng lớn lực lượng cảnh sát duy trì trật tự, người không phận sự, đều phải ở một bên. Thành phố phẩm đô là lịch sử lâu đời, thường được lãnh đạo quốc gia đến thăm, thậm chí lãnh đạo nước ngoài cũng không hiếm thấy, vì thế, thủ tướng đến thăm đối với người dân thành phố phẩm đô mà nói. Không phải đại sự lớn lao gì, Lý Vinh Thăng trước kia cũng tiếp đãi qua vô số lần lãnh đạo quốc gia và khách quý nước ngoài đến thăm, đều làm được tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, hôm nay, chẳng qua lại là một lần tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Ngay lúc Lý Vinh Thăng dự định nhằm vào vấn đề của Chu Hồng Cơ, cùng Hạ Tưởng bớt thời giờ nói chuyện lẽ ra cấp bậc của y không cao bằng Hạ Tưởng, cùng Hạ Tưởng qua lại cũng không nhiều, nhưng xuất phát từ quan tâm và yêu mến đối với Hạ Tưởng,
y vẫn hy vọng Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ duy trì khoảng cách nhất định. Bỗng nhiên, y cảm thấy thân xe nghiêng xuống dưới. Phanh xe gấp. Kỳ thật không coi như phanh xe gấp, chỉ thân thể của y không đột ngột lao ra phía trước, đầu cũng không đụng vào ghế phía trước, nhưng đến cán bộ cấp bậc như y, nếu tài xế lái xe còn xảy ra tình hình phanh xe gấp, thì không phải tài xế xứng chức, hơn nữa còn dưới tình hình xe cảnh sát mở đường, xe hơi nên ổn định mà chạy về phía trước, sao có thể xảy ra tình trạng phanh xe gấp. Xe của y phanh xe, nói rõ xe phía trước, đều phanh xe rồi. Lý Vinh Thăng hơi nao nao mới tỉnh ngộ lại, lập tức kinh hãi, bây giờ không phải ở trên đường y đi làm, là đoàn xe thị sát của thủ tướng, là dưới quản chế giao thông, sao còn có thể xuất hiện tình trạng phanh xe. Ngoại trừ, đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì rồi. Giật mình một cái, Lý Vinh Thăng lập tức lòng như lửa đốt, còn chưa lên tiếng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xe đột nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ là có người chặn đường kêu oan, hay là xe cảnh sát phía trước nửa đường nổ lốp? Không thể nào, đều không thể nào, tất cả tình trạng phát sinh đột phát có khả năng xảy ra đều suy xét bên trong rồi, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Trong thời gian thủ tướng thị sát, xuất hiện tình trạng dừng xe giữa chừng, cũng là chuyện vô cùng bối rối, Lý Vinh Thăng vội vàng xuống xe, tuy rằng y không phải bí thư tỉnh ủy, nhưng ở Phẩm Đô, y chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Theo đoàn xe mà nhìn về phía trước, cả một đoàn xe như một con rồng dài, hàng dài chỉ có điều hiện tại, con rồng dài lại ngừng tiến về phía trước, như con rồng bệnh, không cử động. Người nào dám chặn đường của đoàn xe? Lý Vinh Thăng bỗng nhiên nổi giận, nếu như là người nào không có mắt nhảy ra phá đám, là cán bộ đảng viên, lập tức cách chức. Là đầu đảng xã hội đen, nghiêm đánh tiêu diệt, là dân chúng bình thường, bắt lấy giáo dục lao động. Không thể khiếp thủ tướng ở Phẩm Đô thị sát gặp cản trở, bằng không, toàn bộ hành trình tỉnh tề, thủ tướng thật sự sẽ giận không thể át. Sau khi Lý Vinh Thăng xuống xe, phát hiện lãnh đạo tỉnh ủy phía trước đều xuống xe, ai ai cũng vẻ mặt lo lắng, đều đưa ánh mắt chú ý và nghi ngờ về phía Lý Vinh Thăng. Lý Vinh Thăng vội vàng vượt qua mấy người chạy về phía trước, bây giờ giải thích không rõ ràng, chỉ có giải quyết vấn đề mới là thứ nhất, vừa đi được vài bước, khi nhìn một cái thì thấy chiếc xe hơi cản đường. Y lập tức sợ ngây người, trong lòng lạnh lẽo. Khác với một mảnh lạnh lẽo trong lòng Lý Vinh Thăng chính là, nội tâm của Hạ Tưởng, một mảnh lửa nóng. Hành động của Chu Hồng Cơ, tuy rằng đã tạo thành hậu quả không thể mong muốn, nhưng trên tổng thể lại có lợi cho thế cục tỉnh tề phát triển theo phương hướng mà y kỳ vọng, nhất là sau khi hắn nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ, trong lòng càng chắc chắn, giữa được mất, vẫn là thu hoạch nhiều hơn mất đi. Điện thoại của Tống Chiêu Độ, gọi đến rất đúng lúc, cũng là sau khi hắn đến tỉnh tề nhậm chức, Tống Chiêu Độ lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại đến. Trên thực tế, từ sau khi hắn bước vào cấp phó tỉnh, Tống Chiêu Độ rất ít khi chủ động gọi điện thoại đến, một là đã tin tưởng sự thành thục của hắn, hai là không muốn lại can thiệp đến tự chủ quyết định của hắn nữa, cho hắn không gian tự do phát huy. Không chỉ Tống Chiêu Độ như thế, Trần Phong càng là như thế. Quả thật, Trần Phong ở giai đoạn cấp sở của hắn, cũng rất ít chỉ điểm hắn những gì đã làm, bởi vì dường như Trần Phong đối với hắn càng có lòng tin, hoặc có lẽ Trần Phong tính cách như vậy. Theo vị trí của hắn đi lên cao, không chỉ điện thoại của Tống Chiêu Độ ít dần, ngay cả ông cụ Ngô cũng cực kỳ ít có chỉ thị đối với nhất cử nhất động của hắn nữa, Tổng Bí Thư càng là xưa nay chưa từng phê bình qua một lần đối với công tác của hắn. Nhưng hôm nay, ngay lúc Thủ tướng thị sát tỉnh tề xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn, Tống Chiêu Độ thình lình gọi đến, làm cho Hạ Tưởng cảm nhận được sự ủng hộ khác thường. Hạ Tưởng, tôi đã nghe nói chuyện của tỉnh tề, có chút đùa với lửa rồi. Là một trong số ít quan lớn cấp tỉnh bộ trong lúc này còn gọi thẳng tên của Hạ Tưởng, Tống Chiêu Độ không xưng hô Hạ Tưởng là bí thư Hạ, là biểu hiện quan hệ vẫn thân mật khăng khít như cũ. Nhưng vẫn còn tốt, không phải cậu đang đùa với lửa, là người khác. Tôi kỳ lạ chính là, hợp tác giữa cậu và Chu Hồng Cơ, có thành ý lớn bao nhiêu? Hạ Tưởng đang ở văn phòng phân tích hướng đi cuối cùng của toàn bộ sự kiện, thủ tướng thị sát cục muối vụ bị Chu Hồng Cơ đảo loạn bố trí, mất đi tâm trạng tốt, đến Phẩm Đô nếu như lại gặp rắc rối nữa, có thể kết thúc thị sát trước thời hạn trở về Bắc Kinh hay không? Khi đang nghĩ đến nhập tâm, điện thoại của Tống Chiêu Độ đúng lúc gọi đến, làm cho hắn giật mình. Có thể khiến Tống Chiêu Độ không dễ dàng phát biểu ý kiến đối với một sự kiện chủ động gọi điện thoại đến hỏi thăm, có thể thấy ảnh hưởng của sự kiện không chỉ xa xôi. Hơn nữa còn có bóng dáng của cao tầng trong đó. Bí thư Tống,
Tôi và Chu Hồng Cơ tuy rằng đã bắt tay, nhưng tôi ra tay phải, anh ấy ra tay trái. Hạ Tưởng mỉm cười, thoải mái mà khôi hài trả lời. Tống Chiêu Độ cũng cười. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, phải cẩn thận chút, đừng để lưu ý mới phát hiện, thì ra đối phương cũng là ra tay phải, không phải tay nắm tay, cũng bị người ta hiểu lầm thành tay nắm tay. Hạ Tưởng nói. Cảm ơn Bí Thư Tống nhắc nhở, thế cục tỉnh tề quá phức tạp, có lúc quả thật cần phải mở to mắt, Thủ tướng đến thị sát công tác, chúng ta đều phải dốc hết tinh thần làm tốt công tác tiếp đãi. Nói đi nói lại, Chu Hồng Cơ cũng thật sự có chút bóng dáng của cậu lúc trước, tôi chỉ lo lắng cậu ta vẽ hổ không thành lại thành chó. Cậu ta khác với cậu, thủ đoạn giống nhau, hiệu quả thi triển ra cũng rất khác biệt, luôn cảm thấy hơi cứng nhắc một chút. Tống Chiêu Độ đối với Chu Hồng Cơ dường như rất có hứng thí, nhưng sau khi nói vài câu, lại cười nói. Được rồi, không nói cậu ta nữa, nói tình cảnh của cậu trước đi. Hạ Tưởng thầm khâm phục ánh mắt ra đời của Tống Chiêu Độ, hẳn là đoán được hắn và Chu Hồng Cơ tạm thời bắt tay đã mang đến ảnh hưởng tiêu cực, liền đem chuyện có thể Thủ tướng đã hiểu lầm hắn và Chu Hồng Cơ ngầm liên kết gây sự nói ra. Phỏng chừng hình tượng của tôi ở trong mắt của Thủ tướng, đã trở thành điểm âm rồi. Đừng lo, cách nhìn của lãnh đạo đối với một người, luôn thay đổi, không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Cậu thỉnh thoảng thay đổi một chút hình tượng ở trong mắt của Thủ tướng, có lợi cho Thủ tướng càng chính xác nhận thức được năng lực của cậu. Tống Chiêu Độ nói không vội vàng không hấp tấp, một chút cũng không lo lắng Thủ tướng đối với Hạ Tưởng có cách nhìn không tốt, tiếp tục êm tai nói tới. Nếu như Thủ tướng đối với cậu luôn có cách nghĩ, thì rất dễ dàng tạo thành phán đoán sai lầm, mà sau này khi lựa chọn càng trọng đại hơn, nếu cậu còn khiến Thủ tướng thất vọng nữa, nói không chừng sẽ có phiền toái không thể thu dọn. Nói cũng phải, Hạ Tưởng âm thầm tán thành lời nói của Tống Chiêu Độ, bởi vì tuy rằng giữa hắn và Thủ tướng luôn tồn tại mâu thuẫn và xung đột, nhưng trên thực tế, ngay lúc mấy lần thăng chức mấu chốt của hắn, Thủ tướng không có toàn lực ngăn cản, cố nhiên có liên quan đến sức mạnh ủng hộ vô cùng khổng lồ sau lưng hắn, cũng không phải không có liên quan đến Thủ tướng đối với hắn một lòng có thiện cảm và ôm lấy hy vọng. Còn có một điểm, mượn cơ hội này dốc sức lợi dụng bàn tay của Chu Hồng Cơ, dưới. Có thể thúc đẩy thế cục tỉnh tề phát triển theo hướng có lợi cho bản thân, trên, có thể vì hợp tác giữa hai phái chôn xuống cây đinh, so sánh với nhau, Thủ tướng đối với cậu có một chút ít hiểu lầm và cách nghĩ không tốt, lại đáng là gì? Hạ Tưởng, tin rằng cậu là người có lòng rộng lượng, không cần để ý được mất và cách nghĩ nhất thời, ngoài ra cần phải nhắc nhở cậu một điểm chính là, khói thuốc súng bí thư cổ vào cục đã được xác định, một khói thuốc súng khác nhập cục, sắp dấy lên. Hy vọng cậu ánh mắt nhìn xa một chút, phải có cách nhìn toàn cục suy nghĩ từ chỗ nhỏ đặt chân từ đại cục. Điện thoại của Tống Chiêu Độ, làm cho tâm trạng của Hạ Tưởng thật lâu không thể bình tĩnh, nói thật, hắn nhất thời thật đúng là không có liên hệ với nhau chuyện Chu Hồng Cơ mạo muội ra tay với chuyện tranh chấp chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị tiếp theo. Trải qua Tống Chiêu Độ vừa nhắc nhở, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, ngoài khiếp sợ rất nhiều, không thể không bội phục thủ đoạn của Chu Hồng Cơ, cũng rất có hương vị kiếm đi lệch hướng. Chu Hồng Cơ, không đơn giản. Hạ Tưởng chỉ chuyện này đã nhận định thành tựu ngày sau của Chu Hồng Cơ, nhất định ở trên Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân bảo thủ có thừa, tiến thủ không đủ, hơn nữa khuyết thiếu ánh mắt chiến lược, trên bàn cờ của tỉnh Tề, không biết chiến thuật tập trung binh lực ưu thế bao vây thế lực bản thổ, tương phản, bây giờ cùng Hà Giang Hải càng ngày càng gần, hồn nhiên quên một điểm, phàm là thế lực bản thổ loại trừ, đều không chân thành hợp tác cùng thế lực bên ngoài tới. Nếu Tôn Tập Dân đủ thông minh, liên kết với Khâu Nhân Lễ, thống nhất tỉnh Tề, nếu gắt gao áp chế và tan rã Bán Đảo Bang với Hà Giang Hải đứng đầu, sau đó chờ sau khi Bán Đảo Bang không ra hồn, mới cùng Khâu Nhân Lễ phân trị tỉnh Tề, mới phù hợp nhất với thế cục tỉnh Tề mà cao tầng tỉ mỉ bố trí. Do Tống Chiêu Độ đánh thức, Hạ Tưởng càng tiến một bước biết được ý nghĩa chính trị thâm sâu đằng sau cử chỉ nhìn như liều lĩnh của Chu Hồng Cơ, cũng đối với Chu Hồng Cơ hiểu biết và nhận thức nhiều hơn. Càng biết rõ hợp tác giữa hệ phản đối và hệ bình dân vẫn có không ít kỳ thị, tuy rằng tạm thời che giấu rồi, nhưng tin rằng không cần bao lâu, theo điều chỉnh nhân sự cấp bậc cao nhất, mâu thuẫn sẽ lần nữa trồi lên mặt nước, thậm chí cũng sẽ bất hòa. Kỳ thật từ trước khi Tống Chiêu Độ gọi điện thoại tới, Hạ Tưởng cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều khâu, không còn quấn quýt với hiểu lầm của Thủ tướng đối với hắn, hắn càng chú ý hành trình của Thủ tướng ở Phẩm Đô. Càng muốn biết Thủ tướng sau khi ở Phẩm Đô lần nữa gặp phải chuyện ngoài ý muốn, sẽ là tâm trạng và lựa chọn thế nào. Thủ tướng không vui là chắc chắn, hắn suy đoán chính là,
Thủ tướng có kết thúc thị sát trước thời hạn hay không, trực tiếp từ Phẩm Đô trở về Bắc Kinh. Hạ Tưởng đã đoán đúng hơn phân nửa, Thủ tướng không phải không vui, mà là vô cùng không vui, thậm chí có thể dùng phẫn nộ để hình dung. Khi đoàn xe đi qua một ngã tư, bởi vì nguyên nhân giao thông quản chế, xe cộ chạy ở đầu đường giao nhau từ sớm đã bị đèn đỏ cấm chạy rồi, cũng có vô số cảnh sát ở hai bên đường duy trì trật tự, ngoại trừ gặp phải người tâm thần hoặc kẻ cuồng bạo, quả quyết sẽ không phát sinh sự tình vượt đèn đỏ ngăn cản đoàn xe bình thường đi tới. Nhưng khư khư lại xuất hiện vấn đề, bởi vì một đội xe quân đội đấu đá lung tung mà xông đèn đỏ. Xe quân đội xưa nay hoành hành ngang ngược, không tuân thủ quy tắc giao thông, không chạy bình thường, mọi người từ lâu đã sớm tập mãi thành thói quen, xông đèn đỏ càng là cơm thường, nhưng hôm nay xông đèn đỏ không phải thời điểm. Chẳng những không phải thời điểm, hơn nữa còn quá kiêu ngạo, đối mặt vài tên cảnh sát kinh hoàng thất thố ngăn cản, một chút ý muốn dừng xe cũng không có, nhanh như điện chớp xông thẳng qua. Xông thì xông đi, còn dùng loa khuếch đại âm thanh kêu gào làm cho người ta nhường đường. Quân vụ khẩn cấp, mời ai không liên quan ở phía trước, lập tức tránh ra. Cảnh sát duy trì trật tự thị sát của thủ tướng đã trở thành người không liên quan, là miệt thị đối với cảnh sát hay là xem thường quyền uy của thủ tướng. Đương nhiên, cũng có thể lý giải thành xe quân đội không hề biết thủ tướng ở Phẩm Đô thị sát, nhưng nói đi nói lại, là đoàn xe quân đội của hạm đội Bắc Hải, cho dù biết thủ tướng ở đây, thì có gì sợ. Khư khư đoàn xe lại rất dài, vô cùng mãnh liệt xông đèn đỏ, hoàn toàn chặn lại đoàn xe của thủ tướng chạy tới, một đường gào thét mà qua, thông qua một ngã tư, đã tiêu hết nửa phút. Nửa phút, đối với người bình thường mà nói không có ý nghĩa gì, có một số đèn đỏ của ngã tư lớn sẽ lâu khoảng một phút, thậm chí đối với khâu nhân lễ mà nói, có khi y cũng phải chịu đựng đèn đỏ, nhưng đối với thủ tướng mà nói, thì ý nghĩa không phải tầm thường, bởi vì ý nghĩa tượng trưng trọng đại, bởi vì ông thị sát qua vô số thành thị, thăm hỏi qua vô số quốc gia, xưa nay vẫn không hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Quan trọng nhất không phải bên quân đội diễu võ dương oai chặn đường, cũng không phải Lý Vinh Thăng sắp xếp không chu đáo, thủ tướng cũng không có quyền điều động hạm đội Bắc Hải, huống chi một Lý Vinh Thăng, mà là chuyện này là một lần cảnh báo vô cùng có ý nghĩa, cảnh cáo, là tuyên bố một sự thật không tiếng, tỉnh tề không hoan nghênh thủ tướng thị sát. Nếu chỉ là tỉnh tề không hoan nghênh còn dễ nói, thành phố cấp địa thành phố cấp 3 không hoan nghênh ông thị sát công tác thì nhiều rồi, chỉ cần công tác cần thiết, chỉ cần chính trị cần thiết, ông cũng phải đi thị sát, nhưng trong tầm mắt của thủ tướng, có thể điều động hạm đội Bắc Hải, hơn nữa người tính toán thời gian chuẩn xác như vậy không nhiều, ở Bắc Kinh, cũng chỉ có mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong mấy người, có khả năng nhất chính là lão Cổ mà ông luôn tin cậy nhất. Lão Cổ, nỗi chua xót trong lòng thủ tướng mãnh liệt hơn, bởi vì thất bại do thị sát bị ngăn cản mang đến, thất lợi trên chính trị rất bình thường, thân là thủ tướng, cũng có xấu hổ và bất đắc dĩ chính lệnh không ra Trung Nam Hải, thậm chí còn có sự thật khách quan không thể chỉ huy các bộ và ủy ban Trung ương Quốc vụ Viện, nhưng lão Cổ rõ ràng ở thành phố Lỗ cùng ông gặp mặt, một câu chính diện khuyến cáo cũng không có nói rõ, vừa quay lưng, liền ở Phẩm Đô bố trí một trò hay cho ông, trò hay xuất sắc đến mức làm cho người ta không nói nên lời, làm cho ông trong lòng lập tức hiểu rõ một sự thật, lão Cổ và ông rốt cục càng lúc càng xa. Được, Hạ Tưởng khiến ông thất vọng, lão Cổ với ông giở một trò đùa lớn, đều xa rời ông rồi, thật tốt. Thủ tướng nhìn sang Lý Vinh Thăng vẻ mặt khẩn trương ngoài cửa sổ, sau lưng Lý Vinh Thăng, là Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân cũng là hơi hoảng loạn, ông bỗng nhiên cảm thấy hứng thú dã rời, đối với công tác thị sát tiếp theo, thấy rất vô vị. Xe quân đội đã đi qua lâu rồi, đoàn xe của thủ tướng vẫn như cũ không động đậy, thủ tướng chần chừ một lát, rốt cuộc đưa ra một quyết định khiến người ta khó hiểu. Bắc Kinh. Lão Cổ ở trong nhà mình chắp tay mà đứng, một mình nhìn trời, đứng yên nửa ngày. Người ở Bắc Kinh, lòng ở Phẩm Đô, dùng bất đắc dĩ mà bi thương để hình dung tâm trạng hiện giờ của lão Cổ là thích hợp nhất. Bạn chí cốt nhiều năm rồi, ông cũng không muốn dùng một lần cảnh cáo có ý nghĩa khác để bày tỏ lựa chọn cuối cùng của ông đã mệt rồi, không còn muốn đứng giữa phối hợp hoặc là thỏa hiệp nữa, chỉ muốn yên ổn trải qua tuổi già. Chỉ muốn Cổ Ngọc vui vẻ, chỉ muốn Hạ Tưởng kiên định, từng bước đi lên vị trí cao. Nếu như nói trước kia trong bất đồng giữa thủ tướng và Hạ Tưởng, lão Cổ thà rằng giả hồ đồ, từ lúc bắt đầu cũng không giúp ai, đến sau này thầm giúp đỡ Hạ Tưởng, lại đến hôm nay trực tiếp dùng một hành động ý nghĩa sâu xa để trực tiếp nhắc nhở hành trình tỉnh tề của thủ tướng, đã tương đối trực tiếp mà chính diện đứng ở bên Hạ Tưởng.
Cảnh tượng ở Phẩm Đô sẽ không tạo thành xung kích gì chính diện đối với uy vọng của Thủ tướng, cũng sẽ không từ trên căn bản mang đến bao nhiêu lực cản đối với Thủ tướng thị sát ở Phẩm Đô, nhưng lại là chỉ thẳng nội tâm, từ sâu trong nội tâm chỉ thẳng tình bạn duy trì nhiều năm mà Thủ tướng để ý nhất, nói cách khác cũng là lực cản lớn nhất ở phía quân đội mà Thủ tướng để ý nhất. Người ngoài có lẽ không thể hiểu được, Lão Cổ rất tin, ngay lúc Thủ tướng bị đoàn xe quân đội ngăn cản, nội tâm khẳng định một mảnh thê lương, càng vô cùng thất vọng đối với ông. Thất vọng thì thất vọng được rồi, cũng tốt hơn vẫn luôn tồn tại hy vọng xa vời, trong thế cục tranh chiếc ghế của cục chính trị tiếp theo, ông thật không muốn tham gia trong đó nữa, chỉ muốn không đếm xỉa đến, làm một người rảnh rỗi. Bởi vì Hạ Tưởng còn chưa tới tư cách nhập cục, thật sự không có việc gì của ông cũng không muốn bị người ta lại dùng các loại phương pháp dụ dỗ. Coi như màn diễn ở Phẩm Đô, là một lần diễn xuất cáo biệt là tốt rồi. Sau này, ngoại trừ Hạ Tưởng có việc, người khác đừng muốn mời ông ra tay nữa. Cũng không biết trầm tĩnh bao lâu, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Lão Cổ cũng không có quay đầu lại, hỏi. Quan Hoa, nghe nói Hạ Tưởng muốn giới thiệu bạn gái cho cậu. Hứa Quan Hoa cười ha hả. Bí thư Hạ có nói như vậy, tôi phỏng chừng anh ấy cũng chỉ là tùy tiện nói, quay đầu liền quên. Anh ấy là một phó bí thư tỉnh ủy, làm sao còn lòng thanh thản làm mai mối. Cậu sai rồi, tâm tư của Hạ Tưởng rất tỉ mỉ, chuyện cậu ấy chủ động lên tiếng, có 80-90% sẽ thành. Lão Cổ trong lòng cười thầm, Hạ Tưởng thật sự là một người tinh danh, Hứa Quan Hoa ở trước mặt hắn, cũng thật không phải đối thủ. Nhưng cũng tốt, sau này có Hứa Quan Hoa giúp đỡ, vị trí của Hạ Tưởng sẽ càng củng cố một chút. Đúng rồi, Hồ Tồn Phú và Phí Chí Đống sau này. Cùng bí thư Hạ qua lại, có quan trọng không? Hứa Quan Hoa ở trước mặt thủ trưởng, luôn không thoải mái, càng không cần nhắc đến chuyện bạn gái gì nữa, liền chuyển hướng đề tài. Từ từ tiếp xúc trước rồi nói, tôi chỉ có thể phụ trách dẫn đường, có thể đi tốt hay không, còn phải xem bản thân Hạ Tưởng. Không có khả năng ai ai cũng thích cậu ta, càng không có khả năng ai ai cũng phục cậu ta, đều phải xem con người của cậu ấy rồi. Lão Cổ dường như rất thản nhiên, kỳ thật trong lòng cũng không yên tâm cho thế cục của tỉnh Tề. Niếp Kiến Hào là người của bên khác, cậu ấy và Trần Pháp Toàn giao tình không tồi, cái chết của Trần Pháp Toàn, cậu ấy không rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì, lại biết là bút tích của Ngô gia, khó tránh sẽ không có cách nghĩ bất lợi đối với Hạ Tưởng. Quân đội tỉnh Tề thế lớn, nhất là Bắc Hải đã từng xảy ra chuyện lớn. Hứa Quan Hoa nói đến một nửa, liền bị Lão Cổ dùng ánh mắt ngăn lại. Vội vàng im miệng, biết có những lời nói chỉ có thể mục nát ở trong bụng. Nguy rồi, đã quên nhắc nhở Hạ Tưởng một tiếng quan hệ của Niếp Kiến Hào và Trần Pháp Toàn rồi. Khiến cậu ấy tự đi làm rõ, nếu cậu ấy ngay cả một chút bản lĩnh này cũng không có, cậu ta là A Đẩu rồi. Chẳng lẽ cậu ta không suy nghĩ, vì cái gì tôi phải đi thành phố Lỗ, cố tình giới thiệu Hồ Tồn Phú và Phí Chí Đống quen biết. Cậu ấy tưởng rằng cậu ấy là ai? Cậu ấy ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng không phải, càng không phải ủy viên cục chính trị. Hứa Quan Hoa biết thủ trưởng nói lời tức giận, bởi vì thủ trưởng đã vì Hạ Tưởng và thủ tướng quyết liệt, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, y hoàn toàn có thể lý giải. Kỳ thật y cũng không thích con người của thủ tướng lắm, có lúc quá không chân thật, không giống Hạ Tưởng, xấu có bộ dáng xấu, tốt có phóng đãng tốt, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy kiên định đáng tin. Khi đang suy nghĩ, điện thoại di động nhận được một tin nhắn, mở ra xem, không khỏi ngây ngẩn cả người, là một tin nhắn MMS, là một tấm hình của phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Lão Cổ thấy Hứa Quan Hoa ngây người xem di động, không khỏi nổi lên tính trẻ con, nhìn trộm vừa thấy, không khỏi mỉm cười. Quan Hoa, cậu lén chụp hình của ai? TRUIENIICOM Hứa Quan Hoa lại đỏ mặt. Thủ trưởng, tôi không chụp lén, là MMS bí thư Hạ gửi đến. Tôi không hiểu là MMS gì, tôi chỉ biết cậu xem hình phụ nữ, hơn nữa còn đỏ mặt. Lão Cổ cười ha ha. Hứa Quan Hoa càng xấu hổ. Thủ trưởng, tôi. Y vừa lật di động, phát hiện còn có một đoạn mà Hạ Tưởng phát đến, liền vội vàng đọc ra. Quan Hoa huynh, cho anh xem hình trước. Nếu cảm thấy được, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Hóa ra là Hạ Tưởng thật sự muốn giới thiệu bạn gái cho cậu. Lão Cổ vỗ vai của Hứa Quan Hoa. Cô gái rất xinh đẹp,
ánh mắt của Hạ Tưởng xưa nay rất chuẩn, cơ hội đến rồi, nhất định nắm bắt. Bề ngoài khích lệ Hứa Quan Hoa, trong lòng lại nghĩ, Quan Hoa ơi Quan Hoa, cậu đã nắm bắt cơ hội rồi, Hạ Tưởng sẽ nắm bắt cậu. Khi Thủ tướng nói ra sắp xếp đến quảng trường Nam Tư tham quan một chút thì trở về Bắc Kinh, Khâu Nhân Lễ, Tôn Tập Dân và Lý Vinh Thăng đều giật mình. Sao đến mức như vậy? Khi Khâu Nhân Lễ, Tôn Tập Dân và Lý Vinh Thăng phát hiện là đoàn xe của hạm đội Bắc Hải chấp hành quân vụ khẩn cấp, đột xuất thông hành vượt đèn đỏ mới tạm thời ngăn cản đoàn xe đi tới, trước là trong lòng một mảnh lạnh lẽo, bởi vì không ai dám trêu vào thế lực của quân đội. Nhưng sau đó lại thở dài một hơi, bởi vì nếu như là không ai trêu vào thế lực quân đội, vậy thì không tồn tại vấn đề trách nhiệm cố tình như vậy, Thủ tướng cũng không dễ truy cứu trách nhiệm sắp xếp không tốt. Lại cộng thêm Thủ tướng xưa nay ở trước mặt người ta thông tình đạt lý, là nổi tiếng ôn hòa và dễ nói chuyện, sự tình không lớn, khẳng định có thể ung dung qua cửa rồi. Khâu Nhân Lễ thậm chí còn âm thầm đưa ánh mắt với Lý Vinh Thăng, nhắc nhở Lý Vinh Thăng không cần bối rối, trong chốc lát cẩn thận giải thích một chút là được rồi, hạm đội Bắc Hải. Không chịu khống chế, đều nghĩ rằng bình an vô sự, ngay cả Hà Giang Hải cũng không cho rằng Thủ tướng sẽ tức giận vì chuyện này. Bởi vì Thủ tướng xưa nay ở trước mặt người ta đều biểu hiện vô cùng độ lượng, sẽ không giáp mặt nổi giận, càng không phải tay áo bỏ đi. Cũng quả thật, Thủ tướng hôm nay cũng không phải tay áo bỏ đi, nhưng đột xuất thay đổi chủ ý, vẫn là khiến tất cả mọi người đều không rõ dụng ý thật sự của Thủ tướng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì một lần đoàn xe quân đội ngăn cản. Khâu Nhân Lễ làm bí thư tỉnh ủy, còn muốn nói gì, Thủ tướng lại khoát tay. Quốc vụ viện đột xuất mở hội nghị khẩn cấp. Ban đầu muốn lập tức trở về, nhưng nếu đã đến Phẩm Đô, vẫn phải đi một vòng mới coi như không uổng công đến đây một chuyến. Thấy Thủ tướng đã có quyết định, biết nói nhiều vô ích, đành phải phục tùng. Bởi vì trước đó không có sắp xếp hạng mục tham quan quảng trường Nam Tư, Lý Vinh Thăng vội không ngừng an ủi cảnh lực đến duy trì công tác bảo vệ, Thủ tướng lại căn dặn nói. Tôi chỉ là muốn đến trong quần chúng đi một chuyến, xem, không cần thiết phải kéo lên bức tường người. Cùng quần chúng nhân dân duy trì khoảng cách. Lần trước Thủ tướng đến siêu thị thành phố Yến thị sát dân sinh, chính là đột nhiên tập kích, rất nhiều người đều không biết Thủ tướng đến thăm, lúc đó liền dẫn đến chấn động. Tuy nói như vậy, Lý Vinh Thăng vẫn là không dám chậm trễ, vội vàng sắp xếp nhiều cảnh sát thường phục. Thủ tướng bất ngờ xuất hiện ở quảng trường Ngũ Tứ, không ngoài dự đoán, đồng dạng dẫn đến không ít chấn động, mọi người ùn ùn tiến về phía trước, chào hỏi Thủ tướng. Mọi người tranh nhau phía sau tiếp trước giơ tay, hy vọng bắt tay với Thủ tướng. Thủ tướng không ngại phiền toái mà đã bắt tay chào hỏi với rất nhiều người, lại thân thiết cùng mấy người nói chuyện nhà, ở hơn một tiếng mới rời khỏi. Cho đến khi Thủ tướng bay khỏi Phẩm Đô, đám người tỉnh ủy tỉnh tề, bao gồm Khâu Nhân Lễ, Tôn Tập Dân, cũng còn chưa nghĩ thông rốt cuộc Thủ tướng xuất phát từ suy nghĩ như thế nào mới đột xuất thay đổi hành trình, chỉ là một lần xe quân đội ngoài ý muốn. Thì đến mức ngay cả công tác thị sát ban đầu cũng từ bỏ mặc kệ. Suy nghĩ sâu hơn nữa, Khâu Nhân Lễ âm thầm lắc đầu, Thủ tướng lần này thị sát tỉnh tề, bởi vì hai sự kiện ngoài ý muốn, mà tuyên bố hoàn toàn thất bại. Tôn Tập Dân tâm trạng càng là không tốt, Thủ tướng vừa đi, sắc mặt y luôn xanh mét, ban đầu muốn lấy ra quyền uy chủ tịch tỉnh chỉ trích Lý Vinh Thăng vài câu, phê bình Lý Vinh Thăng công tác làm không chu đáo, nhưng Khâu Nhân Lễ lại luôn không có ý chỉ trích Lý Vinh Thăng. Mà quả thật đoàn xe quân đội thực sự cũng là ngoài ý muốn, sự tình ngay cả tỉnh ủy cũng không có cách khống chế, sao có thể trách một mình Lý Vinh Thăng. So sánh với Tôn Tập Dân ngấm ngầm chịu đựng, Hà Giang Hải thì không có khách khí như vậy rồi, không nặng không nhẹ mà chỉ điểm Lý Vinh Thăng vài câu, Lý Vinh Thăng cũng là tính khí tốt, không cãi lại, không tranh luận, thành thật thừa nhận công tác sai lầm, và thỉnh cầu tỉnh ủy phê bình. Cuối cùng vẫn là Khâu Nhân Lễ lên tiếng hòa giải. Sự tình xem như không giải quyết được gì. Trong mấy người, chỉ có một mình Lý Vinh Thăng ít nhiều đoán được một chút gì đó, bởi vì y thông qua cửa ngõ ở bên quân đội được biết, Lão Cổ từng âm thầm đến qua Phẩm Đô một lần. Liên tưởng đến quan hệ giữa Lão Cổ và Hạ Tưởng, cùng với tình bạn nhiều năm giữa Lão Cổ và Thủ tướng, Lý Vinh Thăng tuy rằng không dám đưa ra kết luận lung tung, nhưng trong lòng đã có suy tính. Đồng thời, càng đối với thế cục sau này của tỉnh tề, đã có lập trường và phương hướng rõ ràng. Mặc kệ Thủ tướng vì sao phải vội vàng rời khỏi Phẩm Đô, toàn bộ trên dưới của tỉnh tề cùng chung nhận thức lại là, Thủ tướng lần này thị sát công tác, bị một sự kiện ủy ban kỷ luật tỉnh do con người làm ra, và một sự kiện đoàn xe ngoài ý muốn, hoàn toàn quấy rầy,
không chỉ không có nhận được bất kỳ hiệu quả mong muốn gì, mà còn từ phản diện thúc đẩy thế cục tỉnh tề nhanh chóng lao xuống một phương hướng chưa biết khác. Không sai, là lao xuống, bởi vì, Thủ tướng thị sát ban đầu ý là thúc đẩy thế cục tỉnh tề có vẻ hơi dao động trở về vị trí bình thường, nhưng đẩy một cái, lại bỗng nhiên phát hiện đã đẩy sai phương hướng, không chỉ thế cục dao động không ổn định, ngược lại dao động với biên độ càng thêm kịch liệt. Tình thế, liền có dấu hiệu không khống chế được. Khâu Nhân Lễ và mấy lãnh đạo tỉnh ủy gặp nhau, ở Phẩm Đô đã mở một cuộc họp hội ý phạm vi nhỏ, tổng kết một chút về ý nghĩa chính trị của việc thủ tướng thị sát, cất cao một chút độ cao, liền kết thúc hành trình, chuẩn bị trở về thành phố Lỗ. Trước khi mấy người vừa mới khởi hành, Chu Hồng Cơ tạm thời còn không có tiến thêm một bước chuẩn bị ở sau, một nhân vật không thể ngờ tới kịp thời nhảy ra, làm ra một chuyện khiến cho Tôn Tập Dân rất là tức giận, từ đó làm cho thế cục tỉnh tề, lần nữa dẫn phát dung chuyển kịch liệt. Hạ Tưởng ngồi giữa mấy người bạn lâu năm, trong lòng muôn vàn cảm động. Đời người, mặc kệ đi đến vị trí nào, mặc kệ địa vị cao như thế nào, cần phải có mấy người bạn tri âm. Chẳng những tri âm, hơn nữa còn là trợ lực có thể tin tưởng nhất trong mọi vấn đề. Bạn bè đi cùng nhau trọn đời, vừa có lợi ích làm bạn, vừa có điểm giống nhau về lợi ích siêu việt, tình hữu nghị như vậy mới có thể lâu dài. Tiêu Ngũ Tự Động không cần phải nói, bạn bè hai đời, anh em tuyệt đối. Dương Uy tuy rằng bất ngờ kết bạn, nhưng sau khi đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc, trong cảm nhận của Hạ Tưởng, y cũng lên tới độ có thể trở thành bạn tri kỷ cả đời. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn không để Dương Uy ở trong thành viên tổ chức kinh tế của hắn, lại phân chia Dương Uy và Tiêu Ngũ, trở thành một lực lượng bí mật nhất có thể âm thầm sắp xếp, cũng là bởi vì Dương Uy và hắn từng có ngày tháng cùng nhau hăng hái chiến đấu đẫm máu, lại bởi vì đám người Dương Uy và Tôn Hiện Vĩ khác với kinh doanh đơn thuần chính là, y quả thật có một ít thủ đoạn âm thầm. Sau đó chính là Nga Ni Trần. Quan hệ giữa Nga Ni Trần và Hạ Tưởng, so với Tiêu Ngũ và Dương Uy thì phức tạp hơn. Đầu tiên là sinh tử đối địch, sau đó lại không đánh nhau thì không quen nhau, liên kết đối địch, cuối cùng Hạ Tưởng lại kéo y ra tù, và đã cứu một đôi con gái bảo bối của y. Bởi vậy, sau khi hai người liên kết ở Tần Đường, thật sự đã làm được gặp lại một nụ cười tiêu tan ân thù. Nga Ni Trần chờ mong Đông Sơn tái khởi, đương nhiên, y là cần lên bờ hoàn toàn, không hề ăn cả trắng cả đen, nhưng là nhân vật kiêu hùng từng oai phong nhiều năm trong giới hắc đạo, không muốn đi hại người. Nhưng phòng bị người khác muốn hại y, vẫn là dư giả. Một người cuối cùng chính là Nguyên Minh Lượng. Mức độ tín nhiệm của Hạ Tưởng đối với Nguyên Minh Lượng kém xa ba người trên, nhưng dựa vào hiểu biết của hắn đối với Nguyên Minh Lượng, cùng với mức độ nương tựa của Nguyên Minh Lượng hiện tại đối với hắn, hắn có đủ chắc chắn nắm Nguyên Minh Lượng trong tay. Hơn nữa hắn cũng hiểu được một điều, Nguyên Minh Lượng là người thông minh thường thường đều sẽ nghĩ đến danh dự, và cái nhìn lâu dài. Một khi nhận thức chuẩn mục tiêu, sẽ không dễ dàng thay đổi ước nguyện ban đầu. Bởi vậy, Hạ Tưởng hôm nay bớt thời gian cùng ngồi với mấy người, nâng cốc đón gió, chuẩn bị sắp xếp bước tiếp theo, nói chuyện một cách công bằng. Hạ Tưởng mơ hồ có một lo lắng, theo việc thị sát thất bại của Thủ tướng, đối với Hà Giang Hải gửi gắm kỳ vọng cao vào việc Thủ tướng đi thị sát nhất định sẽ cảm thấy mất mát, hơn nữa Chu Hồng Cơ lâm trận phản giáo, thế cục tỉnh tề không thể phát triển theo phương hướng kỳ vọng của Hà Giang Hải. Thậm chí càng đi xa theo phương hướng ngược lại, Hà Giang Hải dưới tình thế không khống chế được, có thể áp dụng thủ đoạn không sáng suốt hay không. Sự lo lắng của Hạ Tưởng không phải buồn lo vô cớ, bởi vì từ lúc hắn mới đến thành phố Lỗ không lâu, trên đường cùng Lý Đinh Sơn trở về từ Hồ Đại Minh, đã bị một chiếc ô tô qua sát bên người mà uy hiếp một lần. Hắn vốn không sợ một số thủ đoạn không trong sáng, trải qua nhiều rồi, sợ gì mánh khóe của bọn đạo trích. Nhưng chủ yếu là Lý Đinh Sơn vẫn chưa chính thức lĩnh giáo mặt tối bên trong của con người đáng sợ cỡ nào, thế lực địa phương của tỉnh tề lại là thâm căn cố đế khác thường, khó bảo toàn có người sẽ không làm ra việc không lý trí. Đồng thời, việc đầu tư của Nguyên Minh Lượng ở tỉnh tề cũng không nhất định hết thảy thuận lợi, ủy ban kế hoạch và phát triển một cửa dễ sống, thế lực đen ác địa phương khó chơi. Nói đến ủy ban kế hoạch và phát triển, Hạ Tưởng không khỏi hiểu ý mà cười, trong lòng cảm thán. Tần Khản thực là người tuyệt diệu. Đúng vậy, Tần Khản thừa cơ hội Tôn Tập Dân không ở thành phố Lỗ, nhanh chóng hoàn thành một việc lớn có ảnh hưởng quan trọng sâu sắc, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tỉnh nhanh chóng mà quyết đoán thông qua xin ký duyệt dự án đầu tư của Tập đoàn Đạt Tài, cũng chính thức đệ trình văn kiện phê duyệt tới Ủy ban Nhân dân tỉnh. So sánh với phê chuẩn đầu tư của Tập đoàn Đạt Tài,
đồng thời phê chuẩn hạng mục đã được duyệt của dự án đầu tư của Nguyên Minh Lược, chẳng qua việc là tiện thể. Hành động này, chẳng những ý nghĩa trọng đại, dưới tình trạng lời nói của Tôn Tập Dân nhằm khống chế sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản tại Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh còn chưa truyền đi xa, phát động Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh diễn trò đầu tư bất động sản, ai không nhìn ra Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh lộ liễu làm trái ngược với Chủ tịch tỉnh. Và lại biểu lộ sự chia rẽ trong nội bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày càng rõ ràng. Tin tức truyền vào tai Tôn Tập Dân đang trên đường về, theo hình dung của Hạ Lực, lúc ấy sắc mặt Chủ tịch tỉnh Tôn vô cùng khó coi, nếu không phải Bí thư Khâu ở đây, phỏng chừng ngay lập tức phát biểu ý kiến rồi. Tôn Tập Dân không nói gì, Hà Giang Hải liên tiếp chịu đả kích to lớn, cuối cùng không kìm nổi nói. Hiện tại hạng mục lớn đầu tư bất động sản hơn 10 tỷ, không phù hợp với chính sách khống chế bất động sản phát triển quá mạnh của Trung ương, Chủ tịch tỉnh Tôn, tinh thần mà Thủ tướng đã phát biểu cần được nghiêm túc thực hiện triệt để. Tôn Tập Dân đang muốn phụ họa hai câu, Khâu Nhân Lễ lại thản nhiên nói một câu. Đầu tư 10 tỷ, rất khó có được, có thể kéo kinh tế tỉnh Tề về phía trước một bước nhỏ. Hơn nữa, tập đoàn Đạt Tài đầu tư chính là sản nghiệp bất động sản, không phải dự án bất động sản bình thường, cần đối đãi khác. Khâu Nhân Lễ càng nói, lời của Tôn Tập Dân liền khó mà nói ra. Bí thư chính là bí thư, bình thường có lẽ sẽ không hỏi đến sự tình cụ thể, nhưng ông ta là nhân vật số một, ông ta có thể khẳng định hoặc phủ định một việc, có thể quyết định quan điểm chủ yếu của một việc. Tình hình cụ thể ở trên đều là Hạ Lực trên đường trở về gọi điện báo cho Hạ Tưởng biết. Quan hệ hiện tại của Hạ Lực và Hạ Tưởng, sau khi trải qua sự kiện Thủ tướng đi thị sát, quan hệ lại tăng thêm một bước. Có thể tìm hiểu hướng đi của các lãnh đạo tỉnh ủy bất cứ lúc nào, hẳn là chỉ có trưởng ban thư ký tỉnh ủy có thể làm được, cho nên quan hệ chặt chẽ với Hạ Lực, làm Hạ Tưởng liền giống như nhiều tai mắt hơn. Đương nhiên, Hạ Tưởng người đang ở tỉnh ủy, cũng không có nhàn rỗi, ngoài việc làm các công việc của tỉnh ủy, còn tự mình đến văn phòng của Tần Khản uống trà, sau đó liền thay Nguyên Minh Lượng mở ra cửa chính của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Kỳ thật phát biểu của Lý Đinh Sơn cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, nhưng Hạ Tưởng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, vẫn là muốn mượn việc này thử Tần Khản một chút, hơn nữa Tần Khản làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, ở thời điểm Tôn Tập Dân không ở tỉnh ủy, có thể hành xử thay chức trách của Chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng cũng thật không ngờ, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tỉnh Trung Kiến Học không ngờ là dòng chính của Tần Khản. Càng thật không ngờ, Tần Khản bề ngoài một mực đồng ý chuyện của Nguyên Minh Lượng. Quay người lại, ngay cả dự án của tập đoàn Đạt Tài cũng đồng loạt thông qua, tốc độ cực nhanh, hiệu suất cao, làm người ta khiếp sợ. Khiến Hạ Tưởng khiếp sợ không phải là sức ảnh hưởng của Tần Khản đối với Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, mà là việc Tần Khản ra tay chính xác nắm chắc tình thế, hoặc nói Tần Khản mới gặp đầu mối để định ra lập trường. Cho tới nay, Hạ Tưởng nắm bắt không chính xác nhất là lập trường của Tần Khản. Mà hiện tại, tuy rằng không thể vì sự kiện này mà một lần liền khẳng định trong tình thế sau này, Tần Khản sẽ nghiêng về hướng nào, nhưng ít ra có thể khẳng định một điều là, Tần Khản sẽ không đến gần Tôn Tập Dân. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh không một lòng với Chủ tịch tỉnh, lại thêm Phó Chủ tịch tỉnh ủy viên thường vụ Lý Đinh Sơn, ngày tháng Tôn Tập Dân ở bộ máy chính phủ, liền có dễ sống phải biết. Lại liên tưởng đến cách làm của Chu Hồng Cơ trong lần thị sát này của Thủ tướng, khẳng định cũng làm Tôn Tập Dân tức giận. Tôn Tập Dân cho dù có liên kết với Hà Giang Hải, thì sau này các công việc của ông ta ở ban ngành Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng là bốn bể khốn đốn. Phỏng chừng ngay cả Thủ tướng cũng không đoán trước được, một lần hành trình tới tỉnh Tề của ông ta, đã tạo lực mạnh thúc đẩy thế cục tỉnh Tề, trong sáng hóa thế lực địa phương, nhưng cũng không phải ông ta muốn trong sáng hóa, mà ngược lại, là Hạ Tưởng muốn trong sáng hóa. Tin rằng mùi vị may áo cho người khác cũng không dễ chịu. Nếu Tần Khản tích cực chủ động sắp đặt, Hạ Tưởng cũng sẽ không keo kiệt giúp một tay đáp lại, âm thầm thêm dầu vào lửa liền giới thiệu Lý Đinh Sơn và Tần Khản thêm một bước kết giao, để củng cố nhận thức chung giữa hai người, kịp đặt ra quan điểm chủ yếu sau khi Tôn Tập Dân trở về. Ngay tại thời điểm Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ, Dương Uy, Nga Ni Trần, Nguyên Minh Lượng mấy người gặp mặt, Tần Khản và Lý Đinh Sơn lúc này đã đang nâng cốc chúc mừng trong vòng thời gian thích hợp nhất, tại một địa điểm thích hợp. Hôm nay mọi người ngồi cùng nhau, là duyên phận, là có tình cảm, không dễ có được, cần phải quý trọng, nào, tôi mời mọi người một ly. Hạ Tưởng hôm nay tâm trạng tốt, chủ động mời rượu. Mấy vị bằng hữu ngồi đây, quen biết với tôi lâu nhất là 10 năm,
ngắn nhất cũng được 5-6 năm, cho nên, ít nói những lời sáo rỗng, cuộc hội tụ hôm nay, chính là uống rượu, vui vẻ. Nguyên Minh Lượng kịp lúc nói tiếp. Cảm ơn Phó Bí Thư hạ chiếu cố, tôi ghi tạc trong lòng. Công bằng mà nói, Nguyên Minh Lượng đối với Hạ Tưởng giúp anh ta có thật tâm hay không, trong lòng vẫn còn nghi vấn suy nghĩ, nhưng sau khi lời của hắn nói ra không đến công sức một ngày, sự tình thành, anh ta đã không thể dùng niềm vui bất ngờ và kinh ngạc để hình dung tâm tình của mình. Hơn nữa đêm nay Hạ Tưởng chân thành mời anh ta và mấy người Tiêu Ngũ cùng nhau tụ họp, anh ta liền hiểu rõ một điều, Hạ Tưởng quả thật là đối đãi thành tâm với anh ta. Tuy nhiên khiến Nguyên Minh Lượng tuyệt đối không ngờ chính là, Hạ Tưởng còn có sắp xếp khác, vì kế hoạch lâu dài của anh ta sau khi lập dự án mà sắp đặt tỉ mỉ. Sóng gió tỉnh tề hơi lớn, việc kinh doanh của anh Nguyên, nói không chừng có thể không chú ý liền bị gió táp mưa sa, ý của tôi là, Chủ tịch Trần có thể hộ tống anh Nguyên cùng nhau đến thành phố giao lưu, dành sự ủng hộ bên ngoài cho nhà máy hóa chất của anh Nguyên. Hạ Tưởng tiếp tục nói, Tiêu Ngũ và Dương Uy, có thể đến Ngũ Nhạc, cũng đánh vào vòng ngoài cho dự án đầu tư của tập đoàn Đạt Tài. Hàm ý của lo chuyện vòng ngoài rất phong phú, vừa có thể lý giải là phụ trách một ít sản nghiệp cấp dưới xung quanh sản nghiệp chính, lại có thể lý giải là loại trừ nhân tố can thiệp bên ngoài. Nguyên Minh Lượng gật đầu rất cảm kích. Phó Bí Thư Hạ suy xét thật sự chu đáo, nếu Chủ tịch Trần không chê, trọng trách mua muối dùng trong công nghiệp, tôi liền giao cho anh luôn. Thu mua từ trước đến nay là lợi lớn, là một khâu có lợi nhuận nhất. Nguyên Minh Lượng rất biết làm người làm việc, trực tiếp giao cho Nga Ni Trần nghiệp vụ lợi nhuận dày đặc, vừa là chấp nhận toàn bộ đề nghị của Hạ Tưởng, cũng là kín đáo biểu lộ sự tín nhiệm và cảm tạ đối với Nga Ni Trần. Nga Ni Trần vẻ mặt nghiêm nghị. Được, nghe sắp xếp của Phó Bí Thư Hạ. Tiêu Ngũ và Dương Uy cũng tất cả đồng thanh. Xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm. Hạ Tưởng nâng chén. Cùng cạn chén này. Hạ Tưởng yên tâm về Nga Ni Trần. Cũng yên tâm như thế về Nguyên Minh Lượng, nhưng lại không yên tâm về Tôn Tập Dân, bởi vì hắn biết, Tôn Tập Dân ngày mai sau khi trở lại thành phố Lỗ, khẳng định sẽ có thủ đoạn đánh trả. Nếu nói hắn đến tỉnh Tề nhậm chức là một cơ hội, như vậy việc thị sát của Tổng Bí Thư chính là một khởi đầu, mà hiện tại, theo khâu nhân lễ, Tôn Tập Dân từ Phẩm Đô trở lại thành phố Lỗ, tỉnh Tề lại bởi vì Tổng Bí Thư đi thị sát mà một lần nữa phân chia và lôi kéo cục diện mới chính thức nghênh đón đối thủ cứng rắn trực tiếp nhất. 4.445 thiếu. Trong khi khói thuốc súng nổi lên khắp nơi trong hội nghị thường vụ chính quyền tỉnh thì Hạ Tưởng đang ở trong văn phòng của khâu nhân lễ bàn luận sách lược ứng đối. Mùa hè ở thành phố Lỗ đã đến, đứng trong văn phòng của khâu nhân lễ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy cây cối xanh tươi tốt và những dây leo bám trên bờ tường, còn có ánh sáng mặt trời chiếu sáng mọi ngõ ngách, dưới ánh nắng chói chang tất cả mọi vật như bừng bừng sức sống và tràn đầy hy vọng. Ánh mặt trời trải khắp mặt đất. Vạn vật đều sáng chói. Tỉnh Tề sắp bước vào mùa hè, trước khi thời tiết trở nên nóng bức thì không khí ở trong chính trị đã nóng hừng hực rồi. Khâu nhân lễ rất bình tĩnh, Hạ Tưởng cũng không có chút hoảng loạn, sau khi xem xét sơ qua về vụ Trần Thu Đống tự sát thì khâu nhân lễ tin là khi có sở công an tỉnh tham gia vào sẽ có thể nhanh chóng điều tra rõ được chân tướng sự việc. Chủ nhiệm Chu đã trở về. Hạ Tưởng dường như chỉ đơn giản tường thuật lại sự thật Chu Hồng Cơ đã về thành phố Lỗ. Theo như chủ nhiệm Chu nói thì ông ấy vừa về đã nhận được tài liệu tố cáo Đới Kế Thần về tội tham ô nhận hối lộ. Hành động rất nhanh, muốn dồn Đới Kế Thần vào chỗ chết, Hà Giang Hải hận Đới Kế Thần đến thấu xương. Khâu nhân lễ gật gật đầu. Ủy ban kỷ luật tỉnh đã chuyển hồ sơ đến Ủy ban kỷ luật thành phố, đồng chí Cải Lợi đã báo cáo cho tôi biết. Hòa Cải Lợi là ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố. Xếp thứ tư trong thành ủy và là một trong những nhân vật có thực quyền ở thành phố Lỗ. Hạ Tưởng cười thầm, cứ theo tình hình này thì bố cục của khâu nhân lễ ở tỉnh Tề và thành phố Lỗ sẽ bắt đầu trồi lên mặt nước. Khâu nhân lễ sẽ không cho không, y đã tung hoành trong quan trường lâu năm, nếu nói y không có tí bố cục nào ở tỉnh Tề thì đừng nói là Hạ Tưởng không tin, Hà Giang Hải cũng sẽ không tin. Hạ Tưởng không hiểu nhiều về con người của Hòa Cải Lợi. Cũng chưa từng tiếp xúc nhưng có một câu nói của khâu nhân lễ liền khiến hắn vững lòng, nếu đem so với nhau thì hắn quan tâm tới lập trường của Lục Hoa Thành hơn. Lần trước còn nhớ Lý Đồng có nói qua, hình như nói quan hệ giữa y và Lục Hoa Thành rất tốt. Lục Hoa Thành trong sự kiện của Trần Thu Đống lần này phối hợp vô cùng tích cực với hành động của Hà Giang Hải, càng khiến cho Hạ Tưởng có điều khó hiểu. Lục Hoa Thành chẳng ra gì.
Khâu Nhân Lễ lắc đầu cười và mở cửa sổ ra. Lý Nồng và Lục Hoa Thành có chút giao tình nhưng cũng chỉ có một chút. Con người của Lý Nồng có không ít ưu điểm, nhưng khuyết điểm lớn nhất là nói chuyện hay khuếch đại. Hạ Tưởng gật đầu cười. Nhưng cũng phải nói, lập trường của Lục Hoa Thành rất quan trọng. Công việc của thành ủy, tỉnh ủy cũng không tiện đứng ra can thiệp, nhưng cũng không cần phải quá lo lắng, hoàn cảnh của thành ủy cũng rất phức tạp. Khâu Nhân Lễ biết Hạ Tưởng đang lo lắng về cái gì, Hạ Tưởng mới đến tỉnh Tề không lâu, không thể nhúng tay vào việc của thành phố Lỗ, có những chỗ hắn không thể với tới, bây giờ là lúc cần hắn ra tay. Đừng vội, chẳng phải Lý Nồng còn chưa hành động sao? Trong thành ủy thành phố Lỗ cũng có hơn mười mấy người ủy viên thường vụ. Ngụ ý là, muốn làm gì đới kế thần thì ít ra cũng phải đưa lên hội nghị bí thư và hội nghị thường vụ thảo luận, sự việc còn nằm trong phạm vi khống chế. Khâu Nhân Lễ không nói rõ thế lực của y ở thành phố Lỗ, Hạ Tưởng đương nhiên cũng ngại hỏi trực tiếp, nhưng ít ra Khâu Nhân Lễ cũng trả lời được nghi vấn của hắn, khiến trong lòng hắn kiên định hơn nhiều. Quả thật hắn chưa hiểu hết được tình hình ở thành phố Lỗ, đới kế thần tuy không phải trực thuộc dưới quyền của hắn nhưng cũng cần phải bảo vệ. Hạ Tưởng cũng không ngồi chờ Khâu Nhân Lễ ra tay, trước đó hắn đã nghĩ được kế sách phản kích nhưng cũng cần phải được Khâu Nhân Lễ đồng ý và ủng hộ. Thế cục diễn biến ở tỉnh Tề tuy cũng có hơi bất ngờ nhưng cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng tình hình ở Bắc Kinh thì có hơi khiến cho người ta khó mà cân nhắc ra. Hạ Tưởng biết được một chút nội tình là sau khi Thủ tướng trở về đã cố tình đến hỏi thăm lão cổ và Thủ trưởng gặp mặt, trò chuyện đến hơn một tiếng, cụ thể là đã nói chuyện gì thì hắn không được biết, chỉ nghe nói khi Thủ trưởng rời khỏi thì có một vẻ mặt ảm đạm. Ngay sau đó Bộ Ngoại giao đã mở cuộc họp hội nghị kinh tế cả nước. Trong lúc xem xét tình hình của cả nước thì cố tình chỉ ra nền kinh tế của tỉnh Tề rất đặc sắc, phải học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của tỉnh Tề. Thủ tướng hoàn toàn tỏ thái độ khen ngợi tỉnh Tề, thì có thể biết việc gặp trở ngại trong công tác thị sát của Thủ tướng ở tỉnh Tề đã khiến cho những người biết chuyện vô cùng khó hiểu, phía sau việc Thủ tướng lên tiếng khen ngợi là có dụng ý gì. Khi Hạ Tưởng trở về văn phòng, Ngô Thiên Tiếu vừa mới buông điện thoại xuống, vừa thấy Hạ Tưởng đi vào lập tức báo cáo. Phó Bí Thư Hạ, Cục trưởng Đới, mọi việc đều thuận lợi. Ngô Thiên Tiếu cũng có chút quan hệ ở Cục Công an thành phố. Sau một loạt sự việc, bây giờ Ngô Thiên Tiếu xem như cũng hiểu được chút ít. Cơ hội đã đến, hơn nữa không phải là cơ hội bình thường mà là cơ hội lớn, chỉ cần y lợi dụng ưu điểm xem xét thời thế của mình và nhắm đúng thời cơ, mở đường cho Hạ Tưởng ở vòng ngoài, chắc chắn sẽ được Phó Bí Thư Hạ tán thưởng và trọng dụng. Chỉ cần giữ vững lập trường trong việc đối đầu toàn diện, giữ vững cương vị, y sẽ có cơ hội theo sát bước tiến của Phó Bí Thư Hạ, chờ sau khi Phó Bí Thư Hạ trở thành nhân vật số 3 thật sự ở tỉnh Tề, thì địa vị của y cũng sẽ lên như diều gặp gió. Đương nhiên, cũng có không ít nguy hiểm, nếu chẳng may Phó Bí Thư Hạ bị thất thế, y cũng sẽ bị tự tuyệt ở tỉnh Tề, từ nay về sau không còn chỗ đứng ở tỉnh Tề nữa. Ngô Thiên Tiếu không phải là người thích mạo hiểm nhưng nhiều năm sống trong sự ghẻ lạnh ở tỉnh ủy, nhân lúc sóng gió đang nổi lên ở tỉnh Tề, tim anh ta liền đập thình thịch, có một thứ cảm giác phấn khởi và lo lắng như đã gặp đúng thời cơ. Loạn thế xuất anh hùng, nếu anh ra không được sinh ra đời, để mặt cho Trần Thu Đống gây ra sức ép thì chẳng phải là trên đời này không có anh hùng, phải để cho một thằng danh thành danh sao. Ngô Thiên Tiếu không dám kiêu ngạo so sánh mình với Hà Giang Hải. Nhưng lại cho rằng sẽ không thua kém Trần Thu Đống, làm sao khiến cho đám người Trần Thu Đống nhảy dựng lên như thằng hề, hơn nữa anh ta không có chút bản lĩnh nào, chỉ âm thầm không lên tiếng. Ngô Thiên Tiếu quyết định không thể sống một cuộc sống uổng phí nữa, phải mượn lúc cục thế của tỉnh Tề đang xáo trộn để nhất cử thành danh. Hạ Tưởng thấy dáng vẻ nóng lòng của Ngô Thiên Tiếu, liền cười nói. Sao rồi, có phải nghĩ bây giờ là thời cơ tốt để thay đổi tình hình hay không? Bình thường những thư ký ở trước mặt lãnh đạo không dám làm càn, Ngô Thiên Tiếu cũng không phải sắc sược mà là tùy ý, anh ta liền bật cười. Lãnh đạo quả nhiên lợi hại, vừa nhìn đã thấy được nội tâm bất an của tôi, vừa may tôi có một chút kinh nghiệm tâm đắc muốn truyền dạy cho lãnh đạo. Hạ Tưởng cười mắng. Đừng nhiều lời, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Tình thế hiện tại đang rất tốt. Ngô Thiên Tiếu vừa mở miệng ra thì lại cảm thấy lời nói có hơi khách sáo liền gãi đầu. Không nói vòng vo nữa. Lãnh đạo, tôi nghĩ như thế này, hiện giờ lập trường của Chủ tịch tỉnh Tôn rất kiên định, Bí Thư Hà đang nóng nảy, chủ nhiệm Chu thì bí hiểm, Trần Thu Đống không ngờ lại tự sát, mọi việc đều dồn vào một đống,
lãnh đạo lại đang bận việc điều chỉnh nhân sự, nhất định không có cách nào phân thân, là một thư ký như tôi đây sẽ phải san sẻ thay lãnh đạo. Hạ Tưởng lập tức đoán được ý nghĩ của Ngô Thiên Thiếu, không nói lời nào chỉ nhìn Ngô Thiên Thiếu một lúc, sau đó lại cười đầy thâm ý nói. Thiên Thiếu, chí hướng của anh không nhỏ. Ngô Thiên Thiếu cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng. Nói thật thì tôi cũng có chút tư lợi, nhưng tuyệt đối cũng là vì muốn bảo vệ lợi ích cho lãnh đạo, muốn khiến cho lãnh đạo khoanh vòng, sau đó tôi sẽ ở trong cái vòng đó thay lãnh đạo dẹp bỏ mọi phiền muộn và khó khăn. Hạ Tưởng không nói lời nào, ngồi trên ghế, chậm rãi xoay ly trà, nước trà ấm áp lòng người, có thể uống nhưng lại không sôi bỏng, có thể nói Ngô Thiên Thiếu đã hoàn toàn xứng đáng với chức vụ là một thư ký. Nhưng nếu Ngô Thiên Thiếu tham gia vào sự kiện của Trần Thu Đống, Hạ Tưởng tin rằng dựa vào sự khôn khéo và con người của Ngô Thiên Thiếu thì điểm xuất phát thực sự được cân nhắc từ việc muốn giải quyết vấn đề, và cũng tin rằng anh ta sẽ không làm hỏng việc. Nhưng vấn đề là nếu chẳng may anh ta bị dấn sâu vào bên trong sự việc, cuối cùng bị Hà Giang Hải bắt được điểm yếu và làm ầm lên, thì Hà Giang Hải sẽ không cần biết Ngô Thiên Thiếu có phải thư ký của hắn hay không mà sẽ hạ độc thủ. Đến lúc đó, phải giải quyết thế nào đây? Trước giờ hắn luôn giữ cho mình trong sạch, chưa bao giờ có một thư ký nào có vấn đề, không tính từ tử kỳ, tác phong trong cuộc sống chỉ là vấn đề nhỏ, không đủ để người khác bắt thóp. Nếu Ngô Thiên Thiếu xảy ra chuyện lớn, liên lụy đến hình tượng của hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với mục đích muốn công kích hắn thì Hà Giang Hải nhất định sẽ trừng trị Ngô Thiên Thiếu đến chết. Ngô Thiên Thiếu cũng là người phi thường, trong sự do dự của Hạ Tưởng cũng đoán ra được gì đó, lại tỏ thái độ. Lãnh đạo, ngài cứ yên tâm, nếu chẳng may xảy ra hậu quả không thể dự tính được thì tôi cũng không thiếu dũng khí như Lỗ Thành Lương đâu. Sắc mặt Hạ Tưởng trầm xuống. Hồ đồ, trừ phi là anh giết người phóng hỏa, nếu không thì trên địa bàn của tỉnh Tề tôi vẫn có thể bảo vệ được anh. Giọng điệu tuy nghiêm khắc nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc về sự quyết tâm của Ngô Thiên Thiếu, và càng hiểu sâu thêm về Ngô Thiên Thiếu. Được rồi, tối nay anh cứ cùng Lã Vệ Đông và Tiêu Ngũ gặp mặt nhau đi. Tiêu Ngũ cùng Dương Uy đến Ngũ Nhạc vì dự án của tập đoàn Đạt Tài, có rất nhiều sự sắp đặt từ bên ngoài lẫn bên trong đều do thư ký ra mặt. Lã Vệ Đông là thư ký của Lý Đinh Sơn nên là người đại diện cho Lý Đinh Sơn. Con người của Lã Vệ Đông cũng không tệ nhưng năng lực không bằng Ngô Thiên Thiếu, cũng may y cũng rất trung thành với Lý Đinh Sơn, cũng đáng được tín nhiệm. Lúc này trong hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân đã xảy ra một cảnh tượng, Hạ Tưởng vẫn chưa được biết. Tuy hắn biết trước Tôn Tập Dân nhất định sẽ đem dự án của tập đoàn Đạt Tài ra mổ xẻ và cũng đã nghĩ ra được kế sách ứng phó, chỉ có điều Hạ Tưởng không ngờ tới là kế hoạch không làm thay đổi được gì, trong hội nghị thường vụ chính quyền đã gây tranh cãi ầm ĩ, do đó tình hình bị đẩy lệch ra khỏi phương hướng dự tính của hắn. Cũng may, tuy là lệch hướng nhưng tổng thể cũng đang tiến triển theo chiều hướng có lợi cho hắn. Ngô Thiên Thiếu thấy lãnh đạo tránh không nhắc đến chuyện lúc nãy là biết đã có ý ngầm chấp nhận, y cảm thấy vui mừng. Lại muốn bày tỏ lòng quyết tâm thì liền nghĩ bây giờ nói ít làm nhiều thì tốt hơn, dù sao thì suy nghĩ của y là nếu thành công lãnh đạo sẽ không quên y. Y đã nắm bắt được một cơ hội lớn, không những trở thành nhân vật nòng cốt trong lòng Phó Bí Thư Hạ, mà trước khi Phó Bí Thư Hạ bị điều đi khỏi tỉnh Tề nhất định sẽ sắp xếp một vị trí tốt cho y. Nhưng nếu thất bại, tất cả hậu quả đều do y một mình gánh vác. Với sự đau xót của một người bình thường hoặc nói có dũng khí thì đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Dù sao cũng phải đấu một phen, cùng lắm là trở về nguyên hình, nếu không được cùng lắm là tự sát. Thật buồn cười, dựa vào chỉ số thông minh của Trần Thu Đống thì sao có thể đem so với y. Ngay lúc Ngô Thiên Thiếu chọn đúng thời cơ, chuẩn bị nhảy vào vòng nước xoáy thừa nước đục thả câu thì cuộc đọ sức quyết liệt trong hội nghị thường vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lên đến đỉnh điểm. Đối mặt với sự đồng thanh chất vấn của toàn bộ Phó Chủ tịch tỉnh, Tôn Tập Dân ngoài sự phẫn nộ ra còn cảm thấy đầu óc tê dại. Sau lưng ướt đẫm, ông ta sợ rồi. Người đầu tiên lên tiếng kịp thời là Phó Chủ tịch tỉnh Lý Đinh Sơn. Người thứ hai lên tiếng phản đối và dành lời nói là Phó Chủ tịch tỉnh, với giọng nói to, cứ tưởng là Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Tần Khản, không ngờ sau khi nhìn kỹ lại thì mọi người mới phát hiện thì ra là Phó Chủ tịch tỉnh Vương Chi Phu quản lý xây dựng đô thị. Tên của Vương Chi Phu rất nho nhã, nhưng con người lại không nhã nhặn cho mấy. Hơn nữa nói chuyện và làm việc lại vô cùng thô lỗ, tên gọi và tướng mạo của y hoàn toàn trái ngược nhau. Vương Chi Phu vừa mở lời đã chỉ thẳng một điều, hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân không phải là độc đoán, sau đó y tiếp tục lớn tiếng phát biểu quan điểm của mình trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Chủ tịch tỉnh Tôn vừa đến tỉnh Tề, xem ra không hiểu rõ được cục thế của tỉnh Tề. Một lãnh đạo cấp trên vừa mới nhậm chức rất phản cảm với lời nói của cấp dưới lấy lý do không hiểu cục thế để giải thích và kéo dài vấn đề, Vương Chi Phu vừa mở lời thì sắc mặt của Tôn Tập Dân từ từ thay đổi. Vương Chi Phu cũng là người của tỉnh Tề, nhưng không phải đến từ vùng bán đảo, cho nên không phải là người trong bang hội bán đảo. Tỉnh Tề là một tỉnh có nền kinh tế lớn mạnh, mấy năm gần đây có sức ảnh hưởng lan rộng, những người khách trong và ngoài nước đến đây định cư ngày càng nhiều, xa thì không nói, chỉ nói người Hàn Quốc và người Nhật Bản, mỗi năm đều có xu thế tăng lên, cho nên thị trường bất động sản ở tỉnh Tề rất có triển vọng. Sự lo lắng của Chủ tịch tỉnh Tôn không phải không có lý, giá nhà quá cao quả thật là một vấn đề cần phải xem xét, nhưng có hai tình hình mà Chủ tịch tỉnh Tôn vẫn chưa hiểu rõ. Một là sản nghiệp bất động sản do tập đoàn Đạt Tài đầu tư, giá nhà không cao, đem so với việc xây dựng các cửa hàng kinh doanh ở Ngũ Nhạc thậm chí còn thấp hơn nhiều, có tác dụng kéo thấp giá nhà quá cao xuống một mức độ nhất định là một việc tốt. Hai là sản nghiệp bất động sản của tập đoàn Đạt Tài, trong thời kỳ khảo sát và phê duyệt đã đạt được nhận thức chung với rất nhiều công ty Hàn Quốc và Nhật Bản. Dự án còn chưa hoàn thành đã thu hút được nhiều ánh mắt của các nhà ngoại thương. Tin rằng việc đầu tư 10 tỷ sẽ có hiệu ứng phóng xạ lên đến hơn 50 tỷ. Tổng hợp lại những lời kể trên, Chủ tịch tỉnh Tôn, tôi cho rằng dự án của tập đoàn Đạt Tài không những khả thi hơn nữa còn nhất thiết phải làm. Vương Chi Phu nói chuyện có tốc độ cực nhanh, gần như là lời nói nhanh như chớp, căn bản là không cho Tôn Tập Dân có cơ hội chen vào. Chờ sau khi Vương Chi Phu nói xong, sắc mặt của Tôn Tập Dân tối sầm lại như sắp đổ mưa. Lời nói nào của Vương Chi Phu cũng như từng nhát dao đâm vào tim, chỉ thẳng vào bản chất sự việc, phản bác triệt để lời phát ngôn của ông ta lúc nãy, thân là chủ tịch tỉnh làm sao có thể chịu được sự chỉ trích thẳng thừng của một phó tỉnh. Tôn Tập Dân có biết tiết chế, có khiêm tốn đến mấy cũng đã không chịu được liền phát ra. Đồng chí Vương Chi Phu cho dù nói cả ngàn lần cả vạn lần, lý do có đầy đủ cũng không thể làm trái với chính sách của Trung ương. Hơn nữa Thủ tướng vừa đến thị sát ở tỉnh Tề. Luôn nhấn mạnh Trung ương sẽ không buông lỏng việc điều tiết khống chế vĩ mô đối với thị trường bất động sản. Thủ tướng vừa rời khỏi, tỉnh Tề liền tiến hành một dự án đầu tư bất động sản 10 tỷ tệ, tôi thân là chủ tịch tỉnh thì làm sao giải thích với Thủ tướng đây? Tình huống cụ thể, phân tích cụ thể, chủ tịch tỉnh Tôn, dự án đầu tư của tập đoàn Đạt Tài không phải là dự án bất động sản thông thường mà là sản nghiệp bất động sản, đều đã có những thành công tiền lệ ở thành phố Yến, quận Hạ Mã và nhiều thành phố lớn. Dự án đầu tư tổng thể đã kéo theo tăng trưởng loại hình kinh tế mới, cần phải phân biệt rõ với dự án bất động sản đơn thuần. Nhân vật quan trọng xếp thứ hai trong bộ máy Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Khản đã lên tiếng, ông ta vừa lên tiếng lập tức liền trở thành tiêu điểm của mọi người, bởi vì trên thực tế ông ấy ở trong bộ máy chính phủ có tư cách rất lớn nhất. Tôi cho rằng, hai đồng chí Đinh Sơn và Chi Phu trong kế hoạch phát triển tổng thể cho nền kinh tế của tỉnh Tề. Vì muốn thu hút vốn đầu tư đã lo lắng hết lòng và dốc hết tâm huyết. Nhất là đồng chí Đinh Sơn đã thu hút được dự án đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, chấp cánh cho sự phát triển kinh tế ở Ngũ Nhạc, liên quan đến hy vọng của 6 triệu người dân ở Ngũ Nhạc. Tôn Tập Dân sắp ngồi không yên, rõ ràng cảm thấy như bị ép cung, đã có một ủy viên thường vụ tỉnh, một phó chủ tịch tỉnh cộng thêm một phó chủ tịch thường trực phản đối ông ta. Ba người đó xếp vị trí cao nhất trong bộ máy Ủy ban Nhân dân. Được phân công quản lý những khâu quan trọng, là nhân vật có thực quyền, bọn họ liên kết lại sẽ hình thành một lực công kích lớn đối với ông ta. Tổng cộng có 8 phó chủ tịch tỉnh thì đã có 3 người phản đối, thêm một người nữa thì đã gần một nửa. Tôn Tập Dân vừa mới có ý nghĩ trong đầu, lại có một tiếng phản đối vang lên. Tôi đồng ý cách nói của phó chủ tịch tỉnh Tần, so với việc huy động gia tăng kinh tế, đề cao tổng sản lượng kinh tế ở tỉnh Tề thì những việc khác đều là chuyện nhỏ. Tất cả đều phải nhường đường cho việc phát triển kinh tế. Người lên tiếng là một nữ phó chủ tịch tỉnh duy nhất xếp hạng cuối cùng trong bộ máy Ủy ban Nhân dân, Lý Tài Lệ. Lý Tài Lệ vừa dứt lời lại có một phó chủ tịch tỉnh nói theo sau. Chủ tịch tỉnh Tôn, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân ở Ngũ Nhạc đã ký kết hợp đồng đầu tư với tập đoàn Đạt Tài, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển của tỉnh cũng đã thông qua dự án này. Nếu Ủy ban Nhân dân cứ muốn ức chế không tha, thì cũng chẳng ích gì, đúng không? Tiếng nói phản đối đã chiếm hơn một nửa, nếu không tiến hành ngăn chặn thì toàn bộ 8 vị phó chủ tịch tỉnh đều lên tiếng phản đối. Tôn Tập Dân biết công việc sau này của mình sẽ không thể triển khai, liền lập tức tỏ thái độ nói. Nếu các đồng chí đều thảo luận sôi nổi, đều có cách nhìn khác nhau,
vậy việc đầu tư của tập đoàn Đạt Tài tôi sẽ cẩn trọng xem xét lại. Đây là một hội nghị thường vụ quan trọng đầu tiên kể từ khi ông ta nhậm chức mà lại bị một đám phó chủ tịch tỉnh được Tần Khản dẫn đầu ép đến gần như không có lối thoát. Tôn Tập Dân nói thì thoải mái, cũng có thái độ rộng lượng nhưng thực ra trong lòng lại rất chua xót và phẫn nộ, thiếu chút nữa không tiết chế được. May là vì sự thất bại ở tỉnh Yến đã rèn luyện tính cách âm trầm của ông ta, cho nên mới miễn cưỡng kìm nén được cảm xúc, tuy nhiên vẫn chưa bộc phát ra trước mặt mọi người, giọng điệu dịu dịu đi nhưng vẫn chỉ hoãn lại dự án. Trở về phòng làm việc, Tôn Tập Dân phẫn nộ đến mất bình tĩnh, oán hận nói vài câu. Thật nực cười, thật nực cười. Chủ tịch tỉnh Tôn chớ có tức giận mà hại thân, không đáng đâu. Tôn Tập Dân không có đóng cửa. Vừa chửi hai câu thì sau lưng đã có một người không mời mà đến, cũng không gõ cửa, liền khiến ông ta giật bắn cả mình, quay lại nhìn thì ra là Hà Giang Hải. Hà Giang Hải sau đó đóng chặt cửa lại, gật đầu cười. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ai đã chọc giận chủ tịch tỉnh Tôn vậy? Tuy Tôn Tập Dân hợp tác với Hà Giang Hải nhưng có lẽ do tính cách, có lẽ là vẫn có lòng đề phòng Hà Giang Hải, trong ý thức không muốn quá thân thiết với Hà Giang Hải, ông ta lắc đầu và nói. Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là trong hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân có vài vị phó chủ tịch tỉnh liên kết với nhau phản đối quyết định của tôi mà thôi. Hà Giang Hải liền bật cười, dường như tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế. Tần Khản có cách nhìn khác, muốn khiến cho ông ta thay đổi lập trường cũng không khó, nếu tôi đoán không sai thì nhất định có hơn 3 người vẫn giữ im lặng, đúng không? Trong lòng Tôn Tập Dân vô cùng kinh ngạc, Hà Giang Hải quả nhiên thần thông quảng đại. Không nơi nào mà không đụng tay vào, trong bộ máy chính quyền cũng có người của y. Không đợi cho Tôn Tập Dân nói tiếp, Hà Giang Hải lại nói với vẻ tự đắc. Chủ tịch tỉnh Tôn cứ yên tâm, có tôi ở đây, mấy vị phó chủ tịch tỉnh không làm dậy nổi sóng gió đâu, xử lý được Tần Khản và Lý Đinh Sơn thì những người khác cũng chẳng ra làm sao. Tôn Tập Dân không thích Hà Giang Hải khi nói chuyện không chịu chú ý đến giọng điệu và biểu cảm vẻ mặt, giống như lúc nào anh ta cũng muốn tỏ vẻ ta đây. Khiến cho người ta nhìn vào thấy rất phản cảm, nhưng trước mắt là đang hợp tác với nhau, đành phải nhịn. Trong vấn đề lớn có nhiều cách nhìn khác nhau là chuyện bình thường, gác lại mọi bất đồng, cùng nhau phát triển. Có lẽ là vì nắm được thế chủ động, Hà Giang Hải rũ bỏ mọi ủ rũ trước kia, giọng điệu nói chuyện càng lớn hơn. Chủ tịch tỉnh Tôn nói rất đúng, cố tìm cái chung, gác lại bất đồng, tìm cái chung giữa chúng ta và giữ lại sự khác biệt của họ. Trong địa bàn của tỉnh Tề không thể để cho họ khoa tay múa chân. Hà Giang Hải nói chuyện có hơi quá, vừa ngẩng đầu lên mới chú ý thấy vẻ mặt không mấy bình thường của Tôn Tập Dân, ý thức được Tôn Tập Dân không phải người trong tỉnh, liền bật cười cho qua chuyện. Chủ tịch tỉnh Tôn, tối nay có thời gian không? Phó chủ tịch tỉnh Mã có việc muốn báo cáo riêng với ngài. Phó chủ tịch tỉnh Mã trong 3 vị phó chủ tịch tỉnh khác đã không lên tiếng phản đối ông ta trong hội nghị thường vụ. Tuy là rất khó chịu với thái độ tỏ vẻ ta đây của Hà Giang Hải nhưng vì tình thế bắt buộc nên Tôn Tập Dân cần phải có quan hệ tốt với những vị phó chủ tịch tỉnh để tránh bị cô lập trong bộ máy Ủy ban Nhân dân, nên đã không đắn đo, liền gật đầu. Được, hoan nghênh. Hà Giang Hải liền bật cười, xoay người bỏ đi, để lại cho Tôn Tập Dân một dáng vẻ tuy không kiêu ngạo nhưng lại rất phóng đãng, chỉ có điều trong mắt Tôn Tập Dân luôn cảm thấy Hà Giang Hải đã quá phóng đãng và đến mức quá ngông cuồng. Một mặt Tôn Tập Dân tăng cường bố trí và thu hồi quyền lực trong bộ máy Ủy ban Nhân dân, mặt khác Ngô Thiên Tiếu và Lã Vệ Đông lén lút gặp mặt cùng Tiêu Ngũ, Dương Uy ăn nhậu thắt chặt tình cảm, tăng thêm giao lưu. Cùng lúc đó, Nga Ni Trần và Nguyên Minh Lượng đã xuất phát đi đến giao lưu, tiến hành nghi thức khởi công nhà máy hóa chất của Nguyên Minh Lượng, bắt đầu một bước tiến trong quá trình phát triển. Hạ Tưởng thì đang ở trong văn phòng cẩn thận thẩm duyệt bản dự thảo điều chỉnh nhân sự của Lưu Đắc Ích đệ trình. Càng xem càng thấy được con người của Lưu Đắc Ích có nhược điểm lợi dụng, phương án của bản dự thảo bảo thủ và cũ kỹ, đừng nói là chẳng có gì mới mẻ, toàn bộ được điều chỉnh dựa vào việc xếp hạng và sự ảnh hưởng của các thế lực trong tỉnh ủy, mà còn chẳng xem xét dựa vào tài năng để chọn đúng người đúng việc. Bên tay phải của Hạ Tưởng có bản kiểm điểm của Lưu Đắc Ích. Xem qua một chút bản dự thảo điều chỉnh nhân sự, lại nhìn sơ qua bản kiểm điểm của Lưu Đắc Ích, trong lòng Hạ Tưởng càng ngày càng rõ ràng. Mở máy tính ra, bắt đầu tự mình đưa ra ý kiến sửa đổi cụ thể trong việc điều hình nhân sự. Vừa mới đánh được vài hàng, Ôn Tử Tuyền gõ cửa bước vào. Mùa hè đã tới, Ôn Tử Tuyền mặc bộ váy công sở, với thân hình đầy đặn trong bộ đồng phục công sở bó sát giường như muốn phá vỡ cái lồng để thoát ra ngoài.
Đừng nghĩ Ôn Tử Tuyền luôn trang điểm rất chăm chút, thích dùng gương mặt xinh đẹp nhất để gặp mọi người, nhưng khi cô ấy không có việc gì thì không bao giờ vào văn phòng của Hạ Tường, để tránh hiềm nghi và chứng tỏ cô ấy không kể công cũng không dành công trong sự việc ở Ngũ Nhạc. Hạ Tường đánh giá Ôn Tử Tuyền đúng là một người phụ nữ thông minh biết lý lẽ. Ôn Tử Tuyền vừa vào liền tỏ rõ mục đích. Phó Bí Thư Hạ, Nội bộ Ủy ban Kỷ luật thành phố Ngũ Nhạc truyền đến tin tức, Cục trưởng Cục vụ muối ở thành phố Ngũ Nhạc là Tiết Mao bị hiềm nghi có dính líu phạm tội, Ủy ban Kỷ luật thành phố đang chuẩn bị áp dụng cách xử trí cần thiết. Tốt, Chu Vũ Huyên rất thông minh, đã hoàn toàn nắm giữ mọi bè phái ở Ngũ Nhạc. Đợt sóng phản kích đầu tiên đã đến. Ngoài ra dựa theo nguồn tin đáng tin cậy ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Cục vụ muối của tỉnh dính líu đến dự án xây dựng làng biệt thự trái phép. Ngoài Phó Cục trưởng Giải Thiếu Hải ra thì Cục trưởng Thang Thế Thành cũng có liên quan. Tốt, Chu Hồng Cơ thật đúng lúc, đợt sóng phản kích thứ hai đã đến. Hạ Tường rất khâm phục sự thông minh và con mắt tinh tường của Ôn Tử Tuyền, và cô ấy còn có mạng lưới quan hệ thâm hậu không ai ngờ tới. Bên phía Ngũ Nhạc và Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang chuẩn bị bắt tay vào ván cờ tiếp theo, tuy Hạ Tường đã có dự tính trước, nhưng vẫn chưa nhận được tin tức thiết thực, nhưng Ôn Tử Tuyền lại biết trước một bước. Đã chứng tỏ cô ấy quả thật hơn người. Hơn nữa những việc xảy ra gần đây ở tỉnh Tề, hắn không có một chỉ thị âm thầm nào kêu cô ấy làm, cô ấy luôn thờ ơ lạnh nhạt, trong một loạt sự kiện trên lại cho ra phán đoán chuẩn xác, và còn biết được hắn đang kỳ vọng vào việc gì, có ánh mắt tinh tường và năng lực phân tích thời cục đáng kinh ngạc, Hạ Tường từ nay về sau, bắt đầu nhận thức lại năng lực của Ôn Tử Tuyền. Ý nghĩ trong đầu bỗng hiện lên, hắn đem bản sơ thảo điều chỉnh nhân sự đưa cho Ôn Tử Tuyền. Bản sơ thảo về điều chỉnh nhân sự của ban tổ chức, tôi đã xem sơ qua, vấn đề không ít, cô đến xem, rồi đưa ra quan điểm. Dựa theo quy định, dựa vào cấp bậc của Ôn Tử Tuyền, thì không có tư cách xem phương án điều chỉnh nhân sự của ban tổ chức, nhưng Hạ Tường không nói lời nào lại đưa cho cô ấy còn không hiểu được sự tín nhiệm của lãnh đạo đối với cô ấy, thì uổng cho cô lăn lộn trong quan trường mười mấy năm. Cũng chứng minh được một điều, báo cáo lúc nãy, nói chung ý nghĩ của lãnh đạo. Cô ấy lại một lần nữa để lại ấn tượng tốt trong lòng Hạ Tường. Ôn Tử Tuyền cảm kích gật đầu, không hề nói nhiều, bởi vì có một số việc chỉ có thể làm, không thể nói. Cô ấy liền lặng yên ngồi xuống, im lặng lật xem bản thảo. Khi cô ấy xem ý kiến điều chỉnh nhân sự ở Ngũ Nhạc, có liên quan đề danh của Cục Công an thành phố thì phát hiện rõ tên của một người, chẳng phải là Ôn Tử Kỳ sao, trong lòng không khỏi lo lắng. Xem lại lần nữa phía dưới bị Hạ Tường dùng bút đỏ viết lời phê bình. Đồng chí Ôn Tử Kỳ đảm nhiệm ủy viên thường vụ ở thành phố Ngũ Nhạc, công an đảng ủy, xin đồng chí khâu nhân lễ phê duyệt. Một dấu chấm than đỏ chót, nhìn thấy ghê người, biểu đạt giọng điệu vô cùng khẳng định, trong lòng Ôn Tử Tuyền bình tĩnh lại, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tường. Hạ Tường sửa chữa bản thảo điều chỉnh nhân sự nhanh như bay, sở dĩ hắn tự mình đánh chữ, là bởi vì có rất nhiều nội dung không tiện dùng lời mà nói, không bằng tự mình diễn tả lại rõ ràng hơn. Hắn phải lợi dụng việc sửa chữa bản thảo điều chỉnh nhân sự, là vì muốn Liêu Đắc Ích đào một cái hố cần phải lựa chọn là nhảy hay không nhảy. Vẻ mặt chuyên tâm và thái độ xuất thần của Hạ Tường, khiến cho sức hấp dẫn của đàn ông trong hắn phát ra, cũng quả thật là, một người đã 35 tuổi rồi, đang trong thời khắc thành thục và đầy sức hấp dẫn, lại thêm tính cách điềm tĩnh của Hạ Tường, cùng với quyền lực sáng lóa của một phó tỉnh ủy, và cả vô số loại trải nghiệm hắn phải trải qua mà người thường không thể qua được. Liền khiến cho hắn có một sức hấp dẫn khác thường. Những người cùng giới thường hay tiếp xúc với hắn có thể không phát hiện được vẻ mặt vô cùng đàn ông của hắn, nhưng đối với một người luôn nghiên cứu và thấu hiểu được đàn ông như Ôn Tử Tuyền, vô ý thấy được vẻ mặt chuyên tâm mê người của Hạ Tường, trong lòng không khỏi kinh sợ, vội vàng chuyển ánh nhìn, e sợ sự thất lễ của cô ấy bị Hạ Tường phát hiện. Đúng là một người đàn ông tuyệt vời, Ôn Tử Tuyền đã cho đánh giá cuối cùng đối với Hạ Tường. Lại một lần nữa nhìn vào bản thảo điều chỉnh nhân sự, lại liên tưởng đến việc Đới Kế Thần bị cách chức, cùng với việc Chu Hồng Cơ gần đây hay thường xuyên hành động, rất phù hợp với kế hoạch của Hạ Tường, trong phương án thì có tên của hai người mà cô ấy đặt nghi vấn. Lại qua vài phút, Hạ Tường ngừng đánh máy, liền hỏi. Thế nào rồi? Vấn đề rất đơn giản, nhưng phải trả lời đúng ý của lãnh đạo, thì rất khó, Ôn Tử Tuyền có thói quen hay vuốt tóc lại. Cô ấy không biết được hành động vô ý của cô ấy, khiến cho Hạ Tường mê mẩn, liền mơ hồ nghĩ về Mai Hiểu Lâm, nếu để cô ấy biết được, e rằng về nhà sẽ phải khổ luyện việc vuốt tóc, sau đó cúi đầu suy nghĩ lại, rồi mở miệng nói.
Phó Bí Thư Hạ, có một vấn đề nhỏ, tôi không biết có nên nói ra không? Hạ Tưởng hiểu ý liền cười. Điều chỉnh nhân sự là việc lớn, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ, mọi mặt đều phải làm cho hoàn thiện, cho nên, sẽ không có chuyện nhỏ. Ôn Tử Tuyền đã hiểu rõ. Tôi nhớ hình như Cục trưởng Cục Thành phố Lục Hoa Thành năm nay đã 56 tuổi, nhưng trong hồ sơ lại ghi là 53 tuổi. Còn có Ủy ban Kỷ luật nói Đàm Trác Vận năm nay 59 tuổi, nhưng trong hồ sơ lại là 52 tuổi, thật là kỳ lạ. Trong phương án điều chỉnh nhân sự, có tên của Lục Hoa Thành, nhưng lại không có tên của Đàm Trác Vận do Ủy ban Kỷ luật đề ra, nếu nói Ôn Tử Tuyền nhắc đến Lục Hoa Thành, là vì muốn phủ phục bút việc của đới kế thần. Như vậy cô ấy vô tình đề cập đến Đàm Trác Vận, thì đúng là có dụng tâm quá xa. Thật không đơn giản, đúng là một phụ nữ có mắt tinh tường và có trí tuệ chính trị, ngoài khuyết điểm duy nhất là xinh đẹp ra, thì Hạ Tưởng nhận định Ôn Tử Tuyền nhất định là người tài. Nhưng phụ nữ quá xinh đẹp là điều tối kỵ trong quan trường. Hạ Tưởng không truy hỏi tại sao Ôn Tử Tuyền lại nhớ được tuổi của Lục Hoa Thành và Đàm Trác Vận lúc nãy khi Ngô Thiên Tiếu rót nước, đã ở bên cạnh nghe rất rõ ràng. Không cần hắn tự mình chỉ ra thêm gì. Trước mắt thì do đồng chí Ôn Tử Kỳ chủ trì toàn bộ công việc ở Cục Công an thành phố Ngũ Nhạc. Đồng chí Chu Vũ Huyên nói, công việc của đồng chí Tử Kỳ rất xuất sắc. Hạ Tưởng không cần dùng lời hứa trực tiếp với Ôn Tử Tuyền, chỉ cần chỉ ra cách nhìn của thành ủy Ngũ Nhạc là được, bởi vì cho đến cuối cùng Chu Vũ Huyên có tỏ thái độ giúp đỡ Ôn Tử Kỳ hay không, là rất quan trọng. Ôn Tử Tuyền cũng rất thông minh tỏ thái độ cảm kích trước biểu hiện kiên định của Chu Vũ Huyên, liền cáo từ và đi. Ôn Tử Tuyền vừa đi khỏi, Ngô Thiên Thiếu lập tức bắt tay vào tra tuổi của Lục Gia Thành và Đàm Trác Vận, chưa đến nửa giờ đã có kết quả. Hạ Tưởng rất hài lòng với con mắt tinh tường và năng suất của Ngô Thiên Thiếu, khen anh ta vài câu, liền quay người đi lên lầu, đi báo cáo tiến triển công việc với Khâu Nhân Lễ. Hạ Tưởng vừa đi khỏi, một mình Ngô Thiên Thiếu cười ngây ngô. Sau đó lấy điện thoại gọi. Sếp Phương, tối nay, thời gian và địa điểm như cũ. Được xưng là Sếp Phương là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố Vương Trạch Nhân, là bạn thân từ nhỏ với Ngô Thiên Thiếu, có tình bạn vững chắc, vừa nghe Ngô Thiên Thiếu triệu tập, ông liền bật cười. Bây giờ anh là người đáng tin cậy của Phó Bí Thư Hạ, còn nhớ tới người bạn nghèo này sao? Nói đi, muốn lợi dụng tôi giúp anh làm việc gì xấu nữa hả? Ngô Thiên Tiếu cũng bật cười. Nếu nói như vậy, thì tôi quen cậu được mười mấy năm, là lợi dụng cậu suốt mười mấy năm sao? Tại sao cậu không nói năm đó đã cướp bạn gái của tôi? Còn dám nói tôi lợi dụng cậu, hử? Bạn gái gì, đừng xạo, cậu với người ta chỉ mới gặp mặt một lần thôi, cậu có cảm tình với người ta, nhưng người ta lại không như vậy. Chỉ là cậu quá đa tình. Vương Trạch Nhân một bước cũng không nhượng bộ. Hai người thì quá quen thuộc. Đừng nói là gặp mặt, vừa gọi điện thoại là cãi nhau, sau khi công kích với nhau vài câu, cuối cùng cũng là Vương Trạch Nhân nhượng bộ trước, nhận lời mời khách. Ngô Thiên Thiếu lộ vẻ mặt tươi cười, vẽ trên giấy cả buổi, liệt kê ra tên của cả đống người, sau đó lại phân biệt liên kết lại, hình thành mạng lưới quan hệ, cuối cùng như đi vào mê cung, uốn qua uốn lại, sau cùng, cây viết trên tay của anh ta chỉ thẳng vào tên của một người, tự nói. Mạng lưới quan hệ quá phức tạp. Chỉ cần tìm ra được đầu mối, thì có thể cởi bỏ. Giống như áo len vậy, chỉ cần tìm được đầu mối, có thể biến áo len thành một đống chỉ len. Sau khi Hạ Tưởng từ văn phòng của Khâu Nhân Lễ trở về, Ngô Thiên Thiếu đã ra về, e rằng tất cả các thư ký trong tỉnh ủy, thì Ngô Thiên Thiếu là thư ký duy nhất dám ra về trước khi được lãnh đạo cho phép. Hạ Tưởng không một chút để bụng, bởi vì hắn biết Ngô Thiên Thiếu có việc quan trọng cần làm. Cực kỳ phức tạp. Phải từ điểm mấu chốt mà làm, bây giờ, điểm mấu chốt hắn đã tìm ra. Hà Giang Hải muốn từ cái chết của Trần Thu Đống chế tạo rắc rối, làm một thủ đoạn đột phá, phương pháp của hắn thì trái ngược lại, sẽ không mắc mưu, chính diện hay trắc diện cũng không can dự vào việc của đới kế thần bị cách chức, tỏ thái độ không đếm xỉa. Hạ Tưởng tự có diệu kế khác. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, việc có nhiều đến đâu thì cũng đợi ngày mai rồi tính, buổi tối phải nghỉ ngơi tốt. Tin rằng ngày mai sẽ là một ngày như sóng tràn bờ, vừa muốn ra khỏi cửa, thì Chu Hồng Cơ xuất hiện. Hạ Tưởng đích thân đón Chu Hồng Cơ vào. Chu Hồng Cơ đảo mắt nhìn qua, cười nói. Lãnh đạo còn ở đây, thư ký thì đã về sớm, Phó Bí Thư Hạ, thư ký của anh thật có cá tính. Hạ Tưởng cười nói. Đã tan sở rồi, cũng phải có thời gian riêng tư.
vốn dĩ tôi cũng muốn về nhà sớm, vậy mà bị anh chặn lại đó thôi. Chu Hồng Cơ bật cười. Tôi không giống anh, ở nhà anh có người quản, tôi thì một mình no, cả nhà không đói. Cười cười, rồi nói tiếp. Tôi có một đề nghị, tối nay đi ăn tối ở căn tin tỉnh ủy, thế nào? Ý của Chu Hồng Cơ hiển nhiên có chuyện muốn nói, thực ra Hạ Tưởng cũng luôn đợi Chu Hồng Cơ chủ động ra mặt, bởi vì hành động tiếp theo, cần phải có ông ta phối hợp. Muốn nhận lời thẳng thắn. Đã ăn nhiều lần ở căn tin tỉnh ủy của tỉnh Tề, rất có đặc sắc của tỉnh Tề. Câu nói này hình như là câu vô nghĩa, nhưng thực ra là có điều ám chỉ, Chu Hồng Cơ hiểu ý cười. Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ cùng nhau sánh bước đi trên sảnh của tỉnh ủy, vừa nói vừa cười đi đến căn tin của tỉnh ủy, nhân tình hình hỗn loạn của tỉnh Tề, lưu lại trong mắt mọi người, một cảnh càng làm cho mọi người nghĩ sâu xa thêm. Hà Giang Hải trong văn phòng, cũng nhìn thấy rõ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, trên mặt lộ vẻ oán giận. Cũng chứng kiến được cảnh này còn có cả Tôn Tập Dân, ông ta chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu lại. Đối với việc Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ hai người thân thiết như vậy đã sớm biết được, nhưng không cho là đúng, chỉ là ánh mắt bán đứng nội tâm của ông ta. Bữa cơm của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ ở căn tin tỉnh ủy không quá nửa giờ, sau nửa tiếng, hai người chia nhau đi, cảnh tượng hỗn loạn của ngày hôm nay cũng đã đến lúc hạ màn. Đương nhiên, thành phố Lỗ tối nay, nhất định sẽ có nhiều sự thăng trầm, cũng sẽ có nhiều người lui tới, cùng với các loại quan hệ lợi ích tiếp tục xuất hiện, hoặc chỉnh hợp hoặc phân liệt. Hoặc là mưu đồ của ngày mai. Ngày mai đều muốn nắm trong tay mình, chỉ tiếc là, trên quan trường, kết quả đối kháng chỉ có một thắng một thua, trước khi đánh đến đầu rơi máu chảy, đều sẽ không tự nhận bên mình thua. Hạ Tưởng dù sao cũng đã hạ quyết tâm, đêm nay những việc vớ vẩn đều không quan tâm, trời đất bao la, về nhà là việc quan trọng. Hạ Tưởng an tâm về nhà, Tiêu Ngũ và Dương Uy đã chạy tới Ngũ Nhạc, đã âm thầm bắt tay vào công việc bên ngoài dự án tập đoàn Đạt Tài. Nga Ni Trần và Nguyên Minh Lượng, ở Giao Liêu cũng đã có động tĩnh. Tôn Tập Dân cùng ba vị phó chủ tịch tỉnh trong văn phòng lần lượt đàm phán, quyết định được một số việc, mà Hà Giang Hải dưới sự yểm trợ của đêm tối, cùng với Lục Hoa Thành lén lút gặp mặt. Màn đêm buông xuống thành phố Lỗ, ánh đèn rực rỡ, phồn hoa như cũ. Trong phồn hoa, là ly hợp buồn vui và sung sướng của những người dân bình thường, còn sau sự phồn hoa, lại là mưu đồ của người trong chốn quan trường. Trên thực tế, người người muốn vào quan trường, có khi người trong quan trường ngược lại không sống thoải mái được như dân chúng tóc húi cua. Hạ Tưởng về đến nhà, nằm nghiêng trên ghế thật thoải mái. Về cơ bản, ngoại trừ tin tức ra, những chương trình TV khác hắn sẽ không xem, thà đọc thêm sách còn hơn xem mấy phim truyền hình tạp nham. Các chuyên gia nghiên cứu, TV là công cụ hữu lực mạnh nhất tạo ra số đông nhóm người IQ thấp, không láo chút nào, bởi vì khi xem TV, đại não không cần suy nghĩ, cơ thể ngừng hoạt động, bị các tình tiết thật thật giả giả trong phim truyền hình điều khiển cảm xúc, trong lúc khóc khóc cười cười, thời gian cứ vậy trôi đi, cuộc sống cứ vậy mà lãng phí, nghĩ lại, chẳng thu hoạch được gì. Đối với thành phố Lỗ bề ngoài yên ả nhưng lại có dòng chảy ngầm bên trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, rằng nhất định sẽ có nhiều mặt thế lực đang thường xuyên tiếp xúc và hòa hợp, cũng rõ Tôn Tập Dân đang tích cực lôi kéo ba vị phó chủ tịch tỉnh quan hệ mật thiết với Hà Giang Hải trong bộ máy chính quyền tỉnh, còn rõ Hà Giang Hải còn đang gặp gỡ riêng tư với Lục Hoa Thành, thậm chí càng rõ Hà Giang Hải còn mời chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Lỗ Hòa Cải Lợi. Nhưng Hòa Cải Lợi từ chối không đi, tỏ rõ thái độ sẽ không tham dự vào đó. Tuy nhiên, Hà Giang Hải vẫn mời được phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Sử Thương Hữu. Một loạt những hành động của Hà Giang Hải cùng với việc muốn đạt được mục đích gì, không cần nói cũng biết, là muốn trừ khử Đới Kế Thần, cho dù không đẩy Đới Kế Thần vào chỗ chết thì cũng muốn mượn cái chết của Trần Thu Đống phủ định toàn bộ Đới Kế Thần. Tóm lại, Hà Giang Hải là muốn hạ độc thủ, bởi vì y tức giận rồi. Từ quận Hạ Mã đến thành phố Lỗ, trên đường gặp nhiều kẻ tức giận rồi, Hạ Tưởng không hề sợ thủ đoạn của Hà Giang Hải. Đương nhiên hắn cũng sẽ không phóng đại cho rằng Hà Giang Hải không đáng nhắc tới. Mà ngược lại, Hà Giang Hải là một trong những đối thủ mạnh nhất của hắn. Dĩ nhiên, Hà Giang Hải không có trí tuệ chính trị hơn người bằng Diệp Thiên Nam, cũng không xuất thân thế lực gia tộc như Phó Tiên Phong, nhưng chớ quên, hiện tại trên khu vực tỉnh Tề, Hà Giang Hải không những có thể vung tay múa chân, hơn nữa, ở tỉnh Tề, y còn có thể hô mưa gọi gió. Đạo lý rồng mạnh khó đè đầu rắn địa phương luôn chuẩn xác ở mọi nơi, nước Mỹ hùng mạnh đánh thắng Iraq nhỏ yếu.
nhưng lại có thể thế nào? Đóng quân ở Iraq mấy năm, còn không phải không được gì đã rút, cuối cùng chán nản kết thúc, bởi vì trên lãnh thổ của người khác, có hùng mạnh đi nữa suy cho cùng cũng là kẻ nơi khác đến. Nếu đem thế lực địa phương của Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương so sánh thành một cây đại thụ, vậy thì thế lực địa phương của Hà Giang Hải ở tỉnh Tề chính là một ngọn núi cao, đại thụ có cây lớn rễ sâu cũng có khả năng bị người khác nhổ tận gốc. Nhưng núi lớn, ai cũng không đẩy ngã được. Ngu Công rời núi chỉ là truyền thuyết, lại nói, Hạ Tưởng cũng không nghĩ qua việc phải đẩy rời núi lớn, đó là tư duy ngốc nghếch không sáng suốt. Nếu núi lớn chặn đường đi, có rất nhiều cách có thể đạt được mục đích, rời núi đi là cách làm ngu xuẩn nhất. Mà Hạ Tưởng chưa bao giờ là một kẻ ngu xuẩn. Em thấy, anh là một kẻ ngốc. Đang suy nghĩ ngây cả người thì Tào Thù Lê đẩy hắn một cái, cười mắng một câu. Anh thừa nhận hay không thừa nhận? Sao lại thành kẻ ngốc rồi? Hạ Tưởng hơi buồn bực, bèn rất không vui đáp lại. Anh là kẻ ngốc, em chính là vợ của kẻ ngốc. Tào Thù Lê cười ngặt nghẽo. Anh cũng quá lòng dạ hẹp hòi, một chút cũng không mắng được, em mắng anh một câu, anh trả lại hai câu, có biết điều không vậy? Em mới không biết điều, mới lên đã mắng người ta ngốc, anh ngốc ở đâu nào? Hạ Tưởng vẫn không phục, tiếp tục đáp trả lại. Vâng, tự anh xem. Tào Thù Lê lấy tay chỉ tay áo của Hạ Tưởng. Anh tự nói xem, anh mà không ngốc, còn có ai ngốc? Hạ Tưởng cúi đầu nhìn, không nhịn nổi cười, trên tay áo có ba hạt gạo, có hạt gạo cũng cho qua đi, lại còn kẹt đúng vào khuy áo, thật sự rất buồn cười. Tuy chỉ là chi tiết nhỏ không đáng kể, nhưng cứ nghĩ Đường Đường là một phó bí thư tỉnh ủy, lại lôi thôi lếch thếch như vậy, nếu bị người khác phát hiện, thực sự sẽ trở thành trò cười, hắn đành cười ha ha. Ngốc thì ngốc một chút được rồi, dù sao, kẻ ngốc đều sẽ có một người vợ thông minh. Cười nói mấy câu, tâm trạng Hạ Tưởng thoải mái hơn nhiều, dứt khoát không nghĩ những chuyện phiền phức nữa, núi lớn có cao đi nữa, xe đến phía trước nhất định có đường đi. Ngày mai chắc chắn sẽ có một chuyển biến không nhỏ. Ngày mai là ngày mai, đêm nay nhàn nhã cái đã. Tào Thù Lê hiểu được sự háo hức trong mắt của Hạ Tưởng, hiểu ý cười một cái rồi đi tắm. Hạ Tưởng vừa cầm điện thoại lên, đang định tắt máy thì điện thoại lại vang lên chẳng đúng lúc. Nhìn số gọi đến, không nghe lại không được, là Cổ Ngọc. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng thật sự rất khâm phục điện thoại Cổ Ngọc gọi đến đều vào những lúc thích hợp nhất. Mỗi lần đều có thể đúng vào thời cơ tốt nhất Tào Thù Lê không có bên cạnh, không phục không được. Chào ôi, Hứa Quan Hoa gần đây thần hồn điên đảo, có phải do anh gây ra không? Nghe nói cậu ấy yêu rồi. Cổ Ngọc vừa nghe đã chất vấn một chàng. Cổ Ngọc hôm qua về Bắc Kinh rồi, có chút việc nhỏ phải xử lý, Nghiêm Tiểu thì cũng cùng về. Giới thiệu Hứa Quan Hoa và Tùng Phong Nhi quen nhau, là chủ ý của Hạ Tưởng, nhưng người lo liệu cụ thể lại là Nghiêm Tiểu thì. Không nghĩ Nghiêm Tiểu thì lại giấu Cổ Ngọc, âm thầm thúc đẩy việc này, cũng thú vị, Hạ Tưởng nghĩ ngợi, không nhớ hắn đã bảo Nghiêm Tiểu thì giữ bí mật, sao lại khiến Cổ Ngọc không biết gì cả. Tùng Phong Nhi tuy từng có một quá khứ bất hạnh, nhưng cách đối nhân xử thế của cô cũng có chỗ đáng khen, mấy năm qua, một lòng trợ giúp Tiếu Giai làm ăn, đã rèn luyện thành một người phụ nữ làm ăn trưởng thành và đầy sức quyến rũ. Tình cảm cá nhân của cô vẫn cứ trống rỗng, vốn nghĩ xác định chủ ý độc thân. Nhưng Hạ Tưởng vẫn mong muốn tác hợp cô và Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa cần một người con gái tốt có năng lực giúp đỡ y, mới có thể tiếp tục số làm quan, sự nghiệp tấn tới, còn Tùng Phong Nhi cũng cần một chốn về đàng hoàng, nếu không, một người con gái đẹp sở hữu tài sản to lớn, ở đất Bắc Kinh, cuối cùng sẽ dẫn đến chuyện thèm thuồng nhỏ dãi của bọn hổ lang. Nghiêm Tiểu thì cũng có chút trình độ, Hạ Tưởng còn lo rằng không dễ lay động, không ngờ Nghiêm Tiểu thì vừa ra tay. Tùng Phong Nhi liền đồng ý gặp mặt Hứa Quan Hoa. Vừa gặp mặt, Hứa Quan Hoa đã vô cùng hài lòng với Tùng Phong Nhi, lập tức tỏ ý mong muốn tiến xa hơn một bước. Là người chính trực không hiểu lòng con gái như Hứa Quan Hoa, biểu hiện vội vàng của y là có thể hiểu được, suy cho cùng Tùng Phong Nhi quá ưu tú. Tùng Phong Nhi hơi mất tự nhiên một chút, rồi đồng ý. Hứa Quan Hoa không kiềm chế được, trong lòng vô cùng cảm kích Hạ Tưởng. Y không hề biết. Tùng Phong Nhi sở dĩ đồng ý gặp y, hơn nữa lại bằng lòng tiến xa hơn bước nữa với y, thực ra tất cả đều là vì Hạ Tưởng. Ngay đến Hạ Tưởng cũng không rõ điều bí ẩn bên trong. Lúc Nghiêm Tiểu thì nói đến chuyện giới thiệu Hứa Quan Hoa làm quen, Tùng Phong Nhi một mực từ chối, cô không tin đàn ông, cũng không muốn lấy chồng. Nhưng Nghiêm Tiểu thì là một cô gái vô cùng thông minh,
cô biết trong lòng Tùng Phong Nhi trước sau bận tâm đến Hạ Tường, tuy không có hy vọng xa vời với Hạ Tường, nhưng lại là sự gửi gắm vĩnh viễn trong tận sâu con tim cô. Trong lòng người con gái đều có một đóa hoa tình yêu đẹp đẽ, chỉ nở vì một người đàn ông, hơn nữa chỉ nở một lần. Nghiêm Tiểu thì liền nói với Tùng Phong Nhi một câu, vừa dứt lời, Tùng Phong Nhi đã thay đổi chủ ý. Hứa Quan Hoa là một người đàn ông đáng tin cậy, chẳng những đáng tin trong cuộc sống, trong sự nghiệp, cũng là người bạn đáng tin nhất trong quân đội của Hạ Tường. Tùng Phong Nhi liền mang theo sự bận tâm vĩnh viễn đối với Hạ Tường, gặp mặt Hứa Quan Hoa. Vừa gặp mặt, cũng thật sự giống Nghiêm Tiểu thì đã nói, Hứa Quan Hoa chính trực, sáng sủa, là một người đàn ông tốt hiếm thấy trong quan trường. Tùng Phong Nhi cũng hiểu ý Hạ Tường vì cô mà giới thiệu Hứa Quan Hoa, một người đàn ông đáng tin đối với một người con gái mà nói, là tài sản có thể gặp mà không thể đòi hỏi nhất trong cuộc đời. Hạ Tường tuy không nói gì cả, thậm chí việc lớn như giới thiệu Hứa Quan Hoa, cũng chỉ ủy thác cho Nghiêm Tiểu thì ra mặt, nhưng cái gì hắn cũng rõ, hắn chỉ muốn mượn việc này để bày tỏ nguyện vọng hy vọng cô được hạnh phúc cả đời. Tùng Phong Nhi ngoài mặt thì cười, trong lòng rơi lệ. Cuối cùng vẫn kín đáo chấp nhận đề nghị tiến xa thêm bước nữa của Hứa Quan Hoa, Hạ Tường hy vọng cô hạnh phúc cả đời, cô nhất định phải hạnh phúc, nếu không, sẽ không xứng đáng với lòng tốt của hắn. Từ nay về sau, Tùng Phong Nhi sẽ chôn sâu vào đáy lòng người đàn ông ảnh hưởng đến cô hơn nữa là tất cả vận mệnh cuộc đời cô, không bao giờ nói ra ai, cũng không nhắc tới nữa, chỉ vì một lần rung động khắc cốt ghi tâm nhất trong cả cuộc đời, cô không được chùn bước, phải vì sự chúc phúc của hắn mà hạnh phúc. Hạ Tường giao phó Nghiêm Tiểu thì làm việc này, xem như nhờ đúng người, nếu giao cho Cổ Ngọc, không thể nói nhất định làm hỏng, nhưng tuyệt đối không ra tay thuận lợi như Nghiêm Tiểu thì. Nghiêm Tiểu thì cũng không phải người con gái bình thường, cô suy nghĩ trong sáng mà hoạt bát. Dường như chẳng có liên can gì đến anh, chẳng phải nói Nghiêm Tiểu thì giật dây từ trong sao. Hạ Tường giả vờ không rõ. Đừng có pha trò với em, suy nghĩ của anh, em có thể không hiểu sao. Đừng cho rằng em là con ngốc, hừ, cái gì em cũng biết hết. Cổ Ngọc nửa giận nửa đùa nói một câu, rồi tắt máy. Cổ Ngọc thật không có ý hỏi tội, cô chỉ là tò mò, hơn nữa cô tuy tự xưng không phải là con ngốc, thật ra cô không giữ được tâm sự, đâu sẽ nghĩ lung tung bên trong còn có điều bí ẩn gì đó. Qua một đêm tình xuân phơi phới, sáng sớm hôm sau, mặt trời không thấy đâu, không ngờ là ngày âm u. Hơn nữa còn chưa đến tỉnh ủy, đã mưa phùn lất phất. Đối với nhà thơ mà nói, ngày mưa lắm ưu sầu, đối với quan chức mà nói, mưa hay không mưa cũng chẳng khác nhau là mấy, dù sao cũng ngồi trong văn phòng, đi gần có người cầm ô, đi xa có người lái xe, gió thổi không tới, mưa ướt không nổi. Không lâu sau, trời mưa to. Hôm nay vừa may là thứ ba, không nhiều việc, lại mưa to, công việc có thể để lại sau thì để, thế là trong tòa nhà tỉnh ủy. Yên tĩnh hiếm thấy, xe cộ tới lui rất ít, các phó chủ tịch tỉnh bình thường bận rộn nhất, cũng đa phần trốn trong văn phòng, không ra ngoài. Hà Giang Hải hôm nay vốn dĩ muốn xuống một thành phố phía dưới thị sát công việc, thấy mưa to, bèn hủy bỏ chuyến đi, dù sao cũng chỉ là một lần đi lướt qua, đi hay không đi cũng như nhau. Trong cơn mưa đầu hạ mỗi lúc một to, tỉnh ủy tỉnh Tề rơi vào sự yên bình khó có, dù rằng ai cũng biết, bây giờ là sự yên bình trước khi mưa to gió lớn đến. Bây giờ càng yên bình, khả năng mưa gió càng dữ dội. Nhưng điều mà họ đều nghển cổ đợi là, yên bình, trước nhất sẽ từ đâu phá vỡ. Buổi chiều, mưa càng to, hơn 4 giờ chiều, vì trời âm u quá mức, giống như màn đêm sắp buông xuống vậy, không ít người đợi cả ngày, thấy yên bình như trước, đều cho rằng có lẽ hôm nay hết trò rồi, không có chuyện gì xảy ra rồi. Xong, ngay lúc cách thời gian tan tầm chưa đến một tiếng, đã xảy ra chuyện. Bầu trời âm u gần như ban đêm và tiếng mưa ào ào, che giấu đi rất nhiều chi tiết sinh động, cũng khiến cho sức chú ý và sức quan sát của mọi người giảm xuống thấp nhất, đặc biệt là gần thời gian tan tầm, mưa cả ngày giống như bài hát du, khiến rất nhiều người trong tòa nhà tỉnh ủy đều mệt mỏi muốn ngủ, độ mẫn cảm chính trị bình thường chỉ trệ ít nhất 60% sự hiếu kỳ. Kết quả mang đến hậu quả nghiêm trọng chính là, đợi tiếng cãi nhau to lên, mới có người để ý đến chuyện xảy ra. Nghe cẩn thận. Tiếng cãi nhau không phải ở một chỗ, mà là hai chỗ, những người tò mò bình thường vô cùng thích nghe ngóng những tin vỉa hè, lập tức nhanh chóng hành động, tập trung vào sự nghiệp dò la tin tức vĩ đại, không quá vài phút, hai tin tức đã truyền khắp tòa nhà tỉnh ủy buồn ngủ cả ngày. Dường như trong nháy mắt đã châm lửa mãnh liệt, sắp tan tầm rồi,
đèn ở các văn phòng tòa nhà tỉnh ủy lần lượt sáng lên, tòa nhà tỉnh ủy cả ngày có vẻ phờ phạc ủ rũ trong nháy mắt liền rạng rỡ sức sống trong tiếng cãi nhau. Cho nên nói, thiên tính của loài người thật đáng trách, bản chất tò mò ai cũng đều có, tâm lý bất bình thường thích xem ồn ào và chỉ sợ thiên hạ không loạn. Sự việc cãi nhau ở hai chỗ, một chỗ xảy ra trong văn phòng chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân. Và người cãi nhau với người đường đường là chủ tịch một tỉnh, lại không phải là phó chủ tịch thường trực Tần Khản, cũng không phải là ủy viên thường vụ phó chủ tịch Lý Đinh Sơn. Tần Khản và Lý Đinh Sơn đang uống trà nói chuyện trong văn phòng, rất có vẻ dương dương tự đắc mà là phó chủ tịch tỉnh Vương Chi Phu. Vương Chi Phu phân công quản lý xây dựng đô thị, mức đầu tư lớn của tập đoàn Đạt Tài đối với y mà nói không chỉ là một chiến tích dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn là một cơ hội nắm quyền trong tay hiếm có. Một dự án đầu tư 10 tỷ, hiệu ứng phóng xạ và ngành du lịch, ít nhất có thể mang đến hơn 10.000 cơ hội việc làm, cùng với cơ hội trưởng thành của vô số nhà cung cấp nhỏ. Tuy là dự án đầu tư do Lý Đinh Sơn thu hút được, nhưng Phó Chủ tịch tỉnh Lý đối nhân xử thế rộng lượng, hứa hẹn để y phụ trách phần xây dựng cơ bản. Ngụ ý chính là, y chẳng tốn chút công sức nào đã nắm giữ nguồn vốn 1 tỷ mấy, chỉ định nhà cung cấp, phối hợp khắp nơi, tương đương nắm quyền trong tay. Vương Chi Phu sao có thể không tận tâm tận lực xúc tiến dự án của tập đoàn Đạt Tài nhanh chóng thực hiện chứ? Phó Chủ tịch tỉnh Tần cũng gật đầu, hứa chỉ cần Vương Chi Phu phân công quản lý xây dựng đô thị một ngày, chỉ cần dự án tập đoàn Đạt Tài chính thức khởi công, y sẽ có thể lập tức can thiệp vào đó. Một phó chủ tịch tỉnh sử dụng quyền hành chủ quản dự án muốn lên chức rất khó, nhưng đang đương nhiệm, chủ trì dự án công trình to lớn là lợi ích thực tế nhất. Vương Chi Phu tự thấy có đủ tư cách. Ở chỗ có kinh nghiệm với niềm tin chứng minh cụ thể cảm thấy hoàn toàn có thể thuyết phục chủ tịch tỉnh thay đổi chủ ý. Tay cầm một chồng tài liệu tìm đến Tôn Tập Dân. Không ngờ, sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của y, chủ tịch tỉnh Tôn căn bản không cho y có cơ hội giải thích thuyết minh, hơn nữa dường như không có chút hứng thú với tài liệu y dày công chuẩn bị, chỉ lạnh lùng nhưng vẫn không mất uy nghiêm nói với y. Chuyện nhỏ này, đợi sau hãng nói. Tôn Tập Dân có thời gian để ngâm, y lại không có. Dưới tình hình sự này nỉ cầu xin chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân phải suy nghĩ từ đại cục mà nhanh chóng phê chuẩn trả lời không có kết quả, Vương Chi Phu đã phát cáu. Vương Chi Phu tuy chỉ là một phó chủ tịch tỉnh bình thường, nhưng y không hề sợ Tôn Tập Dân, bởi vì tuổi tác của y sắp đến lúc rồi, sắp sửa nghỉ hưu, không có thời gian đợi thêm nữa, cũng không lo sợ Tôn Tập Dân sẽ làm khó dễ y. Sợ cái khỉ gì, không thừa lúc này dịch chuyển một cú, còn đợi cái gì? Qua thời gian mà về hưu, y sẽ chẳng được gì, Tôn Tập Dân có làm khó dễ đi nữa, cũng không đến lượt y. Hơn nữa y lại là người tỉnh tề, bình thường nói chuyện làm việc to giọng lớn tiếng, Tôn Tập Dân chính là cây kim trong bông, Vương Chi Phu trong lúc cấp thiết, nói mấy câu quá lời. Sau khi Tôn Tập Dân đến tỉnh tề, chẳng những nổi tiếng ôn hòa, hơn nữa còn quá sức ôn hòa, bị người khác sau lưng gọi là người tốt. Đương nhiên nói người tốt là từ trái nghĩa. Cộng thêm những sự kiện chính trị của y tại tỉnh Yến ai ai cũng biết, bao gồm tất cả các phó chủ tịch tỉnh trong đó có Vương Chi Phu, đều hơi xem thường Tôn Tập Dân. Xem thường lâu thành ra cho rằng Tôn Tập Dân yếu đuối dễ bắt nạt, lúc nói chuyện làm việc, vô tình để lộ ra thái độ không đủ tôn trọng Tôn Tập Dân. Vương Chi Phu vì thâm niên lớn, lại sắp về hưu nên càng hơi có ý không sợ hãi gì. Nhưng mà hôm nay, Tôn Tập Dân dưới sự ép sát từng bước của Vương Chi Phu, rốt cuộc cũng phát cáu, đập bàn đứng lên. Đồng chí Vương Chi Phu, xin chú ý ăn nói chừng mực, hãy nhận rõ thân phận của mình. Câu nói này trọng lượng cũng đủ nặng, chỉ thẳng việc Vương Chi Phu nhỏ mà phạm thượng, không biết lượng sức mình. Quan hệ giữa Vương Chi Phu và chủ tịch tỉnh Hình Đoan Đài tiền nhiệm không tồi, Hình Đoan Đài biết lôi kéo chân tay hơn Tôn Tập Dân, cũng sáng sủa hơn Tôn Tập Dân nhiều, hơn nữa Vương Chi Phu thực ra trong cái thô lỗ cũng có mặt sáng sủa. Y cho rằng tuy lời của y có thể hơi kịch liệt một chút, thực ra không hề có ý không nể mặt Tôn Tập Dân, không ngờ Tôn Tập Dân lại lấy uy quyền chủ tịch tỉnh ra đè đầu y cũng lập tức nổi đoá lên. Chủ tịch tỉnh Tôn, xin anh tự trọng. Vương Chi Phu vốn dĩ ngồi trên ghế sofa, Tôn Tập Dân đập bàn đứng dậy, y cũng lập tức đứng dậy, không khoan nhượng. Tôi xuất phát từ công tâm, anh lại tư tâm nhất định ngăn chặn dự án của tập đoàn Đạt Tài, đừng cho rằng tôi không hiểu chuyện, nói cho anh biết. Cả tòa nhà tỉnh ủy, ai ai cũng đều rõ anh bất hòa với Phó Bí Thư Hạ, cũng đối đầu với Phó Chủ tịch tỉnh Lý, anh là cố ý tạo nên chướng ngại, lấy việc chung báo thù riêng, chính là nhất định muốn áp chế đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, chỉ lo hận thù cá nhân,
không lấy sự phát triển của nền kinh tế tỉnh Tề làm xuất phát điểm. Vương Chi Phu trong cơn thịnh nộ, từng chữ vạch trần, nói thẳng ra những lời bàn luận riêng tư. Có những lời chỉ có thể nói sau lưng, cứ cho là trong lòng Tôn Tập Dân biết là chuyện gì, nhưng chỉ cần không nói trước mặt, sẽ đều có thể xem như không có gì xảy ra, người trong quan trường, đều có bản lĩnh giấu đầu lòi đuôi này. Nhưng một khi vạch trần, thì gần như đồng nghĩa với việc trở mặt, Tôn Tập Dân có khiêm tốn hơn nữa, có muốn tỏ vẻ ôn hòa hơn nữa, cũng chịu không nổi sự chỉ trách ngay trước mặt của một cấp dưới, huống hồ còn chỉ vào mũi y nói nọ nói kia. Y tức giận run cả người, lấy tay chỉ vào cửa. Vương Chi Phu, mời anh ra ngoài. Vương Chi Phu cũng biết đã nói sai, nhưng nếu bị Tôn Tập Dân đuổi ra ngoài như đuổi một thứ gì, mặt già của y thật sự không biết bỏ vào đâu, liền gân cổ. Hôm nay mà Chủ tịch Tôn không cho tôi lời giải đáp, tôi sẽ không đi. Tôn Tập Dân cũng giận quá rồi, trong lúc thịnh nộ đã lỡ miệng. Được, tôi cho anh một lời giải đáp rõ ràng, chỉ cần tôi còn làm Chủ tịch tỉnh một ngày, thì dự án của tập đoàn Đạt Tài đừng mơ được thông qua từ tay tôi. Được, được, được. Vương Chi Phu giận quá hóa cười, nói liền ba tiếng, quay người bước đi. Chủ tịch tỉnh Tôn, anh nhất định phải nhớ lấy lời anh vừa nói, sau này không được hối hận, cũng đừng không dám thừa nhận. Tôi sẽ phản ánh với tỉnh ủy và trung ương sự độc đoán chuyên quyền của anh. Tôn Tập Dân vẫn chưa nguôi giận. Cứ tự nhiên. Mãi đến khi bóng Vương Chi Phu biến mất ngoài cửa, sự tức giận của Tôn Tập Dân mới bộc ra toàn bộ, một tay ném vỡ cốc trà trong tay. Chỉ có điều y không ngờ tới rằng, Vương Chi Phu trong sự cầu thả có cái cẩn thận, đã thu lại đoạn đối thoại lúc nãy. Mà sau đó không lâu, sự việc thực sự đã lên men. Ngay lúc không ít người chống tai nghe cuộc cãi nhau kinh thiên động địa của Tôn Tập Dân và Vương Chi Phu, Tần Khản đang uống trà nói chuyện cùng Lý Đinh Sơn thả cốc trà xuống, lắc đầu cảm khái nói. Chủ tịch tỉnh Tôn tính tính cũng nóng quá, Vương Chi Phu cũng là phó chủ tịch tỉnh thâm niên cao trong bộ máy chính quyền, sắp về hưu rồi, hà tất cứ khiến cho đồng chí già không rút lui được chứ. Phải tôn trọng người già. Lý Đinh Sơn không tiện nói nhiều, chỉ cười hiểu ý. Tính tình của Vương Chi Phu thật sự cũng hơi nóng, có gì từ từ nói. Tần Khản hiểu ý. Không nói nữa, nào, chúng ta uống trà. Uống trà, uống trà. Lý Đinh Sơn mỉm cười gật đầu, trong lòng không hiểu sao lại hơi nặng nề. Một vụ cãi vã khác, xảy ra ở văn phòng bí thư đảng ủy công an Hà Giang Hải. Vốn là ngay lúc Tôn Tập Dân và Vương Chi Phu vừa cãi nhau, Hà Giang Hải đã nhận được tin nhắn Hoàng Sang Lai âm thầm gửi đến, y do dự một lát, chuẩn bị đến khuyên can, bởi vì y có thể đoán được sau lưng Vương Chi Phu có bút tích của Tần Khản. Hôm nay dù sao cũng không có việc gì. Hà Giang Hải vốn muốn đi tìm Viên Húc Cường bàn chút việc, tính nhúng tay từ bên dưới, làm xong sự việc đới kế thần, không thể để Hạ Tưởng có khả năng trở tay, bởi vì từ đầu đến cuối Hạ Tưởng đều tỏ vẻ quá mức bình tĩnh đối với vấn đề của đới kế thần, khiến trong lòng y có hơi thấp thỏm lo âu, cứ cảm thấy dường như để sót cái gì đó. Nếu là trước đây, y từng có lúc nào chần chừ do dự như thế này. Đều là Hạ Tưởng hại y hiện tại không chỉ cẩn thận dè dặt mọi việc. Còn e sợ đi sai một nước thua cả bàn cơ, thật là buồn bực. Chỗ lợi hại nhất của Hạ Tưởng không phải ở chỗ hắn hùng hổ hăm dọa thế nào, cũng không phải ở chỗ trong các công việc của tỉnh ủy hắn làm khó dễ bao nhiêu, mà là ở chỗ thủ đoạn của hắn khiến người khác khó lòng phòng bị, ở chỗ đường xoay sở của hắn nhiều vô kể, cùng với sự ra tay khiến người khác không thể ngờ đến. Mới vài lần qua lại, Hà Giang Hải đã có chút kinh sợ Hạ Tưởng rồi. Bởi vì y biết Hạ Tưởng chắc chắc sẽ không ngồi yên không để ý đến chuyện đới kế thần, nhưng đối với việc Hạ Tưởng khi nào ra tay và xuống tay ở đâu, y không hề có chút manh mối. Kẻ địch đáng sợ nhất không phải người như Vương Chi Phu khiến người khác liếc mắt một cái đã nhìn thấu được ngay, mà là như Hạ Tưởng, trước giờ vẫn bộ dạng bình tĩnh thong dong, người khiến người khác không nhìn thấu được suy nghĩ thực sự bên trong. Hà Giang Hải cũng biết mỗi người đều có điểm mấu chốt và điểm yếu chính của Hạ Tưởng là Lý Đinh Sơn. Nhưng Hà Giang Hải tạm thời vẫn không muốn động đến Lý Đinh Sơn, không phải là không dám, mà là vẫn chưa đến lúc. Nếu chẳng may khi Hạ Tưởng quá bức bách khiến y không còn đường thối lui, y không loại trừ việc xuống tay với Lý Đinh Sơn. Nghĩ lại ám chỉ của Thủ tướng với y về việc xuống tay với Hạ Tưởng, y lắc lắc đầu, không đến mức vạn bất đắc dĩ, vẫn không muốn động đến một ngón tay của Hạ Tưởng, hậu quả quá nghiêm trọng, y thật sự không gánh vác nổi. Nghĩ nọ nghĩ kia một hồi. Hà Giang Hải đang chuẩn bị đi gặp Viên Húc Cường,
liền nghe thấy tiếng cãi nhau của Tôn Tập Dân và Vương Chi Phu, y thầm giật mình, chẳng lẽ sự đánh trả của Hạ Tưởng đến rồi. Ý nghĩ vừa lóe lên, một người gõ cửa bước vào, là một vị khách không mời mà đến Lục Hoa Thành. Lục Hoa Thành là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an thành phố kiêm cục trưởng cục công an, vừa hay tương ứng với chức vụ của Hà Giang Hải, quan hệ với Hà Giang Hải cũng không tốt mấy, nhưng tuyệt đối không xấu, trong sự việc đới kế thần lần này, lập trường của Lục Hoa Thành và Hà Giang Hải khá hợp nhau, khiến cho Hà Giang Hải rất vui. Việc Lục Hoa Thành đến bất ngờ, Hà Giang Hải cho rằng sự việc đới kế thần có tiến triển mới, còn chưa mở miệng hỏi, câu đầu tiên của Lục Hoa Thành, chính là tạt gáo nước lạnh vào đầu y. Vào lúc xe chuyên dụng của Lục Hoa Thành vừa lái vào tòa nhà tỉnh ủy, thì đã bị Ngô Thiên Tiếu nhìn thấy. Ngô Thiên Tiếu đang chuẩn bị tan tầm, cười báo cáo với Hạ Tưởng. Báo cáo lãnh đạo, thứ nhất, Lục Hoa Thành đã đến tỉnh ủy rồi, chắc chắn là muốn tìm bí thư Hà có lời muốn nói. Thứ hai, tôi muốn tan tầm, đã hẹn với Vương Trạch Nhân, tối nay có hành động. Ngô Thiên Tiếu cố ý nhắc đến cái tên Vương Trạch Nhân trước mặt Hạ Tưởng, Hạ Tưởng tự hiểu dụng ý của Ngô Thiên Tiếu, cười nói. Vương Trạch Nhân, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố. Lãnh đạo sáng suốt, Ngô Thiên Tiếu lập tức nói một lời nịnh bợ, cười ha hả. Đội trưởng Vương là bạn chơi từ nhỏ với tôi, cậu ấy vừa mở miệng là tôi biết sẽ nói cái gì. Gần đây có chút việc nhờ cậu ấy giúp, tên này thích nhất là đi ba, lại bẩm sinh không biết cách đối phó với phụ nữ, mỗi lần đều kéo tôi đi giúp cậu ta làm bia đỡ đạn. Hạ Tưởng khoát tay, hắn không hứng thú với chuyện giữa Ngô Thiên Tiếu và Vương Trạch Nhân, giả vờ không kiên nhẫn nói. Đi đi, đừng dài dòng. Ngô Thiên Tiếu lập tức quay người bước đi, mới đi được hai bước lại đứng lại. Đúng rồi lãnh đạo, Vương Trạch Nhân nói, cục trưởng đới bị oan. Câu này nhìn có vẻ không có tác dụng gì, thực ra là đang âm thầm nhắn nhủ giữa y và Vương Trạch Nhân đang mưu đồ gì, cũng là tiết lộ với Hạ Tưởng, việc y âm thầm can thiệp vào, đã bước đầu có manh mối rồi. Hạ Tưởng dường như không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cứ chuyên tâm sửa chữa bản thảo về phương án điều chỉnh nhân sự, hoàn toàn không có cảm giác về tiếng mưa gió ngoài cửa và tiếng giận dữ của Vương Chi Phu từ hành lang vang đến. Sự việc đã bắt đầu chuyển động rồi, đã bắt đầu, thì sẽ phát ra mà không thể thu lại, công việc giai đoạn đầu hắn đã hoàn tất toàn bộ bố cục, vậy thì kế tiếp, trong mùa mưa thuận gió hòa, Hạ Tưởng hiểu rõ vẫn còn hai việc phải làm, một là im lặng quan sát tình hình tiến triển của bố cục hoàn tất, hai là tiếp tục thúc đẩy bắt đầu một việc khác. Không bao lâu, âm thanh ngoài cửa sổ to lên, trận này nối tiếp trận kia, đập vào cửa sổ kêu đùng đùng. Hạ Tưởng chắp tay đến trước cửa sổ, nhìn cơn mưa lớn ở ngoài đã kết thành một màn dày đặc, mặt đất cũng đọng không ít nước, sâu gần tới cổ chân rồi. Hóa ra mưa từ vừa đến lớn đã chuyển thành mưa bão, nước mưa của thành phố Lỗ, chẳng những nhiều hơn thành phố Yến, còn nhiều hơn cả Tương Giang ở hướng Nam. Thành phố Lỗ mưa sa gió giật. Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm mát mẻ mê người. Nghĩ lại cảnh tối qua ăn cơm nói chuyện ở canteen với Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng vẫn lắc đầu cười, mưu đồ của Chu Hồng Cơ ở tỉnh Tề, chí hướng rộng lớn, hơn nữa tầm mắt của y cũng lâu dài hơn Tôn Tập Dân. Nếu hắn đoán không nhầm, giữa Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân, tuy tạm thời có bất đồng, nhưng một khi gặp phải việc liên quan đến lợi ích căn bản giữa phe phái, sẽ lập tức dắt tay cùng tiến. Trước mắt ít nhất về vấn đề ứng phó thế lực địa phương tỉnh Tề, Chu Hồng Cơ và hắn còn coi như có điểm chung. Trong lúc nói chuyện, Chu Hồng Cơ cũng không toàn kiêng dè sự phân biệt phe phái mang tính nguyên tắc cùng với hắn, nhưng ai cũng sẽ không vì khả năng đối kháng trong ý tưởng mà vứt đi cái bắt tay trước mắt. Có thể nói, một bữa cơm rau dưa ở canteen, ăn rất đáng, rất sâu sắc, vượt qua hiệu quả mong muốn. Càng quan trọng là, trong quá trình ăn cơm, Hạ Tưởng vì Chu Hồng Cơ thích ăn cay, đã mang lên một món rau trộn vị cay ngon miệng. Kế tiếp, chính là xem thủ đoạn của Chu Hồng Cơ. Cũng phải thừa nhận một điểm là, Hạ Tưởng đối với thế cục đằng sau, cũng không phải hoàn toàn nắm chắc, Tôn Tập Dân chính là biến số lớn nhất trong đó, bởi vì hắn hiện tại không có cách nào ảnh hưởng được lập trường của Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân quá thản nhiên, tuy rằng y chắc chắn không đạt được tới cảnh giới như mong muốn người trong quan trường, nếu không có ham muốn không có yêu cầu, thì cứ về nhà bán khoai lang cho xong nhưng Hạ Tưởng vẫn cứ không tìm được điểm yếu của Tôn Tập Dân. Nói cách khác, điều mà Tôn Tập Dân theo đuổi ở tỉnh Tề là kinh nghiệm lý lịch hay là chiến tích. Dù rằng Hạ Tưởng cũng biết từ câu chuyện kể của Lão Cổ, Thủ tướng có ý định kết hợp phe phản đối,
để Tôn Tập Dân nhiệm kỳ ở tỉnh Tề, ngồi cho vị trí chính, nhưng nói thì dễ, thật sự muốn làm. Đâu có dễ gì. Tôn Tập Dân ở tỉnh Yến đã mang tiếng xấu chính trị to lớn, cũng không phải là năng lực y không đủ, cũng không phải y tham ô nhận hối lộ, thực sự là thời vận không tốt, vận làm quan không thông, nhưng tiếng xấu chính là tiếng xấu, bất luận là do nguyên nhân cá nhân mà chủ động gánh lấy, hay là vì nguyên nhân do cái số nó vậy mà bị động gánh lấy, đều như nhau, đều bị ghi vào hồ sơ, đều bị người khác bắt thóp. Tiếng xấu của Tôn Tập Dân rất to lớn, chỗ bẩn rất rõ ràng, nghe nói lúc đầu y được bổ nhiệm ở tỉnh Tề, đã gây ra tranh luận kịch liệt, cũng là thủ tướng trong lúc quan trọng ủng hộ Tôn Tập Dân mới có được bổ nhiệm. Nói đến chuyện Tôn Tập Dân sở dĩ tái nhậm chức thuận lợi, và vừa ra khỏi Bắc Kinh đã là ngai vàng chủ tịch tỉnh, cũng phải cảm ơn việc sắp thành lại hỏng của Diệp Thiên Nam. Chuyện trên đời vẫn thường như thế, thất bại to lớn của Diệp Thiên Nam xúc tiến liên kết của thủ tướng và phe phản đối, cũng gián tiếp thúc đẩy Chu Hồng Cơ ra khỏi Bắc Kinh trước mấy năm, nếu đem toàn bộ nguyên nhân căn bản của nó quy cho sự truy đuổi mãnh liệt của Hạ Tưởng đối với Diệp Thiên Nam, thì dĩ nhiên là gượng ép, nhưng cũng không thể không nói, cũng thực sự có can hệ rất lớn với việc Hạ Tưởng dốc hết sức lật đổ Diệp Thiên Nam. Hạ Tưởng cũng sẽ không phủ nhận, nếu thật sự phải tính lại, những việc hắn đã làm đồng nghĩa là gián tiếp khiến Tôn Tập Dân thu được lợi lớn, tuy nhiên đối với Chu Hồng Cơ mà nói, bước ra khỏi Bắc Kinh trước mấy năm, là tốt hay xấu bây giờ đưa ra kết luận vẫn còn hơi sớm, nhưng có một điều bây giờ đã hoàn toàn có thể nhận định, Chu Hồng Cơ lần này đến tỉnh Tề, đối với Hạ Tưởng mà nói, trong thời gian ngắn, lợi lớn hơn hại. Tỉnh Tề là tỉnh kinh tế mạnh, cũng là tỉnh chính trị lớn, nhậm chức ở tỉnh Tề, từng là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Pháp luật Trung ương và ủy viên, mà căn cứ phán đoán nhậm chức tỉnh ủy tỉnh Tề mấy năm trước, đều có không gian đi lên. Khâu Nhân Lễ thì không cần phải nói, với tuổi tác và thâm niên của y, vào bộ là có lẽ là chuyện sự tình chắc chắn. Vấn đề ở chỗ, trước tháng 11, bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề sẽ thay nhiệm kỳ mới, làm nền tảng cho sự thay nhiệm kỳ của Trung ương năm sau, Khâu Nhân Lễ sẽ tiếp tục đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, hay là vào Bắc Kinh. Đây là ẩn số chưa biết thứ nhất. Nếu Khâu Nhân Lễ vào Bắc Kinh đảm nhiệm chức gì tạm thời không nói, chỗ trống ngai vàng bí thư tỉnh ủy, do ai đảm nhiệm? Tôn Tập Dân không phải không có khả năng, nhưng tính khả năng vô hạn gần bằng không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tôn Tập Dân ra khỏi Bắc Kinh đến tỉnh Tề, cho là sau lưng đã bị tiếng xấu lớn, cũng không hẳn là không có mộng tưởng. Nói là giã bách hợp cũng có mùa xuân, tiếng xấu cũng sẽ có ngày quăng đi hoặc được đánh bóng. Hiển nhiên, mục đích cuối cùng Tôn Tập Dân đến tỉnh Tề là bí thư tỉnh ủy, chỉ cần lên được tỉnh ủy, tiếng xấu sẽ trở thành lịch sử, sẽ chẳng có ai lấy sự cố ở tỉnh Yến ra làm khó Tôn Tập Dân nữa. Giả sử chỉ là giả sử lùi 10.000 bước, Tôn Tập Dân thật sự đảm nhiệm ở bí thư tỉnh ủy, thì chủ tịch tỉnh do ai đảm nhiệm? Tần Khản hiển nhiên là không được, bởi vì tuổi tác của y khiến y mất đi sức cạnh tranh, vậy thì có tư cách cạnh tranh ngai vàng chủ tịch tỉnh chỉ có hai người. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hắn và Chu Hồng Cơ. Theo kế lâu dài, hắn và Chu Hồng Cơ nhất định ở đứng ở phía đối lập. Đương nhiên, từ lập trường của đảng phái chính trị làm xuất phát điểm, Tôn Tập Dân đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, Chu Hồng Cơ đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, là kết quả lý tưởng nhất, nhưng tính khả năng càng bằng không. Một khả năng càng lớn khác là, Khâu Nhân Lễ vào Bắc Kinh, bí thư tỉnh ủy hàng không hoặc điều nhiệm, bộ máy tỉnh Tề sẽ không thay đổi lớn. Bảo đảm tính lâu dài và tính ổn định, tiếp tục đi đến nhiệm kỳ sau. Cũng phải nói lại, còn có một khả năng khác, chính là Khâu Nhân Lễ vẫn ở lại tỉnh Tề, bộ máy tỉnh Tề căn bản không thay đổi, duy trì cục diện hiện có. Nhưng bất luận là kiểu nào, Hạ Tưởng đều rõ một điều, sự hợp tác giữa hắn và Chu Hồng Cơ, nhiều lắm là duy trì được 2 năm. 2 năm, cũng đủ rồi, nếu thời gian 2 năm vẫn không thể mở ra cục diện phân hóa thế lực địa phương, thì nhiệm kỳ của hắn ở tỉnh Tề chính là sự thất bại lớn. Hợp thì lợi, tách ra thì thiệt hại, dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật, cũng là thản nhiên. Nhưng phân tích một vòng, Hạ Tưởng vẫn không hiểu được Tôn Tập Dân rốt cuộc mưu đồ cái trước mắt, hay là suy nghĩ cho lâu dài. Nhưng bất luận là kiểu gì, y đều cần chiến tích, cần có thứ lấy ra được, chứ không phải che giấu bởi ôn hòa và khiêm tốn, rồi chẳng làm nên trò trống gì. Về việc đối đãi với đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, Tôn Tập Dân dĩ nhiên là xuất phát suy nghĩ từ việc bảo vệ lợi ích của Thủ tướng, nhưng cách làm của y vẫn hơi uốn cong thành thẳng, tỉnh Tề có là tỉnh kinh tế mạnh đi nữa, thì 10 tỷ đầu tư cũng không phải là con số nhỏ,
đủ để dẫn tới sự coi trọng cao độ của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, cũng đủ để tác động lợi ích của vô số người, đều muốn chia một phần trong đó, bởi vậy sự tức giận của Vương Chi Phu là có thể lý giải. Lợi ích trước mắt, ai mà chẳng vội. Bây giờ mới chỉ bắt đầu, nếu Tôn Tập Dân cứ tiếp tục dây dưa, sẽ có người càng vội, sẽ có người đối nghịch với y, đồng thời bịa ra chuyện khiến y không yên, bởi vì y có là chủ tịch tỉnh, ngăn chặn đường tiền tài của người khác, cũng sẽ có người liều mạng với y. Tôn Tập Dân không phải là người không có chút trí tuệ chính trị nào, làm việc nhất định phải cân nhắc lợi hại tính toán được mất, y làm như thế, lẽ nào có dụng ý sâu sắc bên trong, mà không chỉ là vấn đề suy nghĩ xuất phát từ việc đứng trên lập trường của Thủ tướng. Bỗng nhiên, trong đầu Hạ Tưởng chạy qua một suy nghĩ mạnh mẽ mà ngang bướng, bởi vì hắn đã bắt được một điểm. Hạ Tưởng bắt được một điểm, Hà Giang Hải vồ được khoảng không. Lục Hoa Thành không mời mà tới. Hà Giang Hải còn cho rằng đến vì việc tốt, vụ án có tiến triển lớn, không ngờ câu đầu tiên sau khi Lục Hoa Thành bước vào là: Bí thư Hà, tôi đến để báo cáo với anh một tiếng, trong cục có một vụ án kinh tế lớn phải phá án trong kỳ hạn, tôi phải làm chủ, sau này vụ đới kế thần, tôi không có thời gian can thiệp rồi. Sao lại? Hà Giang Hải luống cuống, suýt nữa không dám tin vào tai mình. Lục Hoa Thành nói khéo léo, thực ra ý tứ được biểu đạt rất rõ ràng. Về vấn đề đới kế thần, lập trường của y thay đổi lớn. Lục Hoa Thành có phải là quay giáo đánh lại hay không? Hà Giang Hải trước tiên không nghĩ đến, ít nhất Lục Hoa Thành rõ ràng không lầm sẽ không ủng hộ y phủ định toàn bộ đới kế thần nữa. Mất đi sự ủng hộ của Lục Hoa Thành, y sẽ mất đi trợ lực lớn nhất ở Cục Công an thành phố. Vấn đề còn ở chỗ, cách đối nhân xử thế của Lục Hoa Thành có mặt khiến người ta không suy đoán được, bởi vì y hai đầu không đáng tin, Hà Giang Hải liền hỏi: Hoa Thành, có phải là có chỗ khó gì không? Vốn cho rằng Lục Hoa Thành ít nhiều gì cũng giải thích tỉ mỉ vài câu, không ngờ gã tùy ý khoát tay. Không có gì, Bí thư Hà đừng nghĩ nhiều, chính vì tôi phải làm chủ vụ án kinh tế, không lo được hết. Lửa giận của Hà Giang Hải do cuộc cãi nhau của Tôn Tập Dân và Vương Chi Phu mà dồn nén trong bụng phút chốc vì Lục Hoa Thành mà bùng lên. Hoa Thành, có phải Hạ Tưởng cho cậu nhiều ưu đãi không? Câu này hỏi rất không có trình độ, nhưng cũng là Hà Giang Hải tự nhận quan hệ với Lục Hoa Thành cũng coi như gần gũi, nói chuyện bình thường tùy tiện quen rồi, cho rằng sự nổi cáu nửa thật nửa đùa của y không có là gì, không ngờ lại chọc giận Lục Hoa Thành. Cũng khiến bộc phát ra sự xung đột trực diện lần đầu tiên giữa y và Lục Hoa Thành, do đó thúc đẩy thế cục tiếp tục lệch khỏi quỹ đạo y dự đoán, khiến y nếm được quả đắng đầu tiên do Hạ Tưởng đánh trả. 52 thiếu. Tần Khản thức trắng một đêm. Lúc hừng đông, trên tay có một tập thư tố cáo rất dày, ông ta đã chỉnh sửa lại một lần, còn làm tỉ mỉ và cẩn thận hơn 3 phần so với năm đó khi còn là thư ký phải chỉnh sửa văn kiện của Trung ương. Không làm cũng không được, bởi vì chuyện này có quan hệ to lớn, liên quan đến thế cục ở tỉnh Tề có loạn càng thêm loạn hay không, liên quan đến kế hoạch của ông ta có thể thuận lợi thực hiện hay không, liên quan đến những người trước kia làm khó dễ ông ta, coi thường ông ta, đùa cợt ông ta có hay không bị xui xẻo. Ông ta muốn tận mắt nhìn xem, một vài người trước kia luôn vênh váo, tự đắc trước mặt ông ta bây giờ bị khốn cùng như thế nào, chờ đến khi bọn họ sa sút, ông ta sẽ ngẩng cao đầu bước qua trước mặt bọn họ, không thèm liếc mắt lại một cái, thật đúng là hả dạ. Nhưng sự việc thành hay bại, không phải do Khâu Nhân Lễ, cũng không phải do Chu Hồng Cơ, mà toàn bộ đều do duy nhất một mình Hạ Tưởng. Tần Khản cẩn thận dán thư tố cáo lại trịnh trọng đặt ở bên người, thấy bên ngoài trời đã sáng. Là một bầu trời trong xanh đầy nắng ấm, một đêm không ngủ nhưng ông ta vẫn như trước, thể lực dồi dào, không ủ rũ chút nào. Hạ Tưởng, thực sự là một nhân vật rất giỏi, để thế cục tỉnh Tề có biến đổi lớn, người đầu tiên ông ta phải cảm tạ chính là Hạ Tưởng. Tuy nhiên, Tần Khản hiểu rõ, Hạ Tưởng tuy là phó bí thư tỉnh ủy, nhưng kỳ thật, quyền lực rất bị hạn chế, ở trên có bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh kìm hãm, ở dưới lại có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh kiềm chế. Vừa không thể giống như bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, có quyền lực độc lập tự chủ quyết định, vừa không giống như chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, bên trong ủy ban kỷ luật có tính tương đối độc lập, có thể tự mình quyết định. Phó bí thư tỉnh ủy, không thể quá trói lọi che mất vầng sáng quyền lực của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, lại không thể nhúng tay vào công việc của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và sự vụ của các thành phố cấp 3, được phân công quản lý đảng viên và công tác nhân sự, phần lớn là làm công tác nghiên cứu. Ngoại trừ quyền lực nhân sự, phó bí thư tỉnh ủy tuy rằng đứng thứ ba,
nhưng hầu như đều phải bị động tiếp nhận công tác, rất khó có thể chủ động ra tay để mở ra cục diện. Nhưng mặc dù Tần Khản phân tích rất chuẩn xác vị trí và vai trò của Hạ Tưởng, nhưng lại vẫn như cũ tin tưởng Hạ Tưởng chính là chìa khóa quan trọng mở ra cục diện của toàn bộ tỉnh Tề. Suy cho cùng cũng là người trẻ tuổi, có chí tiến thủ, có tính quyết đoán, cũng có thủ đoạn, Tần Khản thấy Hạ Tưởng có thể làm cục diện tỉnh Tề biến đổi lớn mà cảm thấy vui mừng. Đồng thời còn khen ngợi hành động Bắc Cầu quan hệ cùng tác dụng quan trọng của nó, đừng chỉ nhìn vào thế cục trước mắt, quyền chủ động dường như là nằm trong tay Chu Hồng Cơ, nhưng trên thực tế, Hạ Tưởng mới là điểm tựa trọng yếu của toàn bộ thế cục. Đương nhiên, tác dụng của Chu Hồng Cơ cũng vô cùng to lớn, nếu lập trường của Chu Hồng Cơ hướng về Hà Giang Hải, thế cục ở tỉnh Tề vẫn không thể bị phá vỡ, nhưng đó là trước khi Hạ Tưởng đến. Trước khi Hạ Tưởng đến, lập trường của Chu Hồng Cơ rõ ràng là hướng về phía Hà Giang Hải, sau khi Hạ Tưởng đến không lâu, liền lập tức xoay lại chiều gió, bây giờ còn có dấu hiệu liên kết với Hạ Tưởng, đó là chỗ khiến Tần Khản khâm phục Hạ Tưởng. Một nhân vật có tố chất lãnh đạo xuất sắc, không nhất định đòi hỏi phải tự làm mọi việc, không nhất định lúc nào cũng phải biểu lộ ra quyền uy cao ngất trời, anh ta chỉ cần đứng giữa làm điểm tựa trung gian đủ sức kết dính hợp tác là được. Nói cách khác, thế lực khắp nơi đều lấy anh ta là trung tâm vận chuyển, lấy anh ta làm cầu nối, như vậy, anh ta chính là mấu chốt duy nhất có thể lay động được thế cục. Tần Khản nhớ tới cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Lý Đình Sơn, cùng với chuyện phát sinh cãi nhau ở tỉnh ủy, lại thêm một đêm mưa sa gió giật, ông ta liền mỉm cười. Thời tiết hôm nay không tồi, vừa vặn trải qua mưa gió thử thách ngày hôm qua, vàng thau lẫn lộn, có phải hay không nên để lộ ra một chút chân tướng. 10 giờ sáng, thành phố Lỗ triệu tập cuộc họp nghiên cứu vấn đề của đới kế thần. Sau khi Viên Húc Cường nghe bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng Lục Hoa Thành tường thuật lại tỉ mỉ kết quả điều tra, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải tiếp nhận sự thật, nhận định đồng chí đới kế thần không phải chịu trách nhiệm lãnh đạo đối với chuyện Trần Thu Đống tự sát. Không chấp nhận sự thật cũng không được, tham gia làm việc có tổng cộng 5 người, bí thư thành ủy Viên Húc Cường, thị trưởng Lý Đồng, phó bí thư thành ủy Hải Sùng Dương, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Hòa Cải Lợi, bí thư đảng ủy công an thành phố Lục Hoa Thành. Theo Viên Húc Cường suy đoán, ít nhất sẽ có 3 người ủng hộ lập trường của gã, không nghĩ đến Lục Hoa Thành trước kia vốn nhận định đới kế thần có vấn đề giờ lại đổi giọng phủ nhận, nói đới kế thần hoàn toàn vô tội. Kể cả thị trưởng Lý Đồng và một vài lãnh đạo thành ủy chủ chốt đều đồng thanh ủng hộ kết luận của Lục Hoa Thành. Viên Húc Cường cảm thấy rất nhức đầu, gã đúng là nhân vật số 1 ở thành ủy, hơn nữa lại còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng uy vọng của gã ở bên trong thành ủy chẳng những không cao, ngược lại danh tiếng còn có chút không tốt, được thôi, điều quan trọng chính là, gã cũng sắp phải lui ra, hiện tại cũng không còn dũng khí đối nghịch với một vài ủy viên thường vụ thành ủy cấp cao nữa. Gã lui ra cũng chẳng sao, nhưng còn có rất nhiều dòng chính còn cần phải tiếp tục lăn lộn đi lên ở thành phố Lỗ, gã để lại một đường lui, sau này gặp lại cũng tốt. Mặc dù Viên Húc Cường rất rõ Hà Giang Hải muốn đánh cho đới kế thần một gậy chết tươi, nhưng tình thế hiện tại mạnh mẽ hơn người, gã chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy nhiên, gã vẫn muốn tìm một bậc thang đi xuống. Hoa Thành, đồng chí đới kế thần rõ ràng là không có liên quan gì. Cục công an thành phố lúc ấy sao lại có thể phán đoán sai lầm, làm oan uổng đồng chí đới kế thần? Là phương diện công tác nào bất lực? Viên Húc Cường đương nhiên biết chuyện Lục Hoa Thành và Hà Giang Hải trở mặt cãi nhau, quan hệ giữa gã và Hà Giang Hải rất mật thiết, do vậy đương nhiên muốn tìm Lục Hoa Thành đòi lại một ván, có quyền lực mà không dùng, hết hạn sẽ không còn tác dụng nữa. Vốn tưởng rằng Lục Hoa Thành sẽ phải giải thích vài câu. Không ngờ câu trả lời của Lục Hoa Thành lại khiến cho Viên Húc Cường phải hối hận sao vừa rồi lại hỏi như vậy. Bí thư Viên, tôi đang muốn báo cáo một chút nguyên nhân vấn đề đó là. Lục Hoa Thành là người dứt khoát, hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm đến cùng, mới đầu vốn nghĩ muốn để cho mọi chuyện được yên ổn, không muốn vô lễ, nhưng Viên Húc Cường lại tỏ ý chế giễu, muốn ra mặt thay cho Hà Giang Hải, y liền trực tiếp tung ra đối sách. Theo điều tra, là do Phó Cục trưởng thành phố Chu Trấn Ba điều tra sai phương hướng, tôi chính thức đại diện đảng ủy đề nghị thành ủy, trước tạm thời đình chỉ công tác đồng chí Chu Trấn Ba, điều tra xác minh chân tướng sự việc, đòi lại công bằng cho đồng chí đới kế thần. Phó Bí thư thành ủy Hải Sùng Dương vốn đang nghĩ hội nghị dường như không có chuyện gì, sẽ kết thúc, đang cầm chén trà đưa lên miệng, bỗng chốc dừng lại động tác ở giữa không trung, mở to hai mắt nhìn về phía Lục Hoa Thành, nghĩ thầm Lục Hoa Thành có hứng thú. Muốn ăn miếng trả miếng, tuyệt sẽ không chấp nhận chịu thua thiệt,
nháy mắt đã khai đao với người của Hà Giang Hải. Có dũng khí, chẳng những có dũng khí, hơn nữa còn thật sự là một kẻ tiểu nhân so đo tính toán. Chu Trấn Ba chẳng những là dòng chính do Hà Giang Hải một tay đề bạt, nghe nói còn là một người được tín nhiệm nhất trong những thân tín của Hà Giang Hải, là cơ sở ngầm đắc lực nhất ở Cục Công an thành phố của Hà Giang Hải. Chu Trấn Ba ở Cục Công an thành phố đứng thứ ba, đứng sau Lục Hoa Thành và Phó Cục trưởng Thường Trực, là một nhân vật có quyền lực ở Cục Công an thành phố, có quan hệ bình thường với Lục Hoa Thành. Lục Hoa Thành giơ cao thanh đao chém xuống trên đầu anh ta, chưa nói anh ta sẽ nổi trận lôi đình, mà chính là Hà Giang Hải cũng sẽ tính toán trọn vẹn với Lục Hoa Thành. Nếu vừa rồi khi thảo luận vấn đề của đới kế thần, không khí bên trong còn vô cùng thoải mái và hữu hảo, thì khi Lục Hoa Thành vừa nói ra lời này, không khí bên trong liền lập tức trở nên căng thẳng. Đến ngay cả Lý Đồng cũng hơi hơi nheo mắt lại, có chút khó hiểu và khó có thể tin. Ngược lại, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Hòa Cải Lợi, vẻ mặt ung dung, thậm chí, trong ánh mắt còn để lộ ra ý cười. Viên Húc Cường sợ run trong chốc lát, sau mới tức giận nói. Đồng chí Hoa Thành, chỉ trích một phó cục trưởng không phải là chuyện nhỏ, anh không nên hành động theo cảm tính. Gã tức giận không nhỏ, thầm mắng Lục Hoa Thành quả nhiên là một kẻ ba phải, loại người gì, hợp tác không được liền trở mặt ngay lập tức, chân trước vừa bước ra, chân sau đã đặt điều, thật là quá thủ đoạn. Lục Hoa Thành bình tĩnh như thường, đưa ra một tập tài liệu. Bí thư viên, chưa điều tra xác thực thì không có quyền lên tiếng, tôi làm việc theo lẽ công bằng. Sao anh vừa mở miệng đã nói tôi hành động theo cảm tính? Tôi có chứng cứ trong tay, chứng minh đồng chí Chu Trấn Ba vu cáo hãm hại đồng chí đới kế thần, lấy chuyện công trả thù riêng, vấn đề nghiêm trọng. Vừa dứt lời, mọi người đều không ngờ tình hình bỗng chốc trở nên phức tạp, chẳng những khiến không khí càng thêm căng thẳng, cũng lập tức làm cho tình hình vượt qua khỏi vòng kiểm soát, đừng nói đến Viên Húc Cường, ngay chính cả Lục Hoa Thành cũng không ngờ sự việc lại trở nên như thế này. Ý định ban đầu của Lục Hoa Thành chỉ là dung cây dọa khỉ, mượn chuyện của Chu Trấn Ba cảnh cáo Hà Giang Hải rằng y không dễ bị bắt nạt, đối xử khách sáo hơn với y một chút. Nói thực lòng, tuy rằng Lục Hoa Thành e ngại vì chuyện giả mạo tuổi tác mà bị thẩm tra, làm ảnh hưởng tiền đồ, nhưng y cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với Hà Giang Hải. Y sẽ thu tay lại đúng lúc, đợi sau khi đả kích danh tiếng của Chu Trấn Ba, sẽ thu tay, cũng khiến cho Chu Trấn Ba sau này ở Cục Công an thành phố ngoan ngoãn hơn một chút. Đừng có không nghe lời như vậy, phải xin chỉ thị báo cáo công tác nhiều hơn một chút đối với nhân vật số một như y. Nhưng Lục Hoa Thành tuyệt đối không ngờ là, y vừa mới châm lửa đã lập tức có người thả pháo, hơn nữa còn là đại pháo long trời lở đất. Bí thư Lục nói đúng, đồng chí Chu Trấn Ba chẳng những lấy quyền mưu tư, mượn chuyện công trả thù riêng, còn có vấn đề kinh tế nghiêm trọng, Ủy ban kỷ luật nhận được thư tố cáo, nói đồng chí Chu Trấn Ba tham ô nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ. Sai khiến thủ hạ dọa nạt, bắt bí thương ra vùng khác, làm cho công ty kinh doanh hợp pháp bị phá sản đóng cửa. Hiện tại người thương gia đó còn đang bị nhốt trong trại giam, không chỗ nào giải oan, Ủy ban kỷ luật đã chuẩn bị bắt tay vào điều tra việc này. Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Hòa Cải Lợi thuận thế tiếp lời Lục Hoa Thành, tiếng nói rất nhẹ và rất nhạt, hơn nữa lời nói của ông ta rất tự nhiên tiếp nối lời của Lục Hoa Thành, giống như trước đó đã cùng thương lượng kỹ lưỡng với Lục Hoa Thành. Câu nói đó khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, kể cả Lục Hoa Thành. Đầu tiên, Lục Hoa Thành cảm thấy vô cùng khó hiểu, như thế nào vừa muốn ngủ đã có người đưa gối đầu, quan hệ giữa y với Hòa Cải Lợi rất bình thường, như thế nào lại thuận nước đẩy thuyền giúp y một phen. Sau đó suy nghĩ kỹ lại, không khỏi hoảng sợ, gay rồi, làm sao Hòa Cải Lợi có thể giúp y, căn bản chỉ là mượn gió bẻ măng kéo y xuống nước, là thuận thế đẩy y một cú, khiến y hoàn toàn trở mặt với Hà Giang Hải. Thật đúng là một chiêu ác độc, trong lòng Lục Hoa Thành vừa lo vừa sợ, vội vàng muốn giải thích vài câu, y bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không cần phải hoàn toàn đối địch với Hà Giang Hải. Không ngờ, y còn chưa kịp mở miệng, thị trưởng Lý từ đầu đến giờ vốn không nói lời nào lại chậm chạp lên tiếng, một câu nói, lại như một trái bom. Vấn đề mà hai đồng chí Hoa Thành và Cải Lợi vừa đề cập đến, quả thực tôi cũng đã được nghe không ít đồng chí từng phản ánh. Dưới sự công kích mạnh mẽ, thành phố Lỗ Trung Quy không thể may mắn thoát khỏi, thế cục ở tỉnh Tề chuyển biến rất lớn, trở thành thành phố thứ hai bị điều chỉnh sau khi Ngũ Nhạc trở thành thành phố thứ nhất bị tỉnh ủy Hạ Nhát Đao điều chỉnh nhân sự đầu tiên. Chẳng qua, khác với Ngũ Nhạc hoàn toàn bị động ứng chiến đó là, thành phố Lỗ dù sao cũng là thành phố cấp phó tỉnh, sau khi xuống nước,
chẳng những có năng lực vật lộn sóng gió, còn có tư cách tiếp tục tham chiến, thậm chí ở một mức độ nhất định, còn có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu của toàn cục. Tỉnh ủy. Trong phòng làm việc của Bí thư tỉnh ủy, đang tổ chức hội nghị công việc bí thư, đề tài thảo luận chủ yếu là xem xét bản dự thảo phương án điều chỉnh nhân sự. Tham gia hội nghị bao gồm Bí thư tỉnh ủy Khâu Nhân Lễ, Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, Phó Bí thư tỉnh ủy Hạ Tưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lưu Đắc Ích và Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực. Hạ Lực vẻ mặt mệt mỏi tựa như thiếu ngủ, mà Lưu Đắc Ích lại đối lập rõ rệt, tinh thần sáng láng, tinh lực dư thừa. Còn Tôn Tập Dân cùng Hạ Tưởng thì vẫn giống như mọi ngày, nhìn không ra có điểm gì khác thường, nhưng nếu quan sát kỹ, thì có thể thấy được, vẻ thản nhiên của Hạ Tưởng là thật còn Tôn Tập Dân thản nhiên là giả, bởi vì trong ánh mắt ông ta, đôi lúc lại hiện lên một chút mờ mịt. Đúng vậy, là nhân vật số 2 ở tỉnh Tề, đường đường chủ tịch của một tỉnh, trong ánh mắt lại hiện lên chút gì đó mờ mịt, khẳng định là rất không bình thường, là biểu hiện thiếu tự tin. Nhưng nói trở lại, dường như từ sau khi Tôn Tập Dân nhậm chức ở tỉnh Tề, thì chưa từng biểu lộ ra mặt tự tin của mình. Ngoại trừ, lần quá mức uốn cong thành thẳng đối với dự án của tập đoàn Đạt Tài, ở những vấn đề khác, cũng chưa hề bày tỏ thái độ mạnh mẽ, cũng không biết hôm nay họp hội ý về vấn đề nhân sự, Chủ tịch tỉnh Tôn có thể hay không vì tranh thủ lợi ích cho mình mà mạnh mẽ, cứng rắn lên một lần. Trước khi triệu tập cuộc họp, ở tỉnh ủy đã trải qua hai trận cãi vã, hậu quả để lại sau đó là, Thành ủy thành phố Lỗ đã đưa ra kết luận cuối cùng đối với vấn đề của đới kế thần. Cộng thêm một loạt sự kiện phát sinh sau đó, trong lòng tất cả mọi người đang ngồi đây đều hiểu rõ ràng, cũng tin tưởng thế cục ở tỉnh Tề, biến đổi rồi lại biến đổi, từ lúc hoa mắt khi trước đến bây giờ đã lộ ra tia sáng kỳ dị, chẳng ai dám khẳng định sau này còn phát sinh cảnh tượng kinh người nào nữa. Bởi vì mọi người đều biết rằng, hiện tại ở tỉnh Tề đang tồn tại hai nhân tố không yên ổn, đó là Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ. Hạ Tưởng thì không cần phải nói, chiến tích huy hoàng, một đường qua ải chém tướng, vô số người đã thảm bại mà lui về ở trước mặt hắn, tên hắn dường như đồng nghĩa với bốn chữ trăm trận trăm thắng. Mặc dù hoàn cảnh ở tỉnh Tề càng ngày càng phức tạp, gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, nhưng với thực lực của Hạ Tưởng, cho dù không thể giành được thắng lợi, cũng vẫn hoàn toàn đủ sức để tự bảo vệ mình. Nếu như nói là một người yên ổn trong số những nhân tố bất ổn, thì Chu Hồng Cơ là một người không an phận nhất trong số các nhân tố bất ổn, bởi vì những gì Chu Hồng Cơ đã làm, khiến rất nhiều người xem không hiểu, cũng cân nhắc không ra, ngoại trừ Hạ Tưởng. Không ít người nghĩ rằng, tỉnh Tương năm đó, mới chỉ có một Hạ Tưởng, một lực lượng hậu bị, cũng đã nổi lên một trận gió táp mưa sa, hiện nay ở tỉnh Tề, ngoại trừ một lực lượng hậu bị Hạ Tưởng, còn có thêm một lực lượng hậu bị là Chu Hồng Cơ, thì sao có thể không quậy cho long trời lở đất. Mấu chốt đó là Chu Hồng Cơ chỉ mới bắt đầu ra khỏi thủ đô, địa phương này chính là trạm dừng chân thứ nhất trên con đường chính trị của anh ta không lộ rõ thanh danh, không tận tình thi triển thủ đoạn ở tỉnh Tề mới là lạ. Có người có chút trí tuệ chính trị, cũng tự cho là mình hiểu thấu được thiên cơ, cho rằng Trung ương đồng thời để cho hai lực lượng hậu bị đến tỉnh Tề, bề ngoài, hai lực lượng hậu bị này tỏ ra là hai phe đối nghịch nhau, nhưng kỳ thật chỉ là để mê hoặc thế lực bản địa ở tỉnh Tề. Lúc đầu nhìn như là hai phe đối lập, sau lại đột nhiên liên kết, chính là để đánh cho thế lực bản địa ở tỉnh Tề trở tay không kịp. Sau đó phân chia, đàn áp, cuối cùng đạt đến mục đích cao nhất chính là làm tan rã thế lực bản địa. Cũng có người cho rằng, là do cấp trên tính toán sắp đặt toàn bộ cục diện. Do vậy thế lực bản địa ở tỉnh Tề sớm muộn cũng sẽ bị sụp đổ, mà Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ chỉ là hai quân cờ được phái xuống, nhằm thực hiện ý đồ chính trị của cấp trên. Trên thực tế, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ đã sớm đạt được nhận thức chung, hai người đều không có một chút ý niệm đối lập. Có rất nhiều phỏng đoán đối với Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, cách đối đãi của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ đối với những lời bàn luận sau lưng này cũng không giống nhau. Hạ Tưởng duy trì trầm tĩnh, lặng lẽ và khiêm tốn, hoàn toàn phù hợp với thân phận của một phó bí thư tỉnh ủy. Quả thật, Hạ Tưởng sau khi nhậm chức ở tỉnh Tề, mặc dù có rất nhiều chuyện đều do hắn đứng sau lưng, nhưng hắn lại chưa từng lộ diện, cách làm khác một trời một vực so với khi ở tỉnh Tương. Nói đi thì phải nói lại, những gì Hạ Tưởng làm nhất định phải phù hợp với bổn phận của một phó bí thư tỉnh ủy. Mà phương pháp làm việc của Chu Hồng Cơ ở tỉnh Tề lại hoàn toàn giống với thủ đoạn vốn có của Hạ Tưởng, mạnh mẽ, dứt khoát, hợp tác với quy mô lớn, lại còn nhằm đúng vào lúc thủ tướng đến thị sát mà ngang nhiên ra tay, hoàn toàn xây dựng một hình tượng mạnh mẽ, cứng rắn của anh ta ở tỉnh Tề.
Thậm chí, còn có người cho rằng, Chu Hồng Cơ cùng với Hạ Tưởng đều có tính xâm lược, đều có lực phá hoại, hoặc cũng có thể nói, là đều có cách nhìn tương đồng. Nhưng điều mà không ai đoán được chính là, lần họp hội nghị công việc bí thư này, Hạ Tưởng sẽ ngang nhiên ra tay, khơi mào một trận chiến khác. Lúc hắn đang được triệu tập đến họp hội nghị công việc, thì ở trong ủy ban kỷ luật, Chu Hồng Cơ cũng tổ chức họp hội nghị thường vụ, tuyên bố một quyết định trọng đại bậc nhất. Hành động giống như là để phối hợp với Hạ Tưởng tại hội nghị công việc bí thư, Chu Hồng Cơ ở ủy ban kỷ luật hoạt động trong một phạm vi to lớn, khiến cho người khác phải khiếp sợ. Sau khi Khâu Nhân Lễ phát biểu, Tôn Tập Dân cũng không nói gì, chỉ miệt mài mở tài liệu ra xem, quyền phát ngôn liền chuyển tới trên người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không tràng giang đại hải, chỉ nói đơn giản. Phương án của ban tổ chức cán bộ, tôi bước đầu cũng đã xem qua, có khả thi hay không, tôi không có ý kiến, trước hết phải tiếp thu ý kiến của quần chúng, tốt nhất vẫn nên nghe ý kiến của các vị lãnh đạo trước rồi nói sau. Có một điểm cần phải chỉ ra đó là, công tác của đồng chí Liêu Đắc Ích khẳng định có giá trị. Hạ Tưởng tỏ thái độ nước đôi thế nào cũng được, Liêu Đắc Ích liền nâng tầm mắt, âm thầm quan sát phản ứng của Khâu Nhân Lễ. Quyền quyết định phương án điều chỉnh nhân sự cuối cùng đương nhiên nằm trong tay của bí thư tỉnh ủy, tiếp đó, với tư cách sơ thẩm, ý kiến của Hạ Tưởng cũng tương đối quan trọng. Mà Tôn Tập Dân tuy rằng là chủ tịch tỉnh, xếp hạng còn ở trên Hạ Tưởng, nhưng trong việc điều chỉnh nhân sự, bình thường chủ tịch tỉnh cũng chỉ lo lắng người mình tiến cử, mà không hề phản đối người do bí thư tỉnh ủy đề cử. Quyền điều chỉnh nhân sự là quyền lực lớn nhất trong tay bí thư tỉnh ủy, không cho phép người khác tranh giành. Liêu Đắc Ích ổn định lại tâm trạng, sau đó thao thao bất tuyệt nói một loạt những lời khách sáo, không ngoài những việc như dựa theo điều lệ đề bạt cán bộ, mặt khác cũng nghe theo ý kiến của quần chúng, lại căn cứ kinh nghiệm và năng lực của mỗi người, chú trọng cho từng cán bộ phát huy hết tài năng của mình. Ban tổ chức cán bộ luôn luôn chọn người theo đúng khả năng, thực hiện phương châm, chính sách chọn người hiền tài, đúng theo tinh thần đề bạt cán bộ của đồng chí Khâu Nhân Lễ. Cuối cùng tuyển lấy ưu tú trong ưu tú, tinh trong tinh. Bước đầu đề ra danh sách cán bộ được đề bạt và giao lưu ở các thành phố cấp 3, mời các vị lãnh đạo tỉnh ủy xem xét, ước chừng cứ nói như vậy hơn 10 phút. Trong lúc tham luận, Khâu Nhân Lễ khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành, Tôn Tập Dân cẩn thận lắng nghe, thái độ nghiêm chỉnh, Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, làm như cân nhắc, chỉ có Hạ Lực là tỏ thái độ khiêm tốn chăm chú lắng nghe. Cũng khó trách, trong số mấy người ngồi đây, Hạ Lực là ủy viên thường vụ duy nhất xếp hạng dưới Liêu Đắc Ích. Liêu Đắc Ích nói xong, Tôn Tập Dân từ trước đến giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng bỗng nhiên nói một câu. Đồng chí Hạ Lực nói quan điểm của mình một chút. Vốn cũng là lúc Hạ Lực phải phát biểu, Hạ Lực không hiểu tại sao Tôn Tập Dân phải để tâm làm chuyện thừa, chỉ đích danh anh ta lên nói. Nhưng hiển nhiên, ông ta không đạt được hiệu quả như mong muốn bởi vì ngoại trừ Liêu Đắc Ích hơi hơi kinh ngạc, Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng cũng không có biểu hiện gì, thậm chí ngay đến cả Hạ Lực cũng chỉ khẽ gật đầu với Tôn Tập Dân. Phương án của ban tổ chức cán bộ cân nhắc tương đối toàn diện, một số đồng chí được đề cử, cũng khá phù hợp với tình trạng hiện nay, cũng sát với kế hoạch phát triển của tỉnh Tề. Theo phương diện chung mà nói, điểm xuất phát rất chính xác, tuy nhiên, ý kiến của cá nhân tôi có lẽ còn có điểm chưa chính xác, xin mời trưởng ban Liêu đưa ra ý kiến. Ai cũng tưởng trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực trước mắt sẽ ra sức phụ họa ý kiến của Khâu Nhân Lễ hoặc Hạ Tưởng, không ngờ. Trong lúc chủ tịch tỉnh và phó bí thư còn chưa phát biểu ý kiến, anh ta đã đưa ra ý tưởng của mình, cũng rất có ý vị sâu xa. Ai nấy cũng biết, nếu trưởng ban thư ký tỉnh ủy không được bí thư tỉnh ủy ngầm cho phép, gần như sẽ là không có quyền lên tiếng. Tôn Tập Dân cũng không tồi, không tỏ ra kinh ngạc, Liêu Đắc Ích lại nheo mắt, theo vô thức liếc Hạ Tưởng một cái, sau đó liền cảm thấy bực bội. Lạ thật, sao ông ta không nhìn sắc mặt của bí thư mà ngược lại? Lại đi nhìn sắc mặt của phó bí thư. Hạ Lực nói tiếp, giọng điệu rất khiêm tốn. Cái nhìn của tôi chưa chắc đã chính xác, chỉ là đưa ra một ý nghĩ, giống như thả con săn sắt, bắt con cá rô. Sau khi đưa ra quan điểm cơ bản, anh ta mới đề xuất ba kiến nghị. Thứ nhất, điều chỉnh nhân sự ở Ngũ Nhạc, theo tôi được biết và tiếp xúc trực tiếp ở địa phương, đồng chí Lâu Hân Đông thích hợp tiếp nhận chức vụ thị trưởng hơn, có tính kế tục hơn. Mặt khác, tôi cho rằng, đồng chí Ôn Tử Kỳ cũng thích hợp đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an, thông qua sự kiện của Lỗ Thành Lương. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trong quá trình xử lý sự việc, đồng chí Ôn Tử Kỳ đã biểu hiện đầy đủ năng lực công tác.
Ban tổ chức cán bộ tiến cử hai đồng chí khác nhưng cá nhân tôi cho rằng, hai đồng chí trên thích hợp hơn. Thứ hai, việc điều chỉnh để cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Lỗ đồng chí Hòa Cải Lợi đảm nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, dường như cũng rất không thỏa đáng. Nếu tôi nhớ không nhầm, đồng chí Chu Hồng Cơ có tiến cử một người khác, ban tổ chức cán bộ nếu muốn tiến cử người vào ủy ban kỷ luật, tốt nhất nên gặp mặt chủ nhiệm Chu trước. Tôi ngược lại cho rằng, đồng chí Hòa Cải Lợi khá thích hợp đảm nhiệm bí thư thành ủy giao lưu. Thứ ba, đề cử phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Đàm Trác Vận làm bí thư thành ủy giao lưu, có phải rất không thích hợp hay không? Lúc Hạ Lực nói được phân nửa, Liêu Đắc Ích trong lòng tức giận, thầm mắng Hạ Lực chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chỉ là một trưởng ban thư ký tỉnh ủy, lại dám coi mình giống như một lãnh đạo tỉnh ủy sao? Thật đúng là một kẻ tiểu nhân nịnh hót, một lần mà đưa ra ý kiến với cả đám người, ở tỉnh ủy, đâu có phần để anh ta nói chuyện. Trong thời đại ngày nay, trưởng ban thư ký mới được ngồi nói chuyện ở đây chứ nếu như là thời xưa, chỉ là một tên sư gia, đâu có thể lên mặt. Tuy là nói như thế, Liêu Đắc Ích cũng không dám sơ suất, bởi vì, ông ta biết rõ, ba kiến nghị mà Hạ Lực đưa ra, phía sau dẫu không phải là Khâu Nhân Lễ thì cũng là ý của Hạ Tưởng. Nhưng rốt cuộc là ai, thì ông ta không chắc chắn, bởi vì không rõ Hạ Lực nói ra chủ ý của ai, mới khiến ông ta sốt ruột phát cáu. Thật sự là chuyện lạ trong năm. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy vốn chỉ là người phát ngôn cho bí thư tỉnh ủy, nhưng hiện tại, ai cũng biết, quan hệ giữa Hạ Lực và Hạ Tưởng rất mật thiết, mà Khâu Nhân Lễ cũng một mực phớt lờ, chính là một trong những hiện tượng kỳ quái khiến người khác không hiểu được ở tỉnh Tề. Lúc Hạ Lực nói xong, Liêu Đắc Ích còn chưa kịp mở miệng phản bác, Hạ Tưởng đã lên tiếng chuyển đề tài ngoài dự đoán của mọi người. Đúng rồi, thiếu một chút thì quên, thư kiểm điểm của đồng chí Liêu Đắc Ích còn đang nằm trong tay tôi. Hiện tại có phải nên đệ trình lên bí thư hay không? Liêu Đắc Ích giống như bị người ta đánh một gậy sau lưng, thoáng cái đã sợ ngây người. Thế vẫn chưa hết, Khâu Nhân Lễ cũng không hiểu vì sao mà lại đề cập tới một chuyện khác. Về việc đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, Tập Dân, phía chính phủ nghĩ thế nào? Tôn Tập Dân tim đập thình thịch, được lắm, Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ cuối cùng đã ra tay rồi. Họ không ra tay thì thôi, đã ra thì là đòn kép. Hoàn toàn khác với bầu không khí dao động bất định trong cuộc họp công việc bí thư đó là, hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh vừa bắt đầu Chu Hồng Cơ đã hoàn toàn kiểm soát được thế cục, còn ép lệnh truyền chí không thể không cúi đầu nhượng bộ. Đề tài thảo luận của hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh có 3 mục, thứ nhất là xem xét các tài liệu tổng hợp do ủy ban kỷ luật thành phố Ngũ Nhạc đệ trình về việc cục trưởng cục muối vụ thành phố Ngũ Nhạc Tiết Mậu bị nghi ngờ lạm dụng chức quyền phạm tội. Trước đó, Ủy ban kỷ luật thành phố Ngũ Nhạc đã áp dụng những biện pháp cần thiết, bắt giam Tiết Mậu. Thứ hai là về hành vi vi phạm kỷ luật, phá rối kỷ cương xây dựng một loạt biệt thự trái phép của cục muối vụ. Phó cục trưởng Giải Thiếu Hải đã nhận tội, cần thiết phải bắt giam Giải Thiếu Hải và tiếp tục điều tra sâu hơn về vấn đề phạm tội của cục trưởng cục muối vụ Thang Thế Thành. Thứ ba là phân công công tác cho vài phó bí thư trong ủy ban kỷ luật, cần thiết phải điều chỉnh một chút. Dự định phân công đồng chí Đàm Trác Vận quản lý mảng hậu cần và bảo vệ. Cả ba đề tài thảo luận đều thể hiện sự phân tán thế lực của Hà Giang Hải. Lệnh truyền chí đè nén ngọn lửa giận, đảo mắt một lượt qua từng gương mặt ủy viên ủy ban kỷ luật, quyết định trong chính hội nghị hôm nay sẽ làm cho Chu Hồng Cơ lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Thật là quá quát, dứt khoát là điều chỉnh nhằm vào riêng bí thư Hà, chẳng khác gì cưỡi lên đầu lên cổ tác oai tác quái. Một người từ nơi khác đến mà cũng dám kiêu ngạo làm càn như vậy, thật là không biết trời cao đất rộng là gì. Đề tài thảo luận đầu tiên, bởi vì thành ủy, ủy ban kỷ luật thành phố Ngũ Nhạc đã đi đến thống nhất, nộp lên để ủy ban kỷ luật tỉnh xem xét, thảo luận cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Ủy ban kỷ luật tỉnh thường sẽ không phủ định kết luận của ủy ban kỷ luật thành phố, vì thế lệnh truyền chí không thể mở miệng phản đối, nó được thông qua một cách thuận lợi. Đề tài thứ hai lại liên quan đến lợi ích căn bản, bởi vì cục muối vụ tỉnh là nguồn lợi chủ yếu của Hà Giang Hải. Lệnh truyền chí đã đưa ra không ít ý kiến phản đối, cố lật ngược lại quyết định của Chu Hồng Cơ. Nhưng y lại phát hiện ra nỗ lực của mình chỉ là phí công vô ích, Chu Hồng Cơ không những đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa chỉ cần dùng một tập tài liệu là đã có thể chặn họng y. Là lời khai của Giải Thiếu Hải. Lệnh truyền chí tưởng là Giải Thiếu Hải ít nhất cũng có thể chống đỡ được một thời gian. Đủ để cho người ta nghĩ cách để cứu gã ra. Không ngờ Giải Thiếu Hải lại quá ăn hại, vừa bị bắt chưa lâu đã khai từ đầu đến cuối không thiếu điều gì,
thậm chí còn cắn cả Thang Thế Thành. Thực ra điều lệnh truyền chí không hiểu đó chính là, cũng không thể trách Giải Thiếu Hải quá sợ hãi, thật sự là Chu Hồng Cơ quá mạnh tay. Đừng thấy Chu Hồng Cơ chưa từng đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, không có kinh nghiệm thẩm tra vụ án, nhưng y lại rất biết cách dùng kế đánh vào tâm lý. Y đích thân ra mặt làm hầu hết các công đoạn vừa đấm vừa xoa, phá tan toàn bộ phòng tuyến tâm lý của Giải Thiệu Hải, ép gã tiết lộ rất nhiều nội tình. Lệnh truyền chí nói rất nhiều nhưng lại bị một câu của Chu Hồng Cơ chặn họng. Bí thư lệnh sau này nên xem xét kỹ càng lời khai của đồng chí Giải Thiếu Hải. Theo như y nói thì trước khi Tư Mã Bắc lẩn trốn đã nhận được một cuộc điện thoại bí mật của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Còn về người gọi là ai, mặc dù Giải Thiếu Hải đã nói ra tên nhưng tôi vẫn không tin lắm. Lệnh truyền chí lập tức chết đứng ngay tại chỗ, không nói nổi dù chỉ một câu. Chu Hồng Cơ quả nhiên lợi hại, quả nhiên rất cao tay, thủ đoạn rất sắc bén, chỉ trong một câu mà dẹp yên tất cả. Đề tài thảo luận thứ ba là đẩy Đàm Trác Vận một trong hai người tài giỏi của thế lực họ Hà trong hệ thống ủy ban kỷ luật ra ngoài, khiến phó bí thư Đàm vốn đang được phân công quản lý một bộ ngành quan trọng trong nháy mắt liền bị tống sang một bên. Đàm Trác Vận đương nhiên sẽ không lên tiếng. Mình là thành viên kỳ cựu của bang bán đảo, Chu Hồng Cơ phải nể mặt phần nào, phải trực tiếp đấu lý với Chu Hồng Cơ. Lệnh truyền chí đương nhiên cũng nói chuyện với Đàm Trác Vận, đồng thời dưới sự lôi kéo của y. Cũng có vài ủy viên thường vụ khéo léo nói đỡ cho Đàm Trác Vận. Trong khoảng thời gian ngắn không khí của hội nghị thường vụ chuyển thành phát triển theo hướng không có lợi cho Chu Hồng Cơ. Lệnh truyền chí và Đàm Trác Vận thoáng nhìn nhau. Hai người quen biết đã nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là có thể kín đáo thống nhất với nhau. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải ngăn không cho ba đề tài thảo luận của Chu Hồng Cơ được thông qua, nhất định phải cho y thua một ván. Nếu không quyền lực của y tại ủy ban kỷ luật sẽ càng ngày càng lớn. Sẽ có dấu hiệu ban đầu của việc nắm giữ toàn cục. Thắng bại quyết định ở chiêu này. Trong số hơn 10 ủy viên thường vụ, hiện nay đã có gần 10 người có chung lập trường với lệnh truyền chí, cũng chứng minh được địa vị vững chắc, không thể bị lung lay của lệnh truyền chí ở ủy ban kỷ luật. Hai vấn đề thảo luận đầu tiên thì đề tài của ủy ban kỷ luật thành phố Ngũ Nhạc chỉ nói lướt qua. Giải Thiếu Hải khai ra vấn đề về cục muối vụ tỉnh là chuyện ván đã đóng thuyền, ai muốn phản đối cũng không có lý do. Nhưng vấn đề thảo luận thứ ba, tất cả đều thấy bí thư Chu có chút vô cớ gây rối, có vẻ kiếm chuyện gây sự. Bí thư Đàm xử lý công việc của mình rất tốt, tại sao lại muốn đẩy gã sang một bên? Sở dĩ tất cả đồng thanh bảo vệ Đàm Trác Vận là bởi vì mọi người đều có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bây giờ không dựa vào lý lẽ mà cố gắng bảo vệ Đàm Trác Vận thì chẳng khác nào không bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình. Vì thế tiếng phản đối đồng thanh ở hội nghị thường vụ là hết sức bình thường. Tất nhiên nó cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán của Chu Hồng Cơ. Chu Hồng Cơ vẫn điềm tĩnh như bình thường, vô cùng bình tĩnh mà thản nhiên nhìn từng người phát biểu. Bầu không khí lúc này càng ngày càng kịch liệt, dưới sự dẫn dắt của lệnh truyền chí, dần dần có dấu hiệu không khống chế được. Nếu để nó cứ thế phát triển tiếp, không loại trừ khả năng sẽ thành một lần đánh dẹp y. Y cuối cùng cũng tung ra ngón đòn sở trường ác hiểm nhất. Đồng chí Đàm Trác Vận. Dưới đòn đánh dẹp của mọi người, Chu Hồng Cơ vẫn thể hiện một vẻ mặt rất điềm tĩnh tĩnh và ung dung. Thật không dễ dàng, nếu đổi lại là những lãnh đạo thông thường thì sớm đã cảm thấy không còn mặt mũi nào, nói không chừng đã bỏ đi rồi. Thực ra đề nghị của tôi không phải là đặc biệt có ý nhắm vào anh. Tôi xử lý sự việc chứ không phải nhằm vào người nào, còn về lý do tại sao thì trong lòng ông là rõ nhất. Đàm Cao Vận không hiểu gì, liền giận dữ đáp lại. Xin lỗi, chủ nhiệm Chu, tôi nghĩ không ra, cũng không tiếp nhận được. Thật sự không nghĩ ra. Thái độ Chu Hồng Cơ rất ôn tồn, thậm chí còn tươi cười, khiến cho người ta cảm thấy thâm sâu khó lường, không biết y đang tính toán điều gì. Xin chủ nhiệm Chu cứ nói thẳng, có gì nói nấy, đưa ra lý do để mọi người đều tâm phục khẩu phục. Đàm Trác Vận lúc này rất vững tâm. Có sự ủng hộ của lệnh truyền chí, có sự phụ họa của gần 10 ủy viên thường vụ trong ủy ban kỷ luật, y còn không thẳng thắn đường hoàng mà giành lấy lợi ích của mình thì đúng là thằng ngốc. Nhưng mọi việc sau đó đã chứng minh, y đúng là một thằng ngốc không hơn không kém, bị Chu Hồng Cơ từng bước dẫn vào bẫy, làm con gà thí mạng trong kế giết gà dọa khỉ của Chu Hồng Cơ. Làm gà cũng chẳng sao, nhưng sự thật chứng minh y còn là một con gà nhút nhát. Nếu như lý do không đầy đủ, thì cứ coi như chủ nhiệm Chu nhất định muốn điều chỉnh việc phân công công tác của tôi cũng nhận nhưng quyết không phục.
Đàm Trác Vận lại nhấn mạnh thêm một câu, tỏ thái độ bi thương lấy lùi để tiến. Quả nhiên cách làm của y đã giành được càng nhiều sự ủng hộ của các ủy viên thường vụ. Có hai người vừa nãy không biểu lộ thái độ gì giờ cũng nói vài câu rất hàm xúc, tỏ rõ lập trường ủng hộ Đàm Trác Vận. Có thể nói, hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật lúc đó không thể nói là hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng tiết tấu đã không nằm trong tay Chu Hồng Cơ nữa. So với hai đề tài vừa được thông qua một cách thuận lợi trước thì đề tài thứ ba liệu có thực sự trở thành thất bại của Chu Hồng Cơ? Chu Hồng Cơ đứng trước tiếng phản đối đồng thanh chưa từng có của toàn bộ ủy viên thường vụ, không những không hoảng loạn mà còn có một cảm giác vui sướng vì đã nắm đại cục trong tay. Y không khỏi nhớ tới bữa tối lần trước cùng với Hạ Tưởng ở căng tin tỉnh ủy, đó thật sự là một bữa ăn có ảnh hưởng rất sâu đậm. Tin tức mà Phó Bí Thư Hạ tiết lộ là điểm mấu chốt của thắng lợi cuối cùng mà y đã dày công sắp đặt. Y cố gắng thở đều đặn, thu lại nụ cười trên gương mặt, vẻ bi thương và nặng nề ngay lập tức bao phủ lên đó. Các đồng chí, tôi rất đau lòng. Vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, cùng với giọng điệu đột nhiên trầm xuống của Chu Hồng Cơ thực sự khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Điều còn kinh ngạc hơn vẫn ở phía sau. Tôi vốn xuất phát từ lòng yêu quý đồng chí Đàm Trác Vận, muốn để anh ta lui ra một cách yên ổn, phát huy những gì còn lại cho ủy ban kỷ luật. Tấm lòng đó của tôi không ai hiểu cho thì thôi, lại còn bị nghi ngờ, cho rằng tôi cố ý gây chuyện. Các đồng chí, tôi xin lấy tính đảng làm đảm bảo, tôi Chu Hồng Cơ tuyệt đối không phải là người công tư không phân minh, không phân biệt nổi phải trái đúng sai. Chu Hồng Cơ nói năng có khí phách, ánh mắt sáng ngời lướt qua từng gương mặt ủy viên thường vụ, bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay, ném tập tài liệu lên bàn đến, bốp, một tiếng, sau đó quay lưng bước đi. Đồng chí Đàm Trác Vận che giấu tuổi tác, bóp méo sơ yếu lý lịch, năm nay đã có tuổi rồi nhưng lại khai giảm tuổi, sai lệch tận 7 năm. Đồng chí Đàm Trác Vận, anh hãy tự đi mà giải thích với tỉnh ủy. Tôi mặc kệ. Chu Hồng Cơ đóng sầm cửa lại mà đi, bỏ lại tất cả các ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật trong phòng ngơ ngác nhìn nhau cùng với Đàm Trác Vận đang tái xám cả mặt mày. Không giống với cách làm nhanh chóng gọn ghẽ của Chu Hồng Cơ là, cùng lúc đó, trong hội nghị công việc bí thư vẫn đang tiếp tục, phương pháp của Hạ Tưởng lại là trong bông có kim. Chỉ có điều, kim của hắn quá lớn, quá nhọn hơn một chút, đâm đến nỗi ngực Liệu Đắc Ích đau đến co rút lại, suýt nữa thì che mặt mà chạy. Mà thủ đoạn của Khâu Nhân Lễ thì lại là lấy uy thế ép người, dựa vào quyền uy của người đứng đầu tỉnh ủy để can thiệp, trực tiếp đè đầu cưỡi cổ Tôn Tập Dân. Hơn nữa đều có thể nhìn ra, Hạ Tưởng đằng trước, Khâu Nhân Lễ phía sau. Một người nhằm vào trưởng ban tổ chức cán bộ, một người nhằm vào chủ tịch tỉnh, phối hợp vô cùng ăn ý, điều họ muốn chính là hoàn toàn nắm gọn đại cục trong tay. Vốn dĩ Hạ Tưởng nhắc đến bản kiểm điểm của Liêu Đắc Ích trước, nhìn có vẻ là để hỏi Liêu Đắc Ích nhưng thực chất là để xin chỉ thị của Khâu Nhân Lễ. Mà Khâu Nhân Lễ hỏi Tôn Tập Dân sau đó, càng không tiếp lời Hạ Tưởng. Vì thế Liêu Đắc Ích không dám dành trả lời trước. Chỉ có thể đợi sau khi Tôn Tập Dân trả lời câu hỏi của Khâu Nhân Lễ xong thì y mới có thể mở miệng. Liêu Đắc Ích trong lòng tê dại, miệng khô rát, cổ họng đắng chát. Bây giờ y mới biết dụng ý thật sự của Hạ Tưởng lúc cố ý đòi bản kiểm nghiệm của y là gì. Giỏi lắm một bí thư hạ vừa trẻ trung xông xáo, một bí thư hạ trong nhu có cương. Liêu Đắc Ích mặc dù oán thầm nhưng lại biết cửa ải hôm nay vô cùng khó khăn, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, lại sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Làm sao bây giờ, y gần như hốt hoảng. Liêu Đắc Ích hốt hoảng lo sợ, Tôn Tập Dân cũng rối như tơ vò. Y chưa chuẩn bị tâm lý một chút nào, dù thế nào cũng không thể ngờ Khâu Nhân Lễ sẽ mở miệng hỏi về vấn đề dự án của tập đoàn Đạt Tài ở cuộc họp hội ý về điều chỉnh nhân sự. Nhưng bí thư chính là bí thư, hàm nghĩa của việc chủ trì công tác toàn diện là y muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì, đều có thể nhúng tay vào. Bởi vì tỉnh Tề do y quản lý, bao gồm cả chủ tịch tỉnh. Tuy rằng cũng là lãnh đạo chủ chốt, nhưng dù sao cũng chỉ là bậc dưới mà thôi. Trong lúc Tôn Tập Dân thất thần, lại nhớ đến câu hỏi vừa nãy của Hạ Tưởng, không khỏi thở dài trong lòng. So với Khâu Nhân Lễ, kinh nghiệm chính trị của y kém hơn không ít, Tôn Tập Dân cũng biết, cửa ải hôm nay thật khó vượt qua. Hạ Lực im lặng không nói, cúi đầu, cố gắng coi như không nhìn thấy mọi việc đang xảy ra. Nhưng cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Làm sao có thể coi những chuyện đang xảy ra ngay trước mắt như không thấy. Cũng may các nhân vật chính trị đều đã quen với lớp mặt nạ của riêng mình. Hơn nữa trong tình thế bây giờ, một trưởng ban thư ký tỉnh ủy như y xếp hạng thấp nhất, quyền lực cũng yếu nhất,
vì bảo vệ quyền uy của lãnh đạo, cho dù là làm bộ cũng phải làm. Không có cách nào, đại quản gia tỉnh ủy, bởi vì cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh ủy nhiều nhất nên biết được nhiều tin nội tình nhất. Y cũng nhìn rõ mồn một sự bất hòa và mâu thuẫn giữa các lãnh đạo, đều phải giữ trong lòng, bí mật trong lòng là nhiều nhất. Nếu như không thể làm được như mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, sau đó giữ mồm giữ miệng thì sau khi y giữ chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, về cơ bản liền đoạn tuyệt với con đường quan trường. Đều nói trưởng ban thư ký tỉnh ủy dễ thăng chức nhưng thật ra mọi việc tiến có hai mặt của nó, có lợi tất phải có hại. Bởi vì đã nhìn thấy nhiều đủ loại hậu trường giữa các lãnh đạo, thậm chí là những chuyện bẩn thỉu, tiền lệ về việc trưởng ban bí thư tỉnh ủy bị qua cầu rút ván cũng không ít. Mặc dù tốt xấu cũng là ủy viên thường vụ, nhưng nếu như tỉnh ủy muốn hủy một trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì cũng không phải là việc quá khó. Từ những năm trước, bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Thành Tùng còn thiếu chút nữa là hủy luôn chức trưởng ban thư ký do Tống Chiêu Độ đảm nhiệm khi đó. Hạ Lực vẫn luôn lấy việc này làm tài liệu mặt trái để nhắc nhở bản thân. Bởi vì y tự biết mình không có sức nín nhịn và nghị lực như Tống Chiêu Độ, càng không có sự may mắn có thể khôi phục địa vị như Tống Chiêu Độ. Ba đề nghị y đề xuất hôm nay là kết quả sau khi tổng hợp ý kiến của hai người một trưởng một phó là Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng, nói chính xác hơn thì về cơ bản là thể hiện ý đồ của Hạ Tưởng. Bởi vì ý đồ của Khâu Nhân Lễ đa phần không thể biểu lộ tại cuộc họp mà sẽ thể hiện một cách cụ thể trong bản sửa chữa phương án điều chỉnh nhân sự sau đó. Khâu Nhân Lễ nắm trọn đại cục, tầm mắt của y chỉ có thể dồn vào nhân vật số 1, số 2 của một số thành phố cấp 3 quan trọng. Hạ Tưởng ngoại trừ việc ngầm gợi ý ba điều trên, còn có chiêu gì cụ thể tiếp theo thì Hạ Lực cũng không thể biết. Vì thế lúc y nghe thấy Hạ Tưởng bỗng nhiên đề cập đến bản kiểm điểm của Liêu Đắc Ích, chợt bất ngờ, thiếu chút nữa vỗ trán thầm khen ngợi. Bởi vì y gần như quên hẳn chuyện bản kiểm điểm, hơn nữa cho dù có nhớ ra thì cũng tuyệt đối không nói ra trong cuộc họp. Hành động này của Hạ Tưởng nhất định là có dụng ý to lớn, cũng phải thừa nhận là một chiêu tài tình. Về việc Khâu Nhân Lễ đột ngột hỏi Tôn Tập Dân, bởi vì có Hạ Tưởng ra đòn tuyệt vời trước đó, ngược lại không thấy tài tình như vậy nữa. Trên thực tế Khâu Nhân Lễ nhất thời nảy ra ý cũng tốt, mà ngầm giấu giếm chiêu trò xoay sở cũng không sao, hỏi câu này cũng là một đòn tài tình. Hạ Lực cũng không thật hiểu rõ điểm xuất phát của sự cứng rắn của Tôn Tập Dân trong vấn đề tập đoàn đạt tài rốt cuộc là gì. Y tuy cúi đầu nhưng lại vểnh tai lên nghe Tôn Tập Dân trả lời như thế nào. Thật ra trong lòng Tôn Tập Dân cũng đang quay cuồng, đúng thế, nên trả lời câu hỏi của Khâu Nhân Lễ như thế nào. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, mặc dù cũng biết rõ Khâu Nhân Lễ hỏi như vậy chắc chắn là còn có chiêu gì ẩn đằng sau. Tuy rằng nói tỉnh ủy can thiệp quá nhiều vào việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không hay lắm nhưng đầu tư của tập đoàn đạt tài là chuyện lớn. Coi như là Khâu Nhân Lễ trực tiếp mở miệng muốn để tỉnh ủy làm chủ đạo sau đó giơ tay cướp dự án trong tay đi thì y cũng không thể làm gì được. Bộ máy chính quyền đang bố trí chủ tính chung một cách toàn diện, nghiên cứu một cách nghiêm túc, sẽ cố gắng nhanh chóng đưa ra phương án. Dù sao con số đầu tư của tập đoàn đạt tài cũng không phải là nhỏ, thận trọng một chút dù sao cũng tốt hơn. Tôn Tập Dân không trả lời trực tiếp mà chỉ lập lờ, vòng vo tam quốc. Y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng Khâu Nhân Lễ sẽ tiếp tục truy hỏi đến cùng về thời hạn. Không ngờ sau khi nghe xong Khâu Nhân Lễ chỉ thản nhiên, ồ, lên một tiếng, lại bỏ qua chủ đề tập đoàn đạt tài, quay về vấn đề bản kiểm điểm của Liêu Đắc Ích. Hạ Tưởng không nói thì tôi cũng thực sự quên mất việc này. May mà tất cả đều ở đây, bản kiểm điểm nộp lên cũng tốt, để tôi xem nhận thức của đồng chí Liêu Đắc Ích có sâu sắc hay không. Liêu Đắc Ích vừa nãy còn ngẩng đầu quan sát sắc mặt mọi người, bây giờ cũng cúi đầu giống Hạ Lực, xấu hổ không chịu nổi. Dù sao cũng ngàn vạn lần xin đừng biến thành đại hội đọc diễn cảm bản kiểm điểm của y. Nếu như Khâu Nhân Lễ đột nhiên nổi hứng, nhất định bắt y đọc thì thật chẳng còn mặt mũi nào nữa. Y còn nghĩ đến chuyện có quyền phát ngôn trong việc điều chỉnh nhân sự, còn nghĩ đến chuyện kiên quyết đề bạt thế lực dân bản xứ và dòng chính của mình ư. Ra mặt cho dù dày đến đâu cũng phải thấy xấu hổ. Cũng may, Khâu Nhân Lễ chỉ nhận bản kiểm điểm từ tay Hạ Tưởng, chỉ xem lướt rồi để sang một bên, không nói tốt cũng không nói xấu, lại quay về vấn đề chính. Tiếp theo tiếp tục thảo luận về bản dự thảo phương án điều chỉnh nhân sự. Tôn Tập Dân, nói xem, có ý kiến gì không? Tôn Tập Dân vốn chuẩn bị một phương án riêng của mình cho việc điều chỉnh nhân sự ngày hôm nay. Trong thời cơ điều chỉnh nhân sự quý báu này, thân là chủ tịch tỉnh,
là nhân vật số 2 của tỉnh ủy, nếu không sắp xếp người thuộc dòng chính của mình vào đó sẽ bị người khác chê cười. Mặc dù nói ra thì y vừa mới đến tỉnh Tề dòng chính rất ít, nhưng cũng có không ít cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên ở các thành phố chủ động đến làm thân. Đều có tấm lòng bồi dưỡng cán bộ, cho dù đó có phải là thân tín hay dòng chính hay không, chỉ cần được anh đề bạt, đều rất cảm kích anh. Ai cũng muốn làm người tốt, muốn tự mình trao gửi ân tình. Tôn Tập Dân thực sự đã chuẩn bị dành ít nhất 4-5 vị trí. Chỉ có điều, vừa bắt đầu đã bị câu hỏi bất ngờ của Khâu Nhân Lễ làm xáo trộn khí thế đã ấp ủ từ lâu, khiến trong nháy mắt tâm trạng tốt của y đã tiêu tan. Mà khí thế của Lưu Đắc Ích cũng bị Hạ Tưởng dập tắt thẳng thừng, khiến nhận thức chung mà y và Lưu Đắc Ích thống nhất trước khi vào cuộc họp rất khó tạo thành thế phối hợp chặt chẽ. Tôn Tập Dân hơi mất nhuệ khí, có những lúc sau khi khí thế tụt xuống muốn nâng lên cũng rất khó. Nhưng vấn đề đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng không thể không nêu ra, chủ yếu là đứng trước vấn đề liên quan đến lợi ích quan trọng, sao có thể lơ là. Chung quy vẫn nên nêu vài nét khái quát ý kiến của y. Lúc Tôn Tập Dân đưa ra ý kiến, không những Lưu Đắc Ích lấy bút ra ghi chép một cách cẩn thận mà Khâu Nhân Lễ cũng đánh dấu ghi chép trên bản thảo phương án, dụng tâm nhớ kỹ ý kiến của Tôn Tập Dân. Bất luận là thật tâm hay giả vờ, ít nhất thái độ của y cũng khiến Tôn Tập Dân cảm thấy mình được coi trọng. Hạ Thưởng cũng âm thầm gật đầu, Khâu Nhân Lễ bây giờ đã chín chắn lên rất nhiều so với lúc hắn mới quen, trí tuệ chính trị lại càng thêm sáng suốt. Sau đó liền đến lượt Hạ Tưởng phát biểu ý kiến. Điều nằm ngoài dự đoán chính là Hạ Tưởng không phát biểu thêm bất cứ ý kiến nào nữa, mà chỉ nói một cách đơn giản. Bản thảo phương án còn có một số chỗ chưa được hoàn thiện lắm, suy xét thiếu chu toàn. Sau hội nghị mời đồng chí Lưu Đắc Ích sau khi tiến hành sửa chữa sẽ nộp lại. Còn về ba vấn đề mà đồng chí Hạ Lực đưa ra, trên nguyên tắc tôi tán thành nhưng về vấn đề bổ nhiệm đồng chí Đàm Trác Vận thì tôi có quan điểm giống với đồng chí Đắc Ích. Ngoài dự đoán, không thể nào ngờ tới, tâm trạng Lưu Đắc Ích vốn u ám bỗng nhiên sáng bừng lên. Y kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong lòng không rõ Hạ Tưởng nói thật hay đang gài bẫy. Nhưng lại nghĩ, đã nói công khai trước mặt mọi người, Hạ Tưởng lại đường đường là một phó bí thư tỉnh ủy, sao có thể nói bừa. Thời cơ không thể để vuột mất, y liền vội vàng tiếp lời. Hạ Tưởng nói rất đúng, đồng chí Đàm Trác Vận trẻ trung giàu sức sống, kinh nghiệm công tác phong phú. Anh ta đảm nhiệm thành ủy giao lưu thực sự là kết quả khảo nghiệm nhiều phương diện của ban tổ chức cán bộ. Trẻ trung giàu sức sống, Hạ Tưởng gần như muốn bật cười nhưng vẫn phải nén lại. Hắn không tiếp lời nói Lưu Đắc Ích mà nhìn về phía Khâu Nhân Lễ. Khâu Nhân Lễ giơ tay xem đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa, hội nghị hôm nay dừng ở đây. Đồng chí Lưu Đắc Ích căn cứ vào tinh thần hội nghị, mau chóng đưa ra phương án đã được sửa đổi. Tinh thần hội nghị, kỳ thật hội nghị cũng không đạt được tinh thần gì, nhưng đã nói ra rồi thì Lưu Đắc Ích cũng không thể mở miệng hỏi nhân vật số một tinh thần của hội nghị là gì, như thế là một việc làm quá ngu ngốc. Ý của nhân vật số một sẽ có đường truyền đạt đến ban tổ chức cán bộ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Buổi hội nghị hôm nay cũng không phải là không có kết quả gì, Lưu Đắc Ích ít nhất cũng hiểu rõ được một điểm, đó là đề nghị vừa nãy của Hạ Lực dường như là ý đồ của Khâu Nhân Lễ. Còn có một điều khiến y thấy may mắn, đó là vấn đề bản kiểm điểm đã được bỏ qua, y đã vượt qua cửa ải mà không gặp nguy hiểm, dù là sợ hãi vô cùng, đó cũng là một chuyện tốt. Lưu Đắc Ích thu dọn đồ đạc, đợi Khâu Nhân Lễ đi trước. Không ngờ đợi rất lâu mà Khâu Nhân Lễ vẫn ngồi yên. Ánh mắt dừng lại trên bản dự thảo, trông như phát hiện ra châu lục mới. Y đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lưu Đắc Ích một câu. Đắc Ích, đồng chí Đàm Trác Vận, trẻ trung, giàu sức sống. Sơ yếu lý lịch của Đàm Trác Vận cho thấy năm nay là 52 tuổi, ở tuổi 52 đảm nhiệm chức thành ủy thì không thể nói là trẻ trung khỏe mạnh. Đương nhiên, ban tổ chức vì đề cao cán bộ muốn đề bạt, thường xuyên dùng phương pháp phóng đại, đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bí thư tỉnh ủy đặc biệt có ý hỏi như vậy liền có ý nghĩa sâu sắc. Lưu Đắc Ích chớp mắt mấy cái, vẫn chưa nghĩ ra cách để trả lời. Thư ký thứ nhất tỉnh Tề, người luôn ghi lại nội dung cuộc họp Ấn Tiểu Bạch bỗng nhận được một tin nhắn. Y nhìn thoáng qua, gương mặt liền biến sắc, lập tức đứng dậy đi về phía Khâu Nhân Lễ nói thầm vài câu. Sắc mặt Khâu Nhân Lễ thay đổi rõ rệt, giơ tay ném tập tài liệu ra trước mặt Lưu Đắc Ích, giận dữ nói. Trẻ trung. Giàu sức sống. Một người trẻ trung khỏe mạnh giấu giếm tuổi thật của mình. Đồng chí Lưu Đắc Ích, bản kiểm điểm của anh viết còn hay hơn hát,
chỉ trong nháy mắt là lại phạm lỗi. Anh là thực sự nhận thấy được sai lầm trong công việc đề bạt Trần Thu Đống, hay chỉ là đối phó mà thôi? Về kiểm điểm kỹ càng hơn đi, đừng có làm thêm những chuyện rắc rối nữa. Khâu Nhân Lễ nổi giận đùng đùng bỏ đi, để lại Tôn Tập Dân với vẻ mặt kinh ngạc và Liêu Đắc Ích đang vô cùng sợ hãi. Tôn Tập Dân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Liêu Đắc Ích cũng vậy. Ánh mắt cầu cứu của anh ta hướng về phía Tôn Tập Dân, thấy Tôn Tập Dân vô cùng ngỡ ngàng, lại nhìn về phía Hạ Tưởng. Ấn Tiểu Bạch thấy thế vội nói nhỏ bên tai Hạ Tưởng mấy câu. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, đợi Ấn Tiểu Bạch vội vã đi theo Khâu Nhân Lễ rồi, hắn mới khẽ gật đầu với Tôn Tập Dân rồi nói với lờ đi. Trưởng Ban Liêu, anh làm việc qua loa quá, đầu tiên là đề bạt Trần Thu Đống, kết quả đều thông qua việc bổ nhiệm của hội nghị thường vụ thì lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng là chơi gái, là kiểm tra nhầm. Bây giờ lại đề bạt đồng chí Đàm Trác Vận, còn nhất định thêm vào trẻ trung giàu sức sống, kết quả thì... Hạ Tưởng đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều đang giỏng tai lên nghe, bao gồm cả Tôn Tập Dân cũng ngồi thẳng người, vô cùng tò mò và khó hiểu nhìn về phía Hạ Tưởng. Không chỉ Tôn Tập Dân và Liêu Đắc Ích không biết đã xảy ra chuyện gì, mà ngay đến Hạ Lực cũng bị cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến cho mù mịt, không biết rốt cuộc là chiêu đòn của Khâu Nhân Lễ hay Hạ Tưởng, rốt cuộc là thủ đoạn gì. Hạ Tưởng nói chân thành. Vừa nãy tại hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật, đồng chí Đàm Trác Vận vì việc che giấu tuổi tác, làm giả lý lịch bị phát hiện, đã chính thức làm kiểm điểm với hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật và quyết định rút khỏi tất cả các chức vụ. Hả? Liêu Đắc Ích bỗng nhiên đứng bật dậy, cực kỳ sợ hãi, bởi vì bất chợt lao lên quá mạnh nên suýt chút nữa gãy lưng, lại ngã xuống sofa, trợn mắt há hốc mồm, cả khuôn mặt xám ngoét. Từ góc độ thản nhiên nắm giữ đại cục trong tay để xem xét, Khâu Nhân Lễ hoàn toàn xứng đáng là người đứng vị trí số một tỉnh Tề. Mặc dù trong 2 năm đảm nhiệm y cũng không có hành động gì, dường như luôn khiêm tốn và âm thầm tích lũy kinh nghiệm, nhưng phải là người thật sự hiểu rõ Khâu Nhân Lễ mới có thể biết rằng y thật ra vẫn luôn luôn âm thầm sắp xếp bố cục. Khi Tôn Tập Dân đến Bắc Kinh đã nhắc nhở bản thân trước, nhất định không được xem thường Khâu Nhân Lễ, vì Khâu Nhân Lễ không phải là một nhân vật bình thường. Nhưng sau khi đến tỉnh Tề, thấy sự nhân nhượng và ôn hòa của Khâu Nhân Lễ, y vẫn không tránh khỏi có chút khinh thường Khâu Nhân Lễ đã nhượng bộ quá mức. Mặc dù y cũng sử dụng một số sách lược mềm mỏng, nhưng bởi vì y có tiếng xấu bên trong, hơn nữa cũng chỉ là chủ tịch tỉnh, lại thêm việc xuất thân hoàn toàn khác xa với một Khâu Nhân Lễ của thế lực gia tộc thế, nhưng mãi đến tận bây giờ, đến lúc cảnh tượng rõ rành rành đang diễn ra ngay trước mắt, tim y mới đập thình thịch kinh hãi, lần đầu tiên từ trong tâm khảm nảy sinh sự cung kính cảm phục với Khâu Nhân Lễ. Bởi vì y thật sự cảm nhận được sự cao siêu trong thủ đoạn của Khâu Nhân Lễ. Nó không những đạt trình độ tuyệt diệu tài tình, mà còn thu được hiệu quả đem người khác đùa bỡn trong tay Liêu Đắc Ích. Đầu tiên bị Hạ Tưởng tung ra vấn đề bản kiểm điểm làm cho đầu óc choáng váng, sau đó lại bị Hạ Tưởng lợi dụng một cách thành công việc đề bạt Đàm Trác Vận, biến y thành tên ngốc. Tiếp sau đó, Khâu Nhân Lễ lật lọng, ném thẳng Liêu Đắc Ích xuống bùn đen. Thật là một màn kịch lớn nhiều màu sắc đua nhau xuất hiện. Được tính toán tỉ mỉ, rất ngoạn mục, quả nhiên là ngoạn mục đến nỗi ai cũng phải trầm trồ. Tôn Tập Dân không kìm nổi thầm lớn tiếng khen hay. Nhưng sau khi trầm trồ khen hay thì trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Sự khinh thường lúc trước của y với Khâu Nhân Lễ xem ra vẫn là vì sự nông cạn của chính bản thân mình, còn Khâu Nhân Lễ thật là sâu sắc khó lường. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, từ góc độ bày mưu tính kế, không lộ chút sơ hở nào mà nói thì Hạ Tưởng mới chính là người có sức ảnh hưởng và trí tuệ chính trị số một tỉnh Tề. Cũng chính việc Hạ Tưởng tới đây mới khiến cho Khâu Nhân Lễ như hổ thêm cánh. Lại bởi vì Hạ Tưởng phát hiện điểm can thiệp một cách chuẩn xác mà nhạy bén mới giúp Khâu Nhân Lễ kịp thời nắm chắc hết cơ hội này đến cơ hội khác, sau đó ra tay quyết đoán. Nhờ có vậy mới trong vài hiệp đã thay đổi 180 độ từ hình tượng ôn hòa ngày trước thành mạnh mẽ, cứng rắn. Không có Hạ Tưởng thì sẽ không có Khâu Nhân Lễ hôm nay, càng không có sự tự tin nắm gọn tất cả trong tay của Khâu Nhân Lễ. Hạ Tưởng so với lúc ở tỉnh Yến càng chín chắn, càng có trí tuệ chính trị cao siêu mà không tì vết hơn. Bởi vì lúc trước Hạ Tưởng là xung phong phía trước, còn hiện nay hắn đã ngồi vững trên vị trí, lợi dụng trọn vẹn tất cả những điểm yếu và nhu cầu của người khác để phục vụ cho mình. Không thể không nói, Hạ Tưởng càng ngày càng có tiềm năng và tố chất lãnh đạo. Ánh mắt Tôn Tập Dân liên tục chớp động, đồng thời trong lòng cũng muôn phần cảm thán, cũng mơ hồ lo lắng cho lập trường sau này của y ở tỉnh Tề.
Hội nghị công việc kết thúc, Khâu Nhân Lễ diễn vai mặt đỏ, Hạ Tưởng diễn vai mặt trắng. Còn Liêu Đắc Ích cuối cùng bị một trận phê bình gay gắt, xối xả vào mặt và còn bị giảm bớt quyền phát ngôn hơn nữa. Quyền uy của trưởng ban tổ chức cán bộ bị hạ thấp đến mức thấp nhất trong lịch sử. Phe phái của Hà Giang Hải sau khi chịu một loạt đòn tiến công tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh kế, lại bị chấn thương nghiêm trọng ở tỉnh ủy. Liêu Đắc Ích hồn siêu phách lạc quay lại phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, Hà Giang Hải đã tức lồng lộn xông vào, vừa bước vào đã không kìm nổi giận dữ nói. Tốt, tốt, thật là tốt quá, sinh mạng chính trị của Đàm Trác Vận thế là hết rồi, anh suýt chút nữa đến cả quyền phát ngôn cũng không còn. Tỉnh Tề bây giờ đã là thiên hạ của Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng rồi, chúng ta về sau đều không cần kiếm sống nữa. Đối với những lời kêu ca bực tức của Hà Giang Hải, Liêu Đắc Ích đã không còn hứng thú phụ họa theo, y ỉu xìu khoát tay. Giang Hải, nói những lời vô dụng này, còn không bằng hãy đi làm chút việc có ích. Vốn dĩ là bản thân mình có chỗ yếu, cũng không thể trách người khác phát hiện ra vấn đề của chúng ta, đúng không? Cái con khỉ! Hà Giang Hải liên tục thất bại, đã cận kề bờ vực mất quyền kiểm soát, thấy Liêu Đắc Ích có ý lùi bước, y nóng này. Đắc Ích, anh có ý gì? Có phải cũng muốn bò bò giữ mình, đã quên mình là ai sao? Hà Giang Hải nếu hiểu được nghệ thuật nói chuyện thì thế lực của y ở tỉnh Tề sẽ lớn hơn hiện tại rất nhiều lần. Nhưng đáng tiếc, mỗi người đều không thể sửa được khuyết điểm cố chấp, tính cách thẳng như ruột ngựa của y đã làm cho rất nhiều người không thích. Lý Đồng chính là sau khi bị y làm cho cay mũi mấy lần đã không còn hợp tác với y, hơn nữa còn là một ví dụ rõ ràng của việc đứng vào phía đối lập của y. Tinh thần Liêu Đắc Ích lúc này có phần hoảng hốt. Làm sao còn để ý đến tâm tư không thừa nhận thất bại và tiếp tục ngoan cố đến cùng của Hà Giang Hải. Y vốn dĩ không phải là người có lập trường kiên định, bị tỉnh ủy trực tiếp hạ gục một lần, niềm tin gần như sụp đổ. Đã vậy lại còn bị sự nôn nóng bất an của Hà Giang Hải châm ngòi, cũng có chút mất kiểm soát được. Hà Giang Hải, anh là anh, tôi là tôi, đừng có suốt ngày áp đặt ý muốn của anh lên tôi. Hà Giang Hải nhất thời sợ ngây người. Quen Lia Đắc Ích ít cũng phải mười mấy năm rồi nhưng chưa từng thấy y dám nói chuyện với mình với thái độ như vậy. Hôm nay y làm sao vậy, chẳng lẽ là vì thất bại trong việc của Đàm Trác Vận làm cho người nhát gan như Liêu Đắc Ích lại hướng về Khâu Nhân Lễ. Hà Giang Hải sửng sốt một lát rồi bỗng nhiên bật cười. Đắc Ích, trước tiên anh đừng nóng vội, nghĩ cho kỹ bên nào nặng bên nào nhẹ. Hiện nay gốc rễ của chúng ta vẫn còn, nền móng còn vững chắc. Tỉnh Tề có nhiều người bán đảo bang là cấp phó tỉnh trở lên như vậy, ai có thể động vào. Không đợi Liêu Đắc Ích nói thêm gì, Hà Giang Hải đã quay lưng bước đi. Vừa ra đến cửa phòng làm việc của Liêu Đắc Ích, sắc mặt y liền lập tức xa sầm. Xem ra Liêu Đắc Ích khó lòng trụ vững, dưới sự liên thủ của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ từng bước áp sát, nói không chừng Tôn Tập Dân cũng sẽ thỏa hiệp. Nếu Tôn Tập Dân nhượng bộ, hạng mục của tập đoàn Đạt Tài vừa đến thì chính là thất bại nặng nề trên mọi mặt ở tỉnh Tề của y. Y không còn mặt mũi nào gặp lại thủ tướng. Làm sao bây giờ? Mớ hỗn độn. Nếu Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ thích chơi trong bóng tối, thích dùng thủ đoạn mềm dẻo giết người thì y sẽ chơi ngoài sáng, dùng thủ mạnh tay xử dứt khoát, không tin là không xử lý được mấy tên khách từ nơi khác này. Là nên ra khỏi tổ rồi. Cảnh tượng trong hội nghị công việc sẽ không truyền đi trên diện rộng, nhưng vẫn có một số người nghe một chút phong thanh đều biết là Liêu Đắc Ích lại bị phê bình, hơn nữa mức độ còn không nhẹ, nguyên nhân hiển nhiên là vì việc của Đàm Trác Vận. Truyền đi truyền lại, Đàm Trác Vận liền thành đại từ thay thế cho Vận Đen, thậm chí còn thành đề tài đùa giỡn khi gặp nhau. Hôm nay anh nói chuyện chưa? Đừng nhắc đến nữa, nói rồi. Nói cái gì rồi, là vận may của Trác Việt hay là... Còn Trác Việt cái nỗi gì? Ngay cả Trác Dị còn nói không xong, miễn cưỡng thì còn có chút trẻ trung giàu sức sống. Đúng rồi, anh chính là một cán bộ trẻ trung đấy. Anh mới trẻ trung giàu sức sống, cả nhà anh đều trẻ trung giàu sức sống. Ha ha! Người trở thành trò cười và chủ đề bàn tán là Đàm Trác Vận đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong trụ sở tỉnh ủy, nghe nói đã nhanh chóng làm xong thủ tục từ chức, về quê. Cũng đúng. Mặt có dày đến đâu cũng không thể trụ nổi nữa, mặc dù diện mạo của Đàm Trác Vận quả thực không già, nhưng cách làm vì thăng quan tiến chức mà che giấu 7 tuổi vẫn khiến mọi người khinh bỉ. Đàm Trác Vận đi rồi cũng không có gì đáng lo, đáng tiếc là một thành ngữ hay vô cùng ý nghĩa và mang ý tích cực trẻ trung giàu sức sống vì y mà trong một thời gian dài lại mang nghĩa xấu mà người ở tỉnh ủy tỉnh Tề đều biết.
qua chuyện của Đàm Trác Vận đã hoàn toàn xác lập được quyền uy của Chu Hồng Cơ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Lệnh Truyền Chí mặt mày xám xịt, một thời gian rất dài cũng không ngẩng đầu lên được. Tất cả những ủy viên thường vụ phụ họa và ủng hộ Đàm Trác Vận, sau khi sự việc vỡ lở đều rất hối hận, không ít người âm thầm tiến sát Chu Hồng Cơ, biểu đạt ý kiên định đi theo y. Theo sau, Chu Hồng Cơ đề bạt người của mình thế vào chỗ còn khuyết của Đàm Trác Vận, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều đồng ý, không ai phản đối. Sau khi đệ trình lên tỉnh ủy, dưới sự thúc giục của Hạ Tường, cũng được thông qua thuận lợi. Từ đó, thế cục của Chu Hồng Cơ ở Ủy ban Kỷ luật về cơ bản đã định. Nhưng ngược lại hoàn toàn với việc cầm quyền vô cùng thuận lợi của nội bộ Ủy ban Kỷ luật là, trong cuộc điều tra nhằm vào vấn đề của Cục trưởng Cục Muối vụ Thang Thế Thành, Chu Hồng Cơ gặp lực cản lớn nhất trước nay chưa từng có. Bởi vì thủ đoạn cứng rắn và hành động không chút nể tình của y cuối cùng cũng kinh động đến phía Bắc Kinh, có người ra mặt tạo áp lực. Trong nháy mắt Hạ Tưởng đến tỉnh Tề nhậm chức đã được hơn 2 tháng. Mùa xuân của thành phố Lỗ đã hoàn toàn biến mất, thời khắc giữa hè đang đến gần. Sau khi tỉnh Tề trải qua một loạt các cơn đau đớn, tạm thời bước vào thời yên ả. Dự án của tập đoàn Đạt Tài vẫn còn đợi ý kiến phúc đáp của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôn Tập Dân không hề mở miệng phản đối, nhưng cũng không giơ tay đồng ý, chính là có ý trì hoãn, cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì. Nói ra cũng lạ, đó là Lý Đình Sơn cũng không thúc ép nữa, Khâu Nhân Lễ sau khi hỏi ở cuộc họp công việc một cách vô ý thì cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Đủ loại dấu hiệu cho thấy dự án của tập đoàn Đạt Tài chỉ là đầu voi đuôi chuột và tạm thời có xu hướng gác lại. So với việc dự án của tập đoàn Đạt Tài cuối cùng có thể thực hiện hay không, cùng lúc người ở tỉnh ủy còn có rất nhiều việc để quan tâm. Ví dụ như việc Chu Hồng Cơ thâu tóm quyền lực một cách ồn ào ở nội bộ Ủy ban Kỷ luật, ví dụ như Hạ Tưởng sắp đặt thế cục chế ngự Liêu Đắc Ích. Hiện nay Liêu Đắc Ích từ lập trường dao động lúc trước đã dần dần có khuynh hướng xa dần khỏi quỹ đạo của Hà Giang Hải. Về cơ bản có thể nói, thế cục của tỉnh Tề dưới sự liên kết thao túng của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, vàng thao lẫn lộn, thế lực khắp nơi bị làm xáo trộn và một lần nữa tẩy bài, dự đoán một cục diện mới sắp được hình thành. Nhưng sắp hình thành thì rốt cuộc cũng là chưa hoàn toàn hình thành, bởi vì một loạt các hành động của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ tuy rằng có hiệu quả rõ rệt nhưng vấn đề đều mắc lại ở cửa cuối cùng. Tất cả đều sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Gió đông của Chu Hồng Cơ là tóm được Cục trưởng Cục Muối vụ Thang Thế Thành. Sau khi hoàn thành việc thâu tóm quyền lực trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật, sẽ chính thức bắn phát xung đầu tiên ra bên ngoài Tư Mã Bắc không tính. Sự lẩn trốn của Tư Mã Bắc bị Chu Hồng Cơ đẩy lên thành nỗi ô nhục nhưng động tác thâu tóm quyền lực bên trong Ủy ban Kỷ luật rất nhanh gọn và vô cùng thuận lợi. Việc bắt giam Thang Thế Thành lại gặp lực cản, trì trệ, khó có thể đẩy mạnh. Ghi ô đông của Hạ Tưởng chính là làm cho dự án của tập đoàn Đạt Tài thành hiện thực. Dự án có thành, mới có nghĩa là Hạ Tưởng đã đứng vững trước áp lực của Thủ tướng, thật sự thắng được một ván. Mặc dù dự án của tập đoàn Đạt Tài bề ngoài là do Lý Đình Sơn phụ trách nhưng người hiểu chuyện đều biết đằng sau là bàn tay của Hạ Tưởng, và đằng sau việc đầu tư mang ý nghĩa chính trị như thế nào. Sau khi trải qua một loạt các sự việc, vào thời khắc cuối cùng, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ lại đều gặp phải khó khăn, tất cả đều dừng lại, khiến cho mọi người không khỏi ngờ vực. Chẳng lẽ bao nhiêu công lao cuối cùng lại thất bại trong gang tấc? Trong sự nghi ngờ của mọi người, Chu Hồng Cơ vẫn im lặng không động tĩnh, dường như đang đợi thời cơ đến. Còn Hạ Tưởng lại làm một việc nằm ngoài dự đoán của mọi người, đó là bay đến Bắc Kinh, bởi vì Bắc Kinh có chuyện. Bắc Kinh vào tháng 6 trời bắt đầu nóng như lò lửa. Giữa trưa, mặt đất như muốn bốc lửa, nóng khủng khiếp. Hạ Tưởng đứng giữa trời nắng như đổ lửa. Bị ánh nắng chói chang dọi vào mắt đến mức nhíu mày nheo mắt, nhưng lại không chịu lùi bước sau lưng chính là bóng râm, nhưng hắn lại cứ không chịu lùi lại, hắn cứ muốn phơi mình dưới nắng. Cảnh đó làm cho ai đi ngang qua cũng nhìn hắn một lượt với cặp mắt khó hiểu, không rõ hắn đang yên đang lành đứng giữa trời hè để phơi nắng, có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Đương nhiên thần kinh Hạ Tưởng không có vấn đề gì, vì đứng ngay vị trí nắng chói chang này hắn có thể nhìn thấy rõ một cao ốc rất cá tính nằm giữa hai tòa nhà cao tầng. Ở Bắc Kinh, cao ốc độc đáo thì đầy rẫy, nhưng cái khiến Hạ Tưởng phải dừng chân ngắm nhìn đến mê mẩn thì không nhiều, mà cái nào có thể khiến hắn bất chấp ánh nắng chói chang, chỉ lướt qua đã đứng ngắm đến mấy phút lại càng hiếm thấy. Ê, nhìn gì đấy? Nhìn chăm chú đến thế, lạ thật, đàn ông ngoài ngắm gái đẹp ra, còn có thể ngắm cái gì đến ngơ ngẩn như vậy? Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau, cùng lúc,
một bàn tay nhỏ bé dịu dàng đặt lên vai hắn. Không cần quay đầu lại cũng biết, đó là Tống Nhất Phàm. Hạ Tưởng cười, trong lúc bất ngờ có phần thất thần. Cũng lạ, lúc nãy tiếng "ê" của Tống Nhất Phàm nghe rất giống tiếng của một người, suýt chút nữa hắn lầm tưởng cô ấy đang ở sau lưng. Em xem, tòa nhà ở chính giữa nhìn giống cái gì? Hạ Tưởng không quay đầu lại, chỉ tay lên. Để em xem nào. Tống Nhất Phàm vĩnh viễn không bao giờ thiếu đi tính hiếu kỳ. Cô ấy xem thì cứ xem, khoảng trống bên cạnh thì rộng mà cô lại cứ sát lại gần Hạ Tưởng. Tống Nhất Phàm mặc chiếc váy dài, xinh đẹp như tiên nữ, yểu điệu như dương liễu. Váy cô tung bay, hình ảnh giống hệt như giấc mộng về mối tình đầu có ấn tượng sâu sắc nhất khi nụ tình chớm nở của bất cứ người đàn ông nào. Chẳng phải nói quá, vẻ đẹp và niềm vui của cô ấy chính là một đóa hoa hướng dương kiều diễm, là sự hồn nhiên đáng để trân trọng nhất trong lòng tất cả đàn ông. Hương thơm trên cơ thể Tống Nhất Phàm nhẹ nhàng mà lưu lại rất lâu, cô ấy tựa sát vào vai phải Hạ Tưởng, kiễng chân, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng tay Hạ Tưởng chỉ dáng vẻ chăm chú mà tuyệt đẹp. Nhìn nghiêng gương mặt cô, làn da trắng nõn như ngọc, gò má hồng hào, có thể nói là một vẻ đẹp hoàn mỹ. Cô ấy nhìn khoảng 30 giây, có vẻ chăm chú và nghiêm túc, làm Hạ Tưởng cứ nghĩ cô ấy thực sự đã nhìn thấy gì đó, thậm chí chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi. Sau đó cô ấy nói, giống một cái, quần lót lớn. Hạ Tưởng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Một cô gái có vẻ đẹp ngọc ngà thế này, vừa mở miệng đã khiến người ta không nhịn được cười. Có điều nhận xét của cô quả là nhằm đúng vấn đề. Lúc này khắp nơi đua nhau thịnh hành phong trào xây các loại cao ốc, mà cái nào cũng một kiểu như nhau, không phải hình hộp diêm thì cũng là hình quần lót cỡ lớn, thật là thiếu thẩm mỹ trầm trọng. Tống Nhất Phàm quả là có con mắt tinh đời. Hẹn gặp Tống Nhất Phàm ở đây là đề nghị của Hạ Tưởng. Hắn vốn định đích thân đi đón cô, nhưng lại lùi cuộc gặp mặt với Cổ Thu Thực thêm nửa tiếng, rồi mới gọi điện cho Tống Nhất Phàm hẹn cô đến. Dù sao cũng chỉ là đi dạo với cô một lúc chứ chẳng phải chuyện gì quan trọng. Tuy nhiên, Hạ Tưởng có một suy nghĩ nho nhỏ mà không ai biết, không đủ để diễn tả rõ cho Tống Nhất Phàm, chỉ có thể từ từ mà phác họa ra. Thật ra Hạ Tưởng đứng dưới nắng đến nóng ran hết cả người. Nhưng tòa cao ốc ở giữa hai tòa nhà càng không phải vì giống hình quần lót kia mới thu hút ánh mắt hắn, mà là vì một bức tranh quảng cáo lớn vô cùng được treo trên cao ốc. Trên đó viết một câu có lẽ đối với người khác chẳng ý nghĩa gì, nhưng đối với Hạ Tưởng thì đó lại là câu quảng cáo thú vị lạ thường. Công ty thương mại điện tử Nhất Bộ, với tinh thần tinh vệ lấp biển, duy trì tưởng tượng giữa mùa hè. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Nhất Bộ là công ty vệ tân mới thành lập ở Bắc Kinh. Cuối cùng mong muốn kinh doanh công nghệ điện tử bấy lâu của cô ấy cũng đã toại nguyện. Được Liên Nhược Hạm làm trung gian tạo quan hệ, được Tiếu Giai âm thầm hỗ trợ, lại được Dương Uy đứng đằng sau tác động, một người đã vài lần kinh doanh thất bại như vệ tân cuối cùng cũng thành công vang dội ngay lúc khởi đầu. Cô đã giành được một chỗ đứng ở thị trường Bắc Kinh nơi mà các công ty thương mại điện tử cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Hạ Tưởng vô cùng phấn khởi, vì vệ tân luôn là người khiến hắn bận lòng nhất. Cuối cùng vệ tân cũng coi như đã xây dựng được sự nghiệp, lòng cô cũng đã yên ổn, Hạ Tưởng cũng bớt lo lắng phần nào. Nếu nói Tống Nhất Phàm là hình tượng của mối tình đầu hoàn hảo, Tào Thù Lê là hình tượng của người vợ hoàn mỹ, thì sự dịu dàng, chu đáo và không bao giờ đòi hỏi của vệ tân chính là cảnh giới cao nhất của hình tượng hồng nhan tri kỷ mà đàn ông suốt đời theo đuổi. Huống hồ, vệ tân chẳng phải người khác, chính là người yêu cả hai kiếp, là nỗi đau lòng trọn đời này của hắn. Sự chu đáo, nhẫn nại và căn bệnh bất hạnh của cô ấy chính là chốn bồng lai tiên cảnh êm dịu nhất, nhớ mong nhất trong thế giới trần tục bộn bề của Hạ Tưởng. Hôm nay hắn vốn định muốn gặp vệ tân trước, nhưng không may, bị Tống Nhất Phàm bắt gặp trước. Vệ tân thì luôn luôn nhường nhịn, Tống Nhất Phàm thì chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều, nên Hạ Tưởng chỉ có thể chiều ý Tống Nhất Phàm trước. Lần này đến Bắc Kinh, thật ra là định làm trung gian giới thiệu Cổ Thu Thực và Tống Chiêu Độ với nhau. Cổ Thu Thực thì đã gặp rồi, Tống Chiêu Độ thì mai mới gặp. Hắn vốn định bây giờ đến nhà họ Ngô một chuyến, để bàn về thế cục sau này với ông cụ Ngô. Ai ngờ lại bị Tống Nhất Phàm tóm được.